nhân viên bảo vệ đứng trước mặt Diệp Quân Lâm. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest bước ra, nhìn dáng đi và phong thái có vẻ là người có quyền lực. Có chuyện gì vậy? Bảo vệ nói lại cho anh ta biết tình hình. Khuôn mặt của người đàn ông mặc vest thay đổi, anh ta nhìn Diệp Quân Lâm thật sâu. Xin chào ngài, tôi là Từ Huân, quản lý của khách sạn Hòa Bình. Chắc hẳn ngài đã nghe nói về quy định của khách sạn Hòa Bình rồi đúng không? Một khi một người nào đó bước vào khách sạn Hòa Bình, họ là những vị khách quý của chúng tôi. Khách sạn Hòa Bình sẽ đảm bảo mọi sự an toàn của người đó. Ngài không thể vào khách sạn Hòa Bình, càng không nói đến việc giết khách hàng của chúng tôi. Mời ngài quay về đi, Từ Huân thuyết phục. Anh ta vô cùng ngạc nhiên không hiểu Diệp Quân Lâm lấy đâu ra dũng khí xông vào khách sạn Hòa Bình. Bất cứ ai biết quy định của khách sạn Hòa Bình, chắc chắn họ sẽ không bao giờ xông đến như vậy. Trong nhiều năm như vậy, không có ai. Mấy người có quy tắc của mấy người, tôi cũng có quy tắc của tôi. Người tôi muốn giết, Chúa cũng không cứu được. Diệp Quân Lâm mím môi nở nụ cười, mấy người sẽ bảo vệ sự an toàn cho khách của mình khi vào đến khách sạn Hòa Bình. Tôi sẽ xem hôm nay mấy người có thể làm gì để bảo vệ hắn ta. Vào khách sạn và giết Thẩm Trường Sinh. Sát khí khát máu lóe lên trong mắt Diệp Quân Lâm. Ngài đã muốn xông vào, vậy thì đừng trách chúng tôi bất lịch sự. Xông lên, Từ Huân ra lệnh. 8 nhân viên bảo vệ lao vào ngay lập tức. 8 cao thủ tung đòn mạnh mẽ để cùng nhau giết chết Diệp Quân Lâm. Không khoa trương khi nói 8 người này có thể sánh ngang với Long Hổ Hòa Thượng. Long Hổ Hòa Thượng là át chủ bài của Đàm Hành Ba. Nhưng tất cả bọn họ đều gặp phải một người vô cùng ngoan cường. Bùm, bùm, bùm. Đám người Tây Phương, Nam Phương bắt đầu làm việc. Ngay sau đó, 8 nhân viên bảo vệ bay ra ngoài. Rắc rắc, cửa kính của khách sạn Hòa Bình bị đập trực diện, thủy tinh rơi vãi khắp nơi. Từ Huân ngẩn người, 8 người này đều không phải là đối thủ sao? Những người trong hội trường vô cùng kinh hãi. Đặc biệt là Thẩm Trường Sinh vẫn đang ngồi trong đại sảnh thở hổn hển. Cửa kính bất ngờ bị đập vỡ, một vài bóng người quen thuộc từ bên ngoài đi vào. Diệp Quân Lâm. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Thẩm Trường Sinh sợ đến mức hai mắt bay ra ngoài. Sao Diệp Quân Lâm đã đến đây rồi? Còn dám hiên ngang xông vào khách sạn Hòa Bình nữa? Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm vào Thẩm Trường Sinh, cười nói chúng ta lại gặp nhau. Thẩm Trường Sinh sợ hãi nói, mày, sao mày lại vào được đây? Sao mày dám xông vào khách sạn Hòa Bình? Mày to gan lắm. Trong suy nghĩ của bất cứ ai ở Hoa Hải, khách sạn Hòa Bình là nơi linh thiêng và bất khả xâm phạm, càng không nói đến việc xông vào. Diệp Quân Lâm làm điều này nghĩa là anh đã vô cùng mạo hiểm. Khóe miệng Diệp Quân Lâm hiện lên một tia tàn nhãn, trên thế gian này không có nơi nào mà tôi không thể đi. Nhìn xem. Không phải bây giờ tôi đang ở đây sao? Nhìn thấy Diệp Quân Lâm đi tới, Thẩm Trường Sinh sợ hãi đến sắp phát điên. Thẩm Trường Sinh nhanh chóng đứng dậy chạy vào trong, cứu tôi, hẳn ta muốn giết tôi. Không phải người ta đều nói vào được khách sạn Hòa Bình là sẽ an toàn sao? Tại sao hẳn ta lại vào được? Chuyện gì đang xảy ra thế? Thẩm Trường Sinh lo lắng hét lên. Khuôn mặt của Từ Huân và các nhân viên khác của khách sạn Hòa Bình đầy bối rối. Những chuyện này vô cùng hoang đường, và chưa từng xảy ra. Bây giờ xảy ra những chuyện như thế này, đây chính là vấn đề về thể diện của khách sạn Hòa Bình. Chuyện này khiến tất cả khách sạn Hòa Bình mất hết mặt mũi. Nếu chuyện này lan rộng ra, khách sạn Hòa Bình sẽ trở thành trò cười của cả Hoa Hải. Bọn họ tuyệt đối không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Đứng lại, nếu mấy người dám tiến lên một bước, mấy người sẽ là kẻ thù của toàn bộ khách sạn Hòa Bình. Từ Huân hét lên ngay lập tức. Ngày càng có nhiều nhân viên bảo vệ chạy đến, tổng cộng gần 80 người. Mọi người đều là cao thủ của những cao thủ. Chọn bất kỳ người nào trong số họ, chắc chắn đều là cao thủ vô cùng lợi hại, thậm chí không hề kém cạnh Viên Phù Đồ Hà hay Thạch Thanh Sơn. Nhưng bọn họ lại sẵn sàng làm một nhân viên bảo vệ nhỏ ở đây, mà còn đông như thế này, điều này vô cùng bất thường. Có thể thấy sức mạnh của khách sạn Hòa Bình lớn như thế nào. Ông chủ Gia Cát Thanh chắc chắn là một người có tầm nhìn. Diệp Quân Lâm tò mò hơn về người chủ này. Chẳng nhẽ. Trung Phương lắc đầu, chỉ trong chớp mắt mà xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, cũng có chút thú vị. Diệp Quân Lâm tiếp tục đi về phía trước, trở thành kẻ thù của khách sạn Hòa Bình thì sao?
tôi không quan tâm đến khách sạn Hòa Bình. Một câu nói bình thản nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang. Mọi người đều nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ khó tin. Ở Hoa Hải, và thậm chí khắp miền Nam, ai lại dám không quan tâm đến khách sạn Hòa Bình? Bọn họ đều đã gặp những kẻ điên, nhưng chưa bao giờ thấy ai đó điên như thế này. Thẩm Trường Sinh núp phía sau vô cùng sợ hãi. Khách sạn Hòa Bình trước giờ luôn giống như một truyền thuyết, nhưng vào lúc này, anh ta lại đang nghỉ ngò khách sạn Hòa Bình. Mấy người nhất định phải ngăn cản hắn ta là một kẻ mất trí, hắn ta đã nói gì thì nhất định sẽ làm. Một khi hắn ta xông vào đây và giết tôi, uy tín của khách sạn Hòa Bình sẽ mất hết, mấy người không cần làm việc nữa. Thẩm Trường Sinh đã dùng những lời lẽ để kích động mọi người trong khách sạn Hòa Bình, khiến các khách hàng của khách sạn Hòa Bình vô cùng sợ hãi. Thể diện của khách sạn Hòa Bình không giữ được nữa, việc này tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Mọi người đều đỏ mặt, nếu bị ông chủ trách tội, bọn họ đều không còn chỗ kiếm ăn nữa. Từ Huân nhìn Diệp Quân Lâm bước qua giới hạn chỉ định của mình, lập tức nói, vậy thì đừng trách tôi bất lịch sự. Bắt bọn họ. Khách sạn Hòa Bình là vùng đất bất khả xâm phạm. Diệp Quân Lâm hết lần này đến lần khác phá vỡ quy tắc, bây giờ anh lại đang khiêu khích đám bảo vệ. Ngay lập tức, tất cả gần 80 nhân viên bảo vệ đều bắt đầu ra tay, họ giống như 80 con thú vừa được thả xuống núi. Mạnh hơn mấy trăm người của Đàm Hành Ba lúc nấy rất nhiều, hai đám người này không cùng một đẳng cấp. Đánh, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ đứng. Diệp Quân Lâm hút một điếu thuốc. Năm người Trung Phương lập tức tấn công và chiến đấu với hơn 80 tên bảo vệ. Hiển nhiên trình độ của những người này khác với đám người lúc nãy, nên xử lý đám người này cũng tốn sức hơn rất nhiều. Diệp Quân Lâm đã hiểu tại sao khách sạn Hòa Bình có thể đảm bảo chỉ cần khách hàng bước chân vào đây là sẽ an toàn. Có nhiều bảo vệ đẳng cấp như thế này bảo vệ, ai dám động vào bọn họ chứ? Chưa cần nói đến 80 người này, chỉ nói đến 8 người canh gác ngoài cửa thôi, không ai ở Hoa Hải có thể xông vào được khách sạn Hòa Bình. Nhưng lần này người bọn họ gặp phải là Diệp Quân Lâm. Trận chiến tiếp theo diễn ra vô cùng kịch liệt. Tất cả các nhân viên của khách sạn Hòa Bình đều ngẩn ra, đặc biệt là Từ Huân, bộ đàm trên tay anh ta rơi xuống đất, anh ta mồ hôi nhễ nhại. Không phải vì nóng mà là sợ hãi. Bởi vì các nhân viên bảo vệ của khách sạn Hòa Bình từng người bị đá bay ra ngoài. 10 phút sau, không một nhân viên bảo vệ nào trong số 80 nhân viên bảo vệ tại khách sạn Hòa Bình còn đứng vững. Tất cả đều ngã lăn xuống đất. Kích thích quá, còn ai nữa không? Thêm vài trăm người nữa đi, tinh thần chiến đấu của Trung Phương rất mạnh, anh ta không nhịn được lên tiếng hỏi. Tất cả mọi người. Khách sạn Hòa Bình không thể ngờ được là 6 người trước mặt bọn họ đều là siêu cao thủ, ngay cả những cao thủ của khách sạn Hòa Bình cũng không phải là đối thủ. Lần này gặp phải đối thủ khó nhẫn rồi. Mấy người, mấy người không phải người gốc Hoa Hải. Từ Huân kết luận chắc nịch. Tại sao Diệp Quân Lâm có thể vào đây được, còn đánh ngã tất cả cao thủ của khách sạn Hòa Bình nữa? Đừng! Thẩm Trường Sinh nhìn Diệp Quân Lâm và sợ hãi hét lên. Tây Phương nhấc anh ta lên. Bắt đến trước mặt Diệp Quân Lâm và ném anh ta xuống đất. Làm on, cầu xin anh, đừng giết tôi. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Thẩm Trường Sinh khóc lóc nói. Xin hãy tha thứ cho tôi. Diệp Quân Lâm ánh mắt phát lạnh, ồ, tôi không chấp nhận. Diệp Quân Lâm từ từ nâng nắm đấm lên, ngay khi anh định giáng nắm đấm xoõng mặt Thẩm Trường Sinh, một giọng nói vang lên, đợi đãi. Một nhóm người bước từ bên trong nhà hàng ta ngoài. Đám đông đứng xung quanh một ông già trong bộ đồ thời Đường. Anh ta chính là Gia Cát Thanh, chủ khách sạn Hòa Bình. Khi vừa nghe thấy có người đến khách sạn Hòa Bình để gây rối, anh ta không để ý lắm, vì những năm nay làm gì có ai dám đến đây gây chuyện. Nhưng tin tức đến tiếp truyền đến khiến anh ta không thể không ra mặt. Người anh em, tôi là Gia Cát Thanh, chủ khách sạn Hòa Bình. Cậu có biết quy định của khách sạn Hòa Bình không? Cậu giải thích những chuyện này như thế nào? Giọng điệu của Gia Cát Thanh nửa hòa nhã, nửa nghiêm túc. Diệp Quân Lâm cười và nói, ôi xin lỗi, tôi luôn là người phá vỡ quy tắc. Hôm nay tôi đã phá vỡ các quy tắc của khách sạn Hòa Bình rồi. Cậu, Gia Cát Thanh rất tức giận. Nhưng nhìn thấy người đang than khóc, anh ta không dám coi thường Diệp Quân Lâm. Quy tắc chỉ dùng để kiềm chế những kẻ yếu hơn mình, nhưng chúng vô dụng với tôi vì tôi mạnh hơn anh. Diệp Quân Lâm chế nhạo. Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi chỉ đến để giết một người,
sẽ không gây phiền phức gì cho mấy người. Tôi sẽ rời đi sau khi giết người. Diệp Quân Lâm nói. Đừng, cứu tôi, anh Gia Cát, cứu tôi là con trai của Thẩm Tam Thiên. Nếu tôi bị giết ngay trước mặt anh, sau này khách sạn Hòa Bình sẽ mất hết uy tín, anh sẽ trở thành trò cười của Hoa Hải. Thẩm Trường Sinh nắm lấy chiếc phao cứu mạng duy nhất và hét lên. Lời nói của anh ta đã kích thích tâm trí của Gia Cát Thanh. Nếu điều này xảy ra, Gia Cát Thanh không có cách nào tiếp tục lăn lộn ở đất Hoa Hải này nữa. Hơn nữa người này còn là con trai của Đàm Hành Ba, thân phận vô cùng tôn quý. Bỏ qua cho người này, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Gia Cát Thanh lạnh lùng nói. Nếu không thì sao? Diệp Quân Lâm ghét nhất là bị người khác đe dọa. Vậy thì cậu sẽ trở thành kẻ thù của khách sạn Hòa Bình, kẻ thù của tất cả những người trong gia đình Gia Cát Thanh. Đến lúc đó, tất cả ông chủ trong tất cả các ngành nghề đều sẽ đối đầu với một mình cậu, cậu nghĩ mình có mấy phần sống chứ? Mấy người phía sau Gia Cát Thanh lập tức nói. Anh có biết tại sao không có người nào dám phá lệ trong khách sạn Hòa Bình không? Biết tại sao tất cả những ai vào khách sạn Hòa Bình đều sẽ an toàn, cho dù có phạm sai lầm lớn thế nào không? Gia Cát Thanh hỏi. Tôi rất muốn nghe. Diệp Quân Lâm rất quan tâm đến điều này. Đầu tiên, ở khách sạn Hòa Bình có rất nhiều cao thủ. Họ đều mang on tôi và sẵn sàng làm nhân viên bảo vệ ở đây. Thứ hai, đó là các mối liên hệ tôi, các mối quan hệ của tôi trải khắp các lĩnh vực từ kinh doanh, chính trị đến quân sự. Hầu hết các ông chủ lớn và quyền lực ở miền Nam, thậm chí cả miền Bắc và thậm chí trên toàn châu Á đều mang ơn tôi. Chỉ cần tôi nói một lời, họ sẽ giúp đỡ tôi vô điều kiện. Đây mới là điều đáng sợ của khách sạn Hòa Bình. Chọc vào khách sạn Hòa Bình đồng nghĩa với việc đắc tội với một nửa châu Á. Gia Cát Thanh nhìn Diệp Quân Lâm nói, thế này đi, nể mặt tôi. Chúng ta kết bạn. Sự xấu hổ lớn nhất trong lịch sử của khách sạn Hòa Bình, Gia Cát Thanh mỉm cười nói, trong cuộc sống này tôi thích nhất hòa khí. Thêm một người bạn tốt hơn một kẻ thù. Cậu nghĩ thế nào, người anh em? Nể mặt tôi lần này, coi như tôi nợ cậu một ân tình. Mọi người xung quanh đều bị sốc. Gia Cát Thanh thực sự đã chủ động hạ mình và kết bạn với Diệp Quân Lâm. Điều này cực kỳ hiếm. Trước đây luôn là người khác mang ơn Gia Cát Thanh, còn chưa bao giờ Gia Cát Thanh mang ơn người khác. Diệp Quân Lâm lần này không muốn nể cũng phải nể. Đây là thể diện của cả khách sạn Hòa Bình. Nhưng Diệp Quân Lâm lại chế nhạo, thể diện của anh đáng mấy đồng chứ? Đợi tôi làm xong chuyện này, chúng ta nói chuyện kết bạn cũng không muộn. Nghe những gì Diệp Quân Lâm nói, Thẩm Trường Sinh lo lắng. Anh Gia Cát, cứu tôi. Bụp. Diệp Quân Lâm đánh vào đầu Thẩm Trường Sinh. Ngay lập tức, mắt, mũi, tai và miệng của Thẩm Trường Sinh tràn đầy máu, cả người anh ta lập tức như mất đi hơi thở. Phun. Thẩm Trường Sinh mềm nhũn ngã xuống đất. Thẩm Trường Sinh đã nhiều lần xúc phạm mẹ anh và đẩy mẹ anh xuống vực sâu. Nếu không phải vì Thẩm Trường Sinh nhìn trúng mẹ anh, muốn bá đạo chiếm lấy mẹ anh thì mẹ anh cũng sẽ không có số phận hiện tại. Ánh mắt Diệp Quân Lâm vô cùng lạnh lùng. Bùm! Cảnh tượng trước mắt đến quá nhanh khiến đám người Gia Cát Thanh không kịp cảnh giác. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, Diệp Quân Lâm đã ra tay trước. Tất cả đều ngơ ngác. Mọi người trong phòng như chết lặng. Diệp Quân Lâm thực sự đã giết Thẩm Trường Sinh ngay trước mặt Gia Cát Thanh trong khách sạn Hòa Bình. Quá can đảm. Lần đầu tiên trong lịch sử, anh hoàn toàn không coi Gia Cát Thanh, người mạnh nhất Hoa Hải ra gì. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Cậu. Gia Cát Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, một lúc lâu cũng không nói được lời nào, anh ta thực sự sắp ói ra máu. Đáng ghét. Thật sự vô cùng đáng ghét. Hôm nay, hành động của Diệp Quân Lâm đã phá vỡ các quy tắc của khách sạn Hòa Bình, khiến khách sạn Hòa Bình hoàn toàn mất hết thể diện. Sau này bọn họ không có cách nào tiếp tục ở lại Hoa Hải nữa. Sở dĩ khách sạn Hòa Bình nổi tiếng ở Hoa Hải là vì mô hình khách sạn Hòa Bình độc đáo, chỉ cần bạn trở thành khách của khách sạn Hòa Bình thì không ai dám động đến bạn. Nhưng hôm nay mọi thứ đã bị phá vỡ, có người không chỉ xông vào khách sạn Hòa Bình mà còn giết chết một vị khách ngay trước mặt ông chủ. Đây là sự xấu hổ lớn nhất trong lịch sử của khách sạn Hòa Bình. Đó cũng là nỗi đau mà Gia Cát Thanh cả đời không thể xóa bỏ. Được rồi, tôi xong việc rồi, tôi đi đây. Diệp Quân Lâm phủi tay, mỉm cười nói, sau đó cùng đám người Tây Phương quay người rời đi. Đứng lại,
Gia Cát Thanh hét lớn với đám người Diệp Quân Lâm. Gây chuyện ở khách sạn Hòa Bình rồi rời đi như thế sao? Cậu coi Gia Cát Thanh tôi là cái gì? Gia Cát Thanh gầm lên. Diệp Quân Lâm dừng lại và mỉm cười nói, sao? Anh định ngăn tôi à? Lời nói của Diệp Quân Lâm khiến Gia Cát Thanh sửng sốt. Ngăn, nhưng phải có thực lực thì mới ngăn được. Tất cả các cao thủ dưới sự chỉ huy của anh ta đều đang nằm trên mặt đất, anh ta làm thế nào để ngăn cản Diệp Quân Lâm chứ? Tôi không thể ngăn cản cậu, nhưng hãy nhớ. Vì cậu đã phá lệ trong khách sạn Hòa Bình của tôi, khiến tôi vô cùng xấu hổ vậy tôi nói cho cậu biết, từ nay về sau, ta, Gia Cát Thanh tôi sẽ dùng tất cả nhân lực và sức mạnh trong cuộc đời tôi để chống lại cậu. Tôi sẽ không để cậu sống tốt đâu. Gia Cát Thanh hét vào mặt Diệp Quân Lâm. Được, vậy tôi sẽ đợi. Diệp Quân Lâm quay người rời đi. Bịch. Gia Cát Thanh ngồi bệt xuống đất. Anh ta khóc không ra nước mắt. Từ nay, khách sạn Hòa Bình sẽ không còn nữa. Gia Cát Thanh càng không còn chút thể diện nào. Tại Sơn Trang Thanh Long, Đàm Hành Ba cũng đã khóc sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Sinh. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Hoa Hải. Đàm Hành Ba cùng Gia Cát Thanh chịu nhục cả đời. Có người chà đạp những kẻ mạnh nhất ở Hoa Hải, đối với nhà họ Chí, đây là niềm hối hận vô cùng, đặc biệt là với Chí Đông Phương. Nếu không xét về lợi nhuận, chỉ thuần túy từ khía cạnh tình cảm gia đình thì Diệp Quân Lâm thực sự là cháu ngoại của ông ta. Họ Chí của ông ta đã thực sự đạt đến đỉnh cao. Sau khi làm tất cả những điều này, Diệp Quân Lâm trở lại Kim Lăng. Trong hai ngày qua, Lý Tử Nhiệm đã sống trong nhà họ Triệu. Hai ngày qua có phải Diệp Quân Lâm đã đến Hoa Hải không? Ngô Thị Lan hỏi. Đúng, anh ấy có việc phải làm, anh ấy đã đi Hoa Hải. Lý Tử Nhiệm vẫn không tiết lộ tin tức của nhà họ Trí, sợ rằng nhà họ Trịnh sẽ có suy nghĩ gì khác. Trịnh Quốc thẳng cười và nói, tôi nghe nói rằng đã có một sự kiện lớn xảy ra ở Hoa Hải trong hai ngày qua, thực sự giống như một trận động đất 10 độ Richter. Ồ, Hoa Hải đã xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người cùng tiến đến hỏi. Người ta nói rằng một nhóm người đột nhiên xuất hiện ở Hoa Hải, đầu tiên đã đè bẹp đám nhà giàu ở Hoa Hải và trở thành chủ nhân chung của bọn họ. Sau đó, nhóm người này đã giết chết con trai của Đàm Hành Ba Thẩm Tam Thiên, còn là xông vào khách sạn Hòa Bình và giết chết kẻ đó ngay trước mặt ông chủ Gia Cát Thanh của khách sạn Hòa Bình. Ngay khi nhóm người này vừa xuất hiện, bọn họ đã quét sạch tất cả các thế lực gia tộc ở Hoa Hải. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Trịnh Quốc Thăng phấn khích nói. Thật kinh khủng, những người này không thể nào đến Kim Lăng được đâu nhỉ. Mọi người dùng mình. Đừng lo lắng, một Kim Lăng nhỏ bé, người ta cũng không thèm để mắt đến đâu. Lý Tử Nhiệm cau mày, khi nghe Hoa Hải xảy ra sự kiện lớn như vậy, điều đầu tiên cô nghĩ đến là Diệp Quân Lâm. Có lẽ nào là Diệp Quân Lâm đang gây rắc rối ở Hoa Hải. Không thể nào. Ngay lập tức, cô đã phủ nhận ý kiến trên. Diệp Quân Lâm đi dự cuộc họp thường niên của nhà họ Chí, ôm đùi nhà họ Chí, lừa dối nhà họ Chí, làm thế nào anh có thể có sức mạnh như vậy được? Trịnh Quốc Thắng tiếp tục, đúng vậy, người ta không thể nào đến Kim Lăng được. Người ta đến Hoa Hải là vì muốn báo thù cho mẹ đẻ của mình. Người đó là một đứa trẻ mồ côi, và bất kỳ kẻ nào ngược đãi mẹ người đó, đều sẽ bị giết chết. Mẹ đẻ, trẻ mồ côi. Điều đầu tiên Lý Tử Nhiệm nghĩ đến chính là Diệp Quân Lâm. Anh ấy chính là một đứa trẻ mồ côi. Nhà họ Chí chính là nhà mẹ ruột của anh. Có vẻ như anh ấy khá phù hợp với vấn đề này. Nhưng làm sao Diệp Quân Lâm có thể? Một mình anh sao có thể náo loạn toàn bộ Hoa Hải? Dẫm đạp những người mạnh nhất của Hoa Hải dưới chân mình. Sao có thể như thế được? Ngô Thị Lan nói với ánh mắt ngưỡng mộ, nhà họ Triệu của tôi mà có thế hệ trẻ như vậy thì tốt biết mấy. Chưa kể, náo loạn Hoa Hải cũng chính là náo loạn Kim Lăng. Có bản lĩnh như thế, tôi cũng sẽ vui không thể ngủ được. Hai, con cháu họ Triệu của tôi chỉ có thể dựa vào. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào một mình Lý Tử Nhiệm. Trong số đám con cháu đời sau, cô là người có tiềm năng nhất. Nếu Diệp Quân Lâm không xuất hiện thì nhà họ Triệu đã lên đến đỉnh cao, tuy nhiên, nhà họ Triệu tin rằng những điều kiện đặt ra cho Diệp Quân Lâm tương đương giấu bé dựa vào năng lực kiếm tiền tỷ, chắc chắn anh không bao giờ làm được. Thế nên nhà họ Triệu không lo lắng, sớm muộn gì cũng có lý do chính đáng để từ chối Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm ở bên nhau. Khi thời cơ đến, sắp xếp cho Lý Tử Nhiệm một người chồng tốt,
như thế sẽ vô cùng cơ lợi cho nhà họ Triệu. Lý Tử Nhiệm sao có thể không biết nhà họ Triệu nghĩ gì chứ? Nếu như nhà họ Triệu biết được thân phận của Diệp Quân Lâm là cháu trai nhà họ Trí, nhà họ Triệu nhất định sẽ rất muốn cô leo được vào đó, nói gì đến việc ngăn cản bọn họ. Nhưng Lý Tử Nhiệm không muốn nhìn thấy tình huống này xảy ra. Cô cũng không thích điều này. Cô ấy thậm chí còn hy vọng rằng Diệp Quân Lâm có thể tự mình chống đỡ bầu trời thay cô, chứ không phải dựa vào xuất thân hay tác động bên ngoài. Không lâu sau, Diệp Quân Lâm đã trở lại. Phùng Ngọc Hân lễ phép hỏi, cuộc họp thường niên thế nào? Cũng ổn. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Lý Tử Nhiệm ngạc nhiên. Tại sao bây giờ Phùng Ngọc Hân lại lịch sự với Diệp Quân Lâm như vậy? Trước đây cô ta đâu có như vậy. Bây giờ hình như Diệp Quân Lâm là sếp của Phùng Ngọc Hân. Lý Tử Nhiệm không nghĩ nhiều, đảo mắt nhìn Diệp Quân Lâm, xoay người đi vào văn phòng. Diệp Quân Lâm ngay lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, Lý Tử Nhiệm đã đóng cửa văn phòng để không cho Diệp Quân Lâm vào. Cô đã rất tức giận về việc Diệp Quân Lâm tham dự cuộc họp thường niên của nhà họ Trí. Tử Nhiệm, anh có chuyện cần bàn với Y Mồ. Diệp Quân Lâm bất lực hét lên. Sau đó, Lý Tử Nhiệm mới mở cửa, nhưng khuôn mặt cô luôn lạnh lùng. Đàm Mỹ Hải. Nói đi, có chuyện gì sao? Tôi còn đang bận. Lý Tử Nhiệm tỏ vẻ sốt ruột. Anh đã tìm được tung tích của mẹ ruột anh. Diệp Quân Lâm nói. Cái gì? Lý Tử Nhiệm ngay lập tức đứng lên. Lần này đến Hoa Hải, anh đã tìm hiểu được đại khái thân phận của anh. Hóa ra anh bị bỏ rơi trên đường thiên danh, trở thành trẻ mồ côi là có lý do. Mẹ anh thậm chí đã trả giá bằng mạng sống của mình để anh được sống. Diệp Quân Lâm kể cho Lý Tử Nhiệm nghe câu chuyện về Trí Oánh. Sau khi nghe xong, Lý Tử Nhiệm cũng rất xúc động, đôi mắt rưng rưng. Mẹ anh là một người mẹ tuyệt vời. Em ủng hộ anh đón bà ấy về. Tử Nhiệm, anh muốn đưa em cùng anh đi đón mẹ về, em nghĩ thế nào? Diệp Quân Lâm hỏi. Điều này. Lý Tử Nhiệm đỏ mặt. Đây có thể coi là đi nhận mẹ chồng sao? Nói cô không lo lắng là giả. Được, em đi cùng anh. Diệp Quân Lâm gật đầu cười. Được rồi, em chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Bắc Phương bằng một vài cách thức đã tìm ra nơi Trí Oánh bị giam cầm. Hóa ra là thành Trường Giang, một thành phố nhỏ nằm giữa ba thành phố Thiên Danh, Kim Lăng và Hoa Hải. Đây là điều mà nhà họ Trí và Thẩm Trường Sinh sẽ không bao giờ nghĩ đến. Người khiến bọn họ cảm thấy bị sỉ nhục, người phụ nữ mà họ muốn giết, ở ngay cạnh bọn họ, cách đó chưa đây một giờ lái xe. Diệp Quân Lâm thậm chí còn khó tin hơn. Thì ra mẹ ruột ở gần anh như vậy, bà vẫn luôn ở bên cạnh anh. Về xuất thân của cha ruột anh, nhà họ Diệp, câu trả lời của Bắc Phương dành cho Diệp Quân Lâm là, đây là một bí mật vô cùng cao cấp. Chỉ kém Diệp Quân Lâm một bậc. Anh có thể xem, nhưng cần quyền truy cập. Có hai cách để nhận được quyền truy cập. Một là, nhận quyền truy cập từ kinh thành. Hai là, Diệp Quân Lâm phải dùng vũ lực để tìm kiếm. Nhưng cả hai con đường này đều không ổn. Diệp Quân Lâm sẽ không bao giờ liên lạc với kinh thành để lấy quyền truy cập. Chuyện này sẽ liên quan đến một số chuyện thâm sâu. Nếu anh dùng vũ lực kiểm tra, anh chắc chắn bị kẻ nào đó theo dõi. Khi đó, sẽ có rất nhiều rắc rối, không phải là không giải quyết được nhưng sẽ rất khó chịu và có thể sẽ hạn chế Diệp Quân Lâm. Vì chuyện nhỏ như vậy thì không đáng. Vậy thì từ từ kiểm tra, không có bức tường nào không có điểm yếu. Suy nghĩ của Diệp Quân Lâm rất đơn giản, cứ kiểm tra từ từ. Hơn nữa, nếu anh đón mẹ ruột về, chắc chắn nhà họ Diệp ở kinh thành sẽ biết. Đến lúc đó, thân phận của bọn họ cũng sẽ bị lộ ra, vì thế Diệp Quân Lâm không vội. Vào buổi tối, Lý Tử Nhiệm sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và giao cho Phùng Ngọc Hân công việc của mình. Lần này đến thành Trường Giang có thể mất vài ngày. Lúc này, Diệp Quân Lâm nhận được cuộc gọi từ Chí Nam Yên. Cô bé ban đầu nhắc nhở Diệp Quân Lâm, anh à, em nghe nói Gia Cát Thanh và Đàm Hành Ba chuẩn bị ra tay với anh. Anh phải cẩn thận. Địch trong tối, mình ngoài sáng, anh phải cẩn thận nhé. Yên tâm đi, tính mạng của anh không dễ dàng lấy đi như vậy. Tiện thể, mấy ngày nữa anh sẽ đón cô của em về, em đến gặp nhé, tiện thể đến gặp chị dâu em luôn. Diệp Quân Lâm mỉm cười, Lý Tử Nhiệm bên cạnh ngại ngùng. Lần này xong rồi. Người thân của Diệp Quân Lâm đều sẽ ở đây. Lý Tử Nhiệm rất lo lắng, nhưng cũng rất mong chờ điều đó.
tương lai nhất định sẽ hạnh phúc nhỉ. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm lên đường đến thành Trường Giang vào sáng sớm. Võ Tiêu đang lái xe. Khoảng một giờ sau, họ đã đến thành Trường Giang. Sau khi xuống xe, Diệp Quân Lâm hít một hơi thật sâu. Nhìn chữ Trường Giang được khắc trên bia đá bên đường, Diệp Quân Lâm lúc này vô cùng tức giận. Đây là nơi mà mẹ mình đã bị giam cầm gần 30 năm. Diệp Quân Lâm tự lẩm bẩm. Cả đời không được rời khỏi nơi này quả là một điều vô cùng tàn nhẫn. Chuyện này giống như một bộ xiềng xích vô hình trói chặt vào cơ thể bạn, sẽ giam giữ bạn suốt đời, để bạn luôn nhớ điều này. Đây chính là câu chuyện sống không bằng chết người ta hay nói sao. Nhà họ Diệp ở kinh thành quả thật vô cùng tàn nhẫn. Cha ruột của anh có còn là người không? Dương mắt nhìn người phụ nữ của mình ở đây chịu khổ. Còn Minh thì quay lưng cưới người phụ nữ khác để mua vui. Ông ta có còn là con người không? Là một con người, ông ta có lương tâm không? Là một người đàn ông ta có trách nhiệm gì không? Diệp Quân Lâm chỉ hận không thể dùng nắm đấm đấm tan tất cả mọi thứ. Lý Tử Nhiệm biết Diệp Quân Lâm đang nghĩ gì, cô thuyết phục, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dì gặp phải một kẻ xấu xa như vậy, là do so mệnh của dì không tốt. Chúng ta hãy đưa dì về và sống một cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta bù đắp cho dì là được. Ừm được, nhưng anh sẽ không bỏ qua cho người đàn ông kia, anh sẽ đi tìm ông ta. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Lý Tử Nhiệm sợ hãi, lập tức nói, Quân Lâm, đưa dì về, chúng ta cùng nhau sống những ngày tháng tốt đẹp được không? Đừng chọc vào người khác nữa. Anh cũng nói rồi mà, gia thế phía sau ông ấy rất lớn, thủ đoạn cũng rất nhiều. Ngay cả hoàng tộc như nhà họ Chí cũng phải nghe theo lời của ông ấy. Chúng ta chọc vào ông ấy có khác gì lấy trứng chọi đá. Lý Tử Nhiệm đã từng nghe Diệp Quân Lâm nói rằng cha ruột của anh có lai lịch khủng khiếp. Đó chắc chắn không phải là người cùng thế giới với họ. Đừng nghĩ tới chuyện trả thù, kiếp này không có khả năng. Cô vội vàng thuyết phục anh, cô thực sự sợ rằng Diệp Quân Lâm sẽ tìm ông ta, vậy thì có khác gì là anh đang đi tìm cái chết. Nhà họ Diệp ở kinh thành vô cùng lớn mạnh, vậy thì đã sao chứ? Diệp Quân Lâm anh không sợi. Diệp Quân Lâm thầm lẩm bẩm. Đi nào. Võ Tiêu lái xe đến căn nhà nhỏ mà Bắc Phương đã tìm kiếm từ trước. Ban đầu, Diệp Quân Lâm nghĩ rằng ngôi nhà này sẽ rất lớn. Nhưng khi đến nơi, anh chỉ thấy một chiếc sân bé nhỏ, cổng sập xệ, tường bong chóc và nhiều vết nứt. Trong sân chỉ có một căn nhà nhỏ, ước chừng 20-30 mét vuông. Lớp gạch bên ngoài đã bong chóc từ lâu, lộ ra gạch, xi măng và rất nhiều vết nứt. Nếu có một trận động đất mạnh 4 hoặc 5 độ Richter, ngôi nhà chắc chắn sẽ bị sập. Khoảng sân còn nhỏ hơn, chỉ vài mét vuông, trồng một cái cây và nuôi một số loại hoa và cây. Giữa sân có bia mộ. Trên bia mộ chỉ viết ba chữ, Diệp Quân Lâm. Lúc đầu nhà họ Diệp đã nói với Chí Oánh, nếu bà dám bước một bước ra khỏi thành Trường Giang, thì bia mộ này sẽ ghi thêm hai chữ. Trở thành lăng mộ của Diệp Quân Lâm. Trong sân nhỏ như vậy, có một bia mộ như thế này, không muốn nhìn cũng phải nhìn. Chị Oánh bất cứ lúc nào cũng đều được nhắc nhở rằng, bà không bao giờ được bước ra khỏi thành Trường Giang. Tất nhiên là có một ý nghĩa khác. Chỉ cần bà nhìn thấy tấm bia đá này, giống như là bà đang nhìn thấy con trai của mình. Thường thì chị Oánh sẽ thân thờ đứng trước tấm bia cả ngày, vì bà nhớ con trai của mình. Cũng coi như đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bà. Nhìn thấy nơi mẹ mình sống, cùng với tấm bia mộ ở giữa sân, Diệp Quân Lâm vô cùng tức giận. Cả người anh phát ra lửa giận vô cùng dữ dội. Nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột khiến Lý Tử Nhiệm và Võ Tiêu dùng mình. Mẹ Diệp Quân Lâm vốn là đại tiểu thư quý tộc ở Hoa Hải, lẽ ra bà phải sống một cuộc sống không lo cơm áo, hưởng thụ cuộc sống xa hoa, nhưng vì người đàn ông đó mà bà đã bị mắc kẹt ở nơi nhỏ bé này cả đời. Làm sao anh có thể không tức giận cho được? Đi thôi, vào xem một chút. Cánh cửa không khóa, Diệp Quân Lâm chỉ cần đẩy nhẹ là đã mở được cánh cửa ra. Sân nhỏ tuy đột nát nhưng rất sạch sẽ, đặc biệt là hoa cỏ cây cỏ như điểm thêm một chút tâm tình. Tấm bia mộ đứng ở trung tâm thật sự vô cùng chướng mắt. Diệp Quân Lâm kiềm lại cơn tức giận, đến cửa phòng gõ một cái, không có ai đáp lại. Anh đẩy cửa bước vào. Mặc dù căn phòng rất nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng và rất sạch sẽ. Ngoài phòng có một cái bàn, một cái giường và một cái tủ, không có gì khác.
Trên giá quần áo có mấy bộ đồ được giặt sạch sẽ, vô cùng cũ kỹ, quần được giặt đến mức trắng xóa. Có thể thấy cuộc sống của Chí Oánh trong gần 30 năm khốn khó như thế nào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nước mắt của Lý Tử Nhiệm không nhịn được mà trào ra. Diệp Quân Lâm nén giận. Khoảnh khắc tiếp theo, anh nhìn thấy một khung ảnh trên đầu giường. Những bức ảnh trên khung khiến trái tim anh bàng hoàng. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ. Người đàn ông rất đẹp trai, người phụ nữ cũng rất xinh đẹp, nhìn hai người họ giống như một cặp đôi trời sinh. Diệp Quân Lâm nghe Chí Đông Phương nói rằng Chí Oánh khi còn trẻ là người đẹp số một Hoa Hải. Nhìn thấy những bức ảnh, ba người Diệp Quân Lâm đều vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào người đàn ông, đôi mắt của Diệp Quân Lâm như đang thở ra lửa. Đây chính là người đàn ông họ Diệp. Người giam cầm mẹ anh và khiến anh trở thành trẻ mồ côi. Điều khiến Diệp Quân Lâm bị sốc là mẹ anh vẫn giữ bức ảnh của ông ta, điều này có nghĩa là mẹ anh vẫn nhớ nhung đến người đàn ông đó. Nhưng mẹ anh không biết rằng người đàn ông này đã có vợ và có con. Tôi nhất định không bỏ qua cho ông. Trong mắt Diệp Quân Lâm chỉ có hận thù. Anh đâu biết rằng, Chí Oánh đã phải khổ sở cầu xin, thậm chí quỳ lạy, người đàn ông kia mới đồng ý chụp bức ảnh chung này. Chí Oánh chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm. Sau khi ông ta đồng ý chụp ảnh, Chí Oánh phải đảm bảo không được để ảnh lọt ra ngoài. Ông ta sợ thân phận của mình bị lộ. Ngoài ra, tên của Diệp Quân Lâm cũng do chính Chí Oánh chọn. Bà hy vọng rằng Diệp Quân Lâm sẽ đến với thế giới, có sức mạnh để đè bẹp nhà họ Diệp. Bà mong con trai mình sẽ trở thành một tài năng. Nhưng nhà họ Diệp ở Kinh Thành và cha của Diệp Quân Lâm không bao giờ cho phép anh mang họ Diệp, vì anh là một đứa con hoang, không xứng đáng mang họ Diệp cao quý, chỉ được mang họ Chí. Chí Oánh lại cầu xin con trai bà được mang họ Diệp, để bà lưu lại một kỷ niệm. Chuyện này do cha của bà thực hiện, lần duy nhất ông ta giúp đỡ Chí Oánh. Diệp Quân Lâm không biết rằng, suýt chút nữa anh còn không được mang họ Diệp. Tôi nhất định không bỏ qua cho ông. Ánh mắt Diệp Quân Lâm vô cùng sắc bén. Có vẻ như đì vẫn còn ốm. Giọng nói của Lý Tử Nhiệm vang lên. Cô nhìn thấy một nồi hầm trên bếp với cặn thuốc bắc bên trong, trong tủ bên cạnh vẫn còn chục gói thuốc bắc. Diệp Quân Lâm chợt nhớ rằng khi mẹ mang thai mình, bà đã quỳ gối 3 ngày 3 đêm dưới mưa to trước cổng nhà họ Diệp. Sau lần đó, bà đã bị nhiễm rất nhiều bệnh, cả người như già đi hơn 10 tuổi. Có lẽ sau lần đó vẫn còn lưu lại rất nhiều bệnh đến tận bây giờ. Bất cứ khi nào trời có mây hoặc mưa, bà sẽ phải sống trong đau đớn. Nghĩ đến những hình ảnh đau khổ này, mắt Diệp Quân Lâm lại đỏ lên. Giá như anh biết điều đó sớm hơn, mẹ anh sẽ không đau khổ như vậy. Mà này, mẹ không có ở nhà, mẹ đã đi đâu chứ? Diệp Quân Lâm nói, có lẽ dì đã đi làm rồi, dì cần phải đi làm để nuôi sống bản thân. Nhìn thấy dì uống nhiều thuốc như vậy, em sợ rằng tất cả số tiền dì kiếm được đều dùng để mua thuốc rồi, Lý Tử Nhiệm đã nói ra một sự thật bi thảm. Diệp Quân Lâm thậm chí không thể tưởng tượng được làm thế nào mà mẹ anh sống sót trong gần 30 năm. Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm. Ba người Diệp Quân Lâm tìm kiếm quanh sân. Đồng thời, Diệp Quân Lâm yêu cầu Bắc Phương điều tra nghề nghiệp hiện tại của mẹ anh, xem bà làm việc ở đâu. Anh đã tìm thấy một con phố, nhưng không nhìn thấy bất cứ ai cả. Một chiếc xe rác gần đó đang chạy ầm ầm, đang vớt rác trong một cống nước. Nhưng cái ống không nhét vào được bên trong, không vớt được cái gì. Công nhân chỉ có thể dùng tay không vớt rác ra. Nhưng một nhóm công nhân vệ sinh nhìn nhau, không ai đi vớt rác hết. Nếu ai dọn sạch đống rác trong này, tôi sẽ thưởng 175 ngàn. Trưởng nhóm nói. Mọi người đều lắc đầu. Có quá nhiều rác trong cống, và cũng rất bẩn, không ai muốn làm. Để tôi làm. Lúc này, một người phụ nữ mặc áo yếm vệ sinh giơ tay. Được rồi, Chí Oánh, bà dọn đẹp, tôi sẽ đưa bà 175 ngàn. Nhóm trưởng nói với người phụ nữ. Cái gì, Chí Oánh, hai. Vào lúc này, đồng tử của Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm mở to, ra đầu họ như nổ tung. Một dành cho những người thân, một dành cho những hai người họ cùng nhìn qua. Người phụ nữ này chính là Chí Oánh. Lúc này, Bắc Phương gửi tin nhắn, Chí Oánh đang làm công nhân vệ sinh. Một bức ảnh cũng được đính kèm. Diệp Quân Lâm so sánh với người phụ nữ trước mặt. Giống hệt nhau.
Đây là mẹ của anh, Chí Oánh. Chí Oánh đã ngoài 50 tuổi nhưng mái tóc đã bạc phơ, trên mặt rất nhiều những nếp nhăn, nhìn bà giống như đã ngoài 60 hay 70. Cả người vô cùng gầy gò, thắt lưng oa hoại, tựa như một cơn gió có thể thổi bay bà. Cả người bà đầy dấu vết của thời gian và nỗi đau. Nhìn thấy bộ dạng khốn khổ này, Lý Tử Nhiệm không khỏi rơi nước mắt. Diệp Quân Lâm không kìm được, nước mắt trào ra. Hai dòng nước mắt của người đàn ông, một dành cho người thân, một dành cho người dân thường. Khi Chí Oánh nghe nói có phần thưởng 175.000, trên mặt bà thoáng hiện lên một tia vui mừng. Với số tiền ít ỏi này, bà có thể mua được loại thuốc giảm đau tốt hơn. Sau khi đeo găng tay, Chí Oánh chuẩn bị lặn xuống cống để tự tay thu dọn rác. Mẹ! Lúc này, một giọng nói như sấm đột nhiên vang lên. Các công nhân vệ sinh có mặt đều sững sờ, mọi người đồng loạt quay lại. Chí Oánh cũng quay lại, nhìn vô hồn. Mẹ! Diệp Quân Lâm lại hét lên và lao tới. Chí Oánh bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Thằng nhóc này hình như đang gọi bà là mẹ. Anh có nhận nhầm người không? Nhưng khi Chí Oánh nhìn rõ mặt Diệp Quân Lâm, ảm, như thể một tia sáng từ bầu trời xanh rơi xuống. Bà nhận ra khuôn mặt của Diệp Quân Lâm. Có ít nhất 5 điểm giống với người đàn ông mà bà hết mực yêu thương. Điều này trông tuyệt đối không thể sai được. Anh là con của bà. Diệp Quân Lâm chạy đến và ôm lấy Chí cánh. Mẹ, mẹ đã chịu nhiều khổ cực rồi. Diệp Quân Lâm hét lên. Chí Oánh hoàn toàn choáng váng. Bà nhìn Diệp Quân Lâm đầy hoài nghi, nhìn kỹ lại, giọng run run con. Con là Quân Lâm. Mẹ, là con. Bịch. Diệp Quân Lâm quỳ xuống trước mặt Chí Oánh, dập đầu, mẹ, con trai bất hiếu. Lâu như vậy mới tìm được mẹ. Chí Oánh không thể kiềm chế nước mắt của mình nữa, nước mắt bà trào ra. Con là Quân Lâm, con trai Quân Lâm của mẹ, con trai Quân Lâm của mẹ. Chí Oánh ngồi xổm xuống và ôm Diệp Quân Lâm vào lòng. Hai mẹ con khóc lóc thảm thiết. Sau vài phút, Diệp Quân Lâm đỡ mẹ dậy, đi thôi mẹ ơi, về thôi. Quân Lâm, không được, mẹ, mẹ còn chưa đi làm. Không cần làm việc, sau này con trai sẽ nuôi mẹ. Diệp Quân Lâm hét lên. Không được. Chí Oánh chạy tới chỗ nhóm trưởng, cúi người nói, trưởng nhóm, con trai tôi đến rồi, tôi muốn xin nghỉ, cảm ơn. Nhìn thấy dáng vẻ khiêm tốn của mẹ, Diệp Quân Lâm lại không kìm được nước mắt. Được rồi, chị Chí, nhanh lên, chị đã vất vả nhiều năm như vậy rồi, trưởng nhóm nói. Diệp Quân Lâm liếc nhìn trưởng nhóm thật sâu. Anh vô cùng cảm ơn trưởng nhóm. Mẹ, đi thôi, Diệp Quân Lâm đỡ Chí Oánh và quay trở lại ngôi nhà nhỏ. Lý Tử Nhiệm và Võ Tiêu cũng đi theo. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, Chí Oánh tỏ vẻ ngạc nhiên. Mẹ, đây là con dâu của mẹ, Lý Tử Nhiệm. Diệp Quân Lâm mỉm cười giới thiệu. Đá sát mẹ. Mẹ đã khổ rồi, đôi mắt Lý Tử Nhiệm đỏ hoe vì khóc. Sau khi Diệp Quân Lâm giới thiệu sơ qua về Võ Tiêu, mọi người cùng nhau trở lại căn nhà nhỏ. Trong gần 30 năm, Chí Oánh luôn mơ ước một ngày được nhìn thấy con trai mình, ngay cả khi phải trả giá bằng cái chết, bà vẫn sẵn lòng. Nhưng bà hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể bước ra khỏi thành Trường Giang, trên đời này không ai sẽ tìm được bà. Vì thế, mơ ước gặp được con trai chỉ là một điều xa xỉ, không bao giờ có thể thực hiện được. Nhưng bà không bao giờ ngờ rằng điều ước này ngày hôm nay sẽ thành hiện thực. Con trai bà đã xuất hiện, còn đưa theo cả con dâu của bà nữa. Trên đường đi, Chí Oánh đã khóc, nhưng đều là những giọt nước mắt hạnh phúc. Con trai, con! Làm sao con tìm được nơi này? Chí Oánh rất tò mò, theo lý mà nói nhà họ Diệp đã cắt đứt hết thông tin về bà rồi mới đúng. Con phái người tới tìm hiểu, Diệp Quân Lâm nói. Trên đường đi, Chí Oánh đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Gặp được con trai, dường như bà có rất nhiều điều muốn nói. Trở lại căn nhà nhỏ, vẻ mặt của Chí Oánh thay đổi khi nhìn thấy tấm bia con trai, con. Đừng quan tâm. Vừa nói, Chí Oánh vừa dùng thân thể mình để che đi dòng chữ trên bia mô. Diệp Quân Lâm nói, mẹ không cần che, con biết chuyện gì đã xảy ra. Trên đó viết tên con, khuôn mặt của Chí Oánh sụp đổ ngay lập tức. Theo quan điểm của bà, Diệp Quân Lâm biết quá nhiều cũng không tốt. Sau khi vào căn phòng nhỏ, Chí Oánh còn định mở vòi nước rửa hoa quả, nhưng Lý Tử Nhiệm đã ngăn lại. Mẹ, những việc này làm sao có thể để mẹ làm được?
Chị Oánh nhìn Lý Từ Nhiệm và bật khóc trong niềm vui, con trai, mẹ thật hạnh phúc. Điều ước nửa đời còn lại của mẹ đã thành hiện thực. Con cũng tìm được một người vợ ngoan hiền, hiếu thảo và tốt bụng như vậy. Đời này mẹ không còn hối tiếc gì cả. Mẹ ơi, thời gian tới con sẽ để mẹ tận hưởng cuộc sống. Con sẽ khiến mẹ trở thành người mẹ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Diệp Quân Lâm nắm chặt tay Chí Oánh. Con tới gặp mẹ, mẹ đã mãn nguyện rồi. Chí Oánh mỉm cười. Mẹ, con hỏi mẹ, có bao giờ mẹ nghĩ đến việc rời đi? Diệp Quân Lâm hỏi. Không thể rời đi, con không nhìn thấy bia mộ dựng ở cửa sao? Mẹ mà rời đi một bước, bọn họ sẽ giết con. Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi, mẹ, bọn họ dựa vào tấm bia mộ này để khống chế mẹ sao? Không, lúc nào cũng có người canh chừng mẹ, bọn họ sẽ không bao giờ cho phép mẹ bước ra khỏi thành Trường Giang nửa bước. Chị Oánh nói tiếp, không chỉ là thành Trường Giang, gần 30 năm tôi, thực tế, phạm vi hoạt động của mẹ chi là con phố mà chúng ta vừa đi bộ. Họ đưa ra quy định là mẹ không được bước ra khỏi con phố này nửa bước, nếu không mẹ sẽ bị đánh. Diệp Quân Lâm nghe thấy thế vô cùng tức giận. Cái gì, gần 30 năm rồi, mẹ chỉ được phép di chuyển trên con phố này. Diệp Quân Lâm ngạc nhiên hỏi. Hóa ra mẹ của anh ở một thành phố hơn 30 năm, và còn kinh hoàng hơn là bà chỉ được đi lại trên một con phố. Thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, ừ. Lệnh của nhà họ Diệp đối với thành Trường Giang là giam giữ mẹ ở thành Trường Giang, nhưng những người ở thành Trường Giang này, để đảm bảo rằng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không cho mẹ chạy ra ngoài và thu hẹp địa bàn của mẹ, bọn họ liên giam cầm mẹ ở con phố này. Chí Oánh thở dài. Ami, trên trán Diệp Quân Lâm nổi gân xanh dữ dội, sát khí khát máu lóe lên trong mắt anh. Anh có ý muốn giết người? Lý Tử Nhiệm đau khổ hỏi, mẹ. Bao nhiêu năm mẹ đều làm công nhân dọn vệ sinh sao? Chị Oánh gật đầu, đúng vậy, bọn họ hạn chế mẹ về mọi mặt, không cho mẹ tìm việc. Mẹ chỉ có thể làm công nhân vệ sinh, để có thể sống đến bây giờ. Nhìn thấy Lý Tử Nhiệm đang khóc, chị Oánh cười nói, thực ra, mẹ không sao. Tiền lương mà mẹ nhận được, cộng với việc nhặt đồng nát, cũng đủ sống. Nhưng mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi cảnh tượng Chí Oánh thỏa hiệp vì 175.000, bọn họ không thể quên. Mẹ, bệnh của mẹ, Lý Tử Nhiệm nghẹn ngào. Kỳ thực không sao. Tất cả đều là chuyện cũ. Chỉ cần uống thuốc, sẽ không tái phát. Chỉ cần không gặp ngày mưa gió là được, Chí Oánh nói nhẹ như gió. Nhưng bà đã bị bệnh tật hành hạ đến mức trông bà như già hơn đến 20 tuổi. Lúc này Chí Oánh mới chợt nhớ ra một chuyện, không được. Các con phải nhanh chóng rời đi, mẹ không giữ các con ở lại nữa. Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm vẻ mặt mơ hồ, làm sao vậy? Bọn họ theo dõi mẹ rất gắt gao. Gần 30 năm nay, không có người ngoài nào được bước vào ngôi nhà này nửa bước, cũng không được giao tiếp với mẹ. Vì vậy mẹ không phải khóa cổng vì không ai dám vào. Nhanh lên, nếu bọn họ phát hiện con đến đây thăm mẹ, con sẽ gặp nguy hiểm. Có thể sẽ bị đánh cho tơi bời. Chí Oánh vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng đẩy Diệp Quân Lâm rời đi, nhưng Diệp Quân Lâm không di chuyển. Mẹ, không sao đâu, không ai có thể bắt nạt mẹ. Diệp Quân Lâm chế nhạo, trên đời này không ai có thể bắt nạt mẹ Diệp Quân Lâm của tôi. Con trai, Từ Nhiệm, rời đi ngay. Đám người này không đắc tội được đâu. Nhanh lên, bọn họ sắp phát hiện ra rồi. Chí Oánh lo lắng bật khóc. Bà biết rằng những người đó luôn theo dõi mình. Ba người Diệp Quân Lâm sẽ sớm bị phát hiện. Đi đi. Chí Oánh thậm chí còn đẩy Diệp Quân Lâm ra. Tinh tong. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Chí Oánh sắc mặt biến sắc. Không hay rồi, bọn họ đến rồi. Chí Oánh mặt tái nhợt như tờ giấy. Bà già chết tiệt này. Có người tới nhà của bà đúng không? Có phải bà quên quy tắc cũ rồi sao? Dám đưa người ngoài đến. Bên ngoài vang lên một giọng nói kỳ lạ. Khi Diệp Quân Lâm nhìn thấy sự sợ hãi của mẹ, anh liền biết rằng bà thường xuyên bị bắt nạt. Phải làm thế nào bây giờ? Chí Oánh lo lắng như một con trâu trấu trong nồi lẩu. Mẹ, đừng sợ, tất cả đã có con. Đi, chúng ta ra ngoài xem một chút. Diệp Quân Lâm cùng vài người tới sân, liền nhìn thấy một vài tên thanh niên xấu xa cùng dáng vẻ hung hãn. Bà già chết tiệt kia. Bà thực sự dám đưa người ngoài vào ngôi nhà này. Bà muốn bị đánh phải không? Kẻ đi đầu cười cợt.
Chí Oánh sợ hãi đến mức trốn sau Diệp Quân Lâm. Trong tích tắc, Diệp Quân Lâm vô cùng tức giận. Anh hỏi, mấy người thường xuyên đánh bà ấy? Đúng vậy, một bà già chết tiệt và thấp kém, đánh bà ta thì sao chứ? Mấy tên thanh niên cười nói. Nhưng điều bọn họ không nhận thấy là Diệp Quân Lâm đã rất tức giận. Bà già chết tiệt, lại đây quỳ xuống, bà phá lệ. Đánh bà 20 gậy. Một tên hét lên. Chí Oánh càng ngày càng sợ hãi, thân thể run lên, hiển nhiên là bà bị bắt nạt rất thường xuyên. Bà vốn đã vô cùng ốm yếu, sao có thể chịu nổi những trận đòn roi của bọn chúng chứ? Còn dám trốn, xem tôi làm thế nào để khiến bà bước ra ngoài. Người đàn ông trẻ tuổi hung hăng tiến đến trước mặt Diệp Quân Lâm, cố gắng kéo Chí Oánh ra ngoài. Chát! Nhưng một đôi tay mạnh mẽ đã siết chặt cổ tay hắn ta, vô cùng mạnh mẽ, khiến hắn ta không thể nào rút được tay ra. Mày! Thanh niên ngẩng đầu nhìn Diệp Quân Lâm, tức giận nói, cút ngay cho khuất mắt ông. Không thì ngay cả mày ông cũng đánh. Bịch! Một tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt Diệp Quân Lâm, anh giơ chân lên đá tên thanh niên kia. Bịch! Sau khi tiếp đất, tên này đã khạc ra máu ở miệng. Đánh, đánh chết nó cho tao. Vài người khác lao lên ngay lập tức. Võ Tiêu sải bước về phía trước, ba nắm đấm và hai cú đá, quét sạch đám người này. Chí Oánh chết lặng. Con trai bà và cô gái này lợi hại như vậy sao? Mấy tên thanh niên từ dưới đất bò dậy và đe dọa, được lắm Chí Oánh, bà đang tìm người giúp đỡ và muốn rời khỏi Trường Giang đúng không? Được lắm, bà đợi đấy. Bà mà có thể bước chân ra khỏi Trường Giang coi như tôi thoát. Không, tôi không, tôi sẽ không rời khỏi Trường Giang. Chí Oánh nhanh chóng phủ nhận. Sự thật đang ở trước mắt, bà còn ngụy biện cái gì nữa? Cứ chờ đấy. Mấy tên thanh niên nhanh chóng rời đi tìm cứu binh. Lần này xong rồi, Quân Lâm, các con đi đi, càng đi càng xa. Sau này đừng tới gặp mẹ nữa. Cuộc đời này mẹ có thể gặp được con là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Nếu các con không rời đi, bọn họ mà tìm đến, các con không còn mạng nữa đâu. Chí Oánh đã bật khóc. Quy tắc mà bọn họ đặt ra cho bà là, không được liên lạc với thế giới bên ngoài, càng không được cho ai biết về sự tồn tại của bà. Nếu ai biết, bọn họ sẽ giết người diệt khẩu, giết tất cả những ai biết chuyện. Đây là lý do tại sao nhà họ Diệp dám ném Chí Oánh ở đây, không sợ bị lộ tin tức. Bất cứ ai biết một chút thông tin đều bị giết. Diệp Quân Lâm cười nói, mẹ, nói thật với mẹ, lần này con tìm mẹ là để đưa mẹ đi. Mẹ thu dọn đồ đạc, chúng ta rời đi nhé. Cái gì? Những lời nói của Diệp Quân Lâm như sét đánh giữa trời quang. Bà thậm chí không dám rời khỏi dãy phố này nửa bước, bà nào dám rời khỏi thành Trường Giang này chứ? Đây là muốn hù chết bà sao? Đã gần 30 năm trôi qua, chuyện cấm chân đã in sâu vào trái tim bà, đã trở thành một loại xiềng xích. Là nỗi sợ hãi mà bà thường mơ. Làm sao bà dám rời đi chứ? Bất kỳ điều kiện gì cũng được, nhưng bước rời khỏi Trường Giang thì không. Con trai, mẹ hiểu được tấm lòng của con, nhưng quy định này là do nhà họ Diệp ở Kinh Thành đặt ra. Mẹ nhất quyết không rời Trường Giang nửa bước, chỉ cần mẹ rời đi, bọn họ sẽ giết con. Con đã nhìn thấy bia mộ chưa? Tấm bia đó được chuẩn bị sẵn chỉ vì con đấy. Chí Oánh đã khóc như mưa. Diệp Quân Lâm vui mừng, kẻ muốn giết con còn chưa ra đời. Anh đã lăn lộn trên chiến trường 6 năm, có bao nhiêu lần đến cửa môn quan rồi nhưng vẫn có thể trở về. Một nhà họ Diệp nhỏ bé làm sao có thể khiến anh sợ được. Hơn nữa, bây giờ anh đang ở một thành Trường Giang nhỏ bé, anh càng không có gì phải sợ. Mẹ đừng nói gì nữa, bất kể chuyện gì xảy ra, hôm nay con sẽ đưa mẹ đi. Diệp Quân Lâm đã kiên định. Con trai, con có biết ai là người phụ trách trông giữ ở Trường Giang những năm này không? Đó chính là nhân vật số 1 ở Trường Giang, Trấn Giang Vương. Nhà họ Diệp đã để Trấn Giang Vương canh chừng mẹ gần 30 năm. Có thể nói rằng anh ta là người có tiếng nói cuối cùng trong toàn bộ thành Trường Giang. Ở khắp nơi trong thành Trường Giang đều có người của anh ta hoặc những kẻ theo dõi. Anh ta biết chính xác có bao nhiêu người lạ đến khu nhà này. Chí Oánh thuyết phục, con trai. Mẹ biết con bây giờ không tầm thường. Nhưng con nhất định không đánh lại được Trấn Giang Vương, chứ đừng nói đánh lại nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Nghe lời mẹ, con rời đi ngay đi. Ngay cả Lý Tử Nhiệm cũng trở nên rụt rè. Diệp Quân Lâm dùng gì để chống lại lũ siêu cao thủ này?
Quân Lâm, chúng ta có nên rời đi trước và nghĩ cách khác không? Lý Tử Nhiệm đề nghị. Diệp Quân Lâm tỏ vẻ bướng bỉnh, Tử Nhiệm, hay là em về trước đi, anh sẽ ở lại. Như vậy sẽ không được, có chuyện gì xảy ra em sẽ cùng anh gánh vác. Phi Chí Oánh nóng ruột đến mức cả người đầy mồ hôi, hai đứa trẻ này sao lại cứng đầu như vậy? Rầm rầm rầm, lúc này, ngoài bãi vang lên tiếng vài chiếc ô tô chạy tới, hàng chục người xuống xe. Chí Oánh, bà già chết tiệt này, nghe nói bà nhờ người giúp đỡ rời khỏi thành Trường Giang. Bà giỏi lắm, có một giọng nói, và Chí Oánh run lên vì sợ hãi. Đó là một loại sợ hãi hằn sâu trong xương tủy, Ngụy Nhất Phi cần trai của Trấn Giang Vương Ngụy Thiên Phàm. Giờ đây, Trấn Giang Vương đã giao toàn quyền việc quản lý Chí Oánh cho con trai Ngụy Nhất Phi, muốn Ngụy Nhất Phi tạo được ấn tượng tốt với nhà họ Diệp ở kinh thành, điều này có ích cho tương lai của hắn ta. Ngụy Nhất Phi nghe nói Chí Oánh chuẩn bị chạy trốn, lập tức đưa người tới đây. Quả nhiên bà tìm người giúp đỡ. Ngụy Nhất Phi chế nhạo sau khi nhìn thấy ba người Diệp Quân Lâm. Chậc chậc, Chí Oánh, bà giỏi lắm, lúc trước nhìn thấy tôi, lần nào cũng đều quỳ xuống. Sao? Hôm nay bà làm phản à, còn không nhanh quỳ xuống, Ngụy Nhất Phi lạnh lùng nói. Diệp Quân Lâm nghe thấy thế vô cùng tức giận, những người này đã hành hạ mẹ của anh như thể nào trong 20 năm qua, anh phải đòi lại gấp đôi. Cậu Ngụy, tôi sai rồi, tôi quỳ ngay, vừa nói, Chí Oánh vừa định quỳ xuống trước mặt Ngụy Nhất Phi. Nhưng Diệp Quân Lâm đã giữ bà lại, mẹ, mẹ không được quỳ, mẹ của con làm sao có thể quỳ trước mặt người khác được. Hả, mẹ. Mẹ, đây, đây là con trai của bà. Ngụy Nhất Phi sửng sốt, Ngụy Nhất Phi bắt đầu cẩn thận đánh giá Diệp Quân Lâm, bà già chết tiệt, đây là con trai Diệp Quân Lâm của bà sao? Tên nghiệt chủng đấy lại tìm được đến tận đây cơ à? Điều này khiến Ngụy Nhất Phi vô cùng kinh ngạc, mỗi khi cha hắn ta báo tin cho nhà họ Diệp ở kinh thành, ông ta thường nói là, chuyện Chí Oánh ở Trường Giang, người ngoài tuyệt đối không biết. Nhất là những người thân thiết với bà sẽ không bao giờ phát hiện ra. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng con trai của Chí Oánh lại tìm thấy bà. Nếu nhà họ Diệp biết chuyện này thì nhà họ Ngụy không sống được nữa rồi. Chuyện này mà giải quyết không tốt, nhà Ngụy của họ sẽ bị tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Ngụy Nhất Phi đã toát mồ hôi lạnh. Diệp Quân Lâm này được lắm, có bản lĩnh đấy, tình cờ thế nào mà tìm được đến tận đây, Ngụy Nhất Phi hít sâu một hơi. Hắn ta quay lại nhìn Chí Oánh và nói, Chí Oánh, bà biết rõ luật lệ chúng tôi đặt ra. Những ai biết được thông tin và dấu vết của bà, chúng tôi sẽ giết chúng, huống chỉ đây là con trai bà. Tôi sẽ không bao giờ để hắn ta sống sót rời khỏi Trường Giang. Điều gì sẽ xảy ra nếu cả thế giới biết đến sự tồn tại của hai mẹ con bà? Một tia sát khí lóe lên trong mắt Ngụy Nhất Phi, hắn ta lạnh lùng nói, giết chết cả ba người này. Nếu lúc bình thường nhìn thấy một mỹ nhân như Lý Tử Nhiệm, hắn ta nhất định sẽ bắt lấy cho vui, nhưng hiện tại dính líu đến quá nhiều việc. Hẳn ta chỉ có thể giết cả cô. Chí Oánh hoảng sợ khi Ngụy Nhất Phi chuẩn bị giết họ, và Lý Tử Nhiệm cũng hoảng sợ. Cậu Ngụy, xin đừng giết con trai tôi. Tôi không hề nói sẽ rời đi, đừng nói là Trường Giang, ngay cả căn nhà nhỏ này tôi cũng sẽ không rời đi. Chí Oánh quỳ xuống trước mặt Ngụy Nhất Phi. Mẹ, mẹ quỳ gối làm gì chứ? Diệp Quân Lâm vội vàng đỡ mẹ dậy. Quy tắc này không sai. Nhưng con trai bà đã tìm ra nơi này. Lỡ như hắn ta truyền ra ngoài, hoặc là hắn ta vội vàng đến nhà họ Diệp ở kinh thành để nhận người thân thì sao? Chuyện này liền trở nên lớn rồi, cha tôi không gánh nổi. Để tránh phiền phức sau này, tôi chỉ có thể giết bọn họ, thì tôi mới yên tâm. Ngụy Nhất Phi vẻ mặt dữ tợn. Cậu Ngụy, cậu muốn giết thì giết tôi đi, để con trai ta sống sót là được. Chí Oánh đứng trước ba người Diệp Quân Lâm. Chí Oánh, để tôi nói cho bà biết, là do bà phá lệ. Tất cả đều chết. Ngụy Nhất Phi xua tay. Hàng chục người dưới quyền hắn ta lập tức đi vào. Mỗi người đều cầm trên tay một con dao găm, phát ra ánh sáng lạnh lùng. Mẹ, Tử Nhiệm, nhắm mắt lại. Diệp Quân Lâm nói. Hai người ngoan ngoãn nhắm mắt. Sau đó bên tai truyền đến tiếng hét, luồng khí kinh khủng xâm chiếm cơ thể khiến bọn họ càng sợ hãi không dám mở mắt. Vì sợ Diệp Quân Lâm gặp tai nạn. Một lúc sau. Không có gì xảy ra. Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh mở mắt. Phát hiện dưới đất có rất nhiều người, tất cả đều ngất xỉu, bất động. Diệp Quân Lâm không bị tổn thương, vẻ mặt Ngụy Nhất Phi ở đối diện cũng đông cứng lại, bộ dạng khó tin nhìn Diệp Quân Lâm.
rõ ràng là hắn ta đang rất sợ hãi. Hắn ta vừa nhìn thấy Diệp Quân Lâm đè bẹp người của mình với sức mạnh không thể chống lại. Diệp Quân Lâm quá mạnh. Tên khốn này mạnh như vậy sao? Không phải đều nói Diệp Quân Lâm là trẻ mồ côi sao, làm thế nào mà có thể có một kỹ năng như vậy? Trở về nói với Trấn Giang Vương, tôi ở đây đợi ông ta. Ông ta đã giam mẹ tôi ở đây gần 30 năm, đúng không? Hừ, hôm nay tôi phải đưa mẹ tôi đi trước mặt ông ta. Diệp Quân Lâm nhẹ giọng nói. Phì, Ngụy Nhất Phi kinh ngạc đến nôn ra máu. Diệp Quân Lâm quá kiêu ngạo rồi. Muốn đưa người ta đi trước mặt Trấn Giang Vương. Diệp Quân Lâm liếc nhìn tấm bia mộ đang dựng đứng, đây là chiếc gông cùm mấy người đã trói mẹ tôi hơn 20 năm. Hôm nay tôi sẽ phá hủy nói. Bùm. Giá ác. Diệp Quân Lâm đập chân, và bia mộ rơi từ trên xuống dưới, vỡ ra từng mảnh. Cả Ngụy Nhất Phi và Trí Oánh đều ngẩn ra. Bia mộ này do chính nhà họ Diệp ra đưa vào đây. Đã gần 30 năm. Hiện tại, nó đã bị đạp đổ. Điều đó cũng có nghĩa là ai đó đã coi thường sự uy nghiêm của nhà họ Diệp. Các quy tắc của gần 3 thập kỷ bị phá vỡ. Ngụy Nhất Phi sợ tới mức bỏ chạy đi tìm Trấn Giang Vương. Con trai, con đã gây ra tai họa lớn rồi. Con đập nát bia mộ này, nhà họ Diệp sẽ không buông tha cho chúng ta. Trí Oánh hét lên. Diệp Quân Lâm cười và nói, mẹ à, câu trả lời của con rất đơn giản, không ai đủ tư cách dựng bia mộ cho con trai mẹ, ai làm vậy sẽ chết. Trí Oánh lắc đầu bất lực nói, con trai, con vẫn còn quá nhỏ. Con không biết mình đang phải đối mặt với cái gì đâu. Huống chi, thế lực của nhà họ Diệp còn vô cùng mạnh mẽ. Mạnh như thế nào, con thực sự muốn nghe. Diệp Quân Lâm tỏ vẻ tò mò, dù sao thì vấn đề này Bắc Phương Cân Quyên truy cập mới điều tra được. Đó chính là một gia tộc tồn tại hàng ngàn năm. Ở Việt Nam có rất ít gia tộc có thể tồn tại được trên 1.000 năm. Gia tộc nhà họ Diệp là gia tộc lớn nhất ở Việt Nam, được mệnh danh là gia tộc đứng đầu Việt Nam. Trong những năm qua, dòng họ Ye dần dần ẩn mình, thậm chí danh tính của họ cũng trở thành tuyệt mật. Nhưng những người hiểu biết thật sự đều biết gia tộc mạnh nhất Việt Nam chính là nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Trí Oánh nhớ lại, thật ra thì thân phận của mẹ cũng được coi là nổi bật. Dù sao thì nhà họ Trí cũng là một gia tộc lớn ở Hoa Hải. Nhưng so với gia tộc đầu tiên này, thân phận của mẹ thật sự vô cùng khiêm tốn, lại có dòng máu hạ tộc chảy trên người, mẹ không xứng với nhà họ Diệp. Cho nên nhà họ Diệp kiên quyết không cho mẹ ở bên cạnh cha con, càng không cho phép mẹ sinh con ra. Một gia tộc đứng đầu tất cả gia tộc. Thật là thú vị. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Chẳng trách những thông tin về nhà họ Diệp lại ở mức siêu bí mật như vậy. Hóa ra bọn họ có lai lịch như vậy. Nụ cười của Diệp Quân Lâm sâu hơn ở khóe môi, nụ cười của anh đầy ẩn ý. Thật đáng tiếc, mức độ bảo mật của tôi là ở mức siêu siêu cấp, cao hơn cấp của mấy người một cấp. Gia tộc lớn nhất Việt Nam thì sao chứ? Tôi, Diệp Quân Lâm, vẫn sẽ đánh nhà họ Diệp. Bởi vì bọn họ là gia tộc hàng đầu nên những gì bọn họ đã nói đều vô cùng có lực, để mẹ sinh con ra. Nhưng mẹ phải bị giam cầm ở đây. Con vừa rồi đã phá bia mộ, tương đương với việc phá lệ, bọn họ nhất định sẽ truy cứu. Trí Oánh tuyệt vọng. Nhà họ Diệp sẽ không để họ bước ra khỏi Trường Giang. Càng không để người khác biết Diệp Quân Lâm là đời sau của nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Vì vậy, họ sẽ biến mất trên thế giới này. Trí Oánh chết hay sống cũng không có gì khác biệt, nhưng nếu Diệp Quân Lâm chết thì quá đáng tiếc. Ngay khi gặp nhau, bọn họ đã. Khi nghĩ đến điều này, nước mắt của Trí Oánh không thể ngừng chảy. Lý Tử Nhiệm cũng rất sợ hãi khi nghe tin về gia tộc mạnh nhất, đứng đầu tất cả gia tộc, ngay cả nhà họ Trí ở Hoa Hải cũng phải tôn trọng bọn họ. Phải đối phó với nhà họ Diệp ở Kinh Thành như thế nào? Người ta chỉ cần búng tay một cái là có thể bóp chết bọn họ. Lý Tử Nhiệm toát mồ hôi lạnh, nhà họ Diệp và bọn họ không hề cùng một cấp bậc, sự khác biệt giữa thần thánh và người phàm. Lý Tử Nhiệm hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm, anh quá bốc đồng rồi. Ngay cả mẹ cũng bị anh hại rồi. Anh kích động cái gì chứ? Chúng ta từ từ nghĩ cách không tốt sao? Trí Oánh cảm thấy câu trách móc của Lý Tử Nhiệm có lý. Diệp Quân Lâm quả thực quá bốc đồng. Con trai bà có bản lĩnh, đương nhiên bà rất vui, nhưng cũng phải xem đối thủ là yêu bia mộ đã vỡ rồi, mẹ có rời khỏi Trường Giang hay không cũng vậy thôi. Vậy nên con trai, trước khi Trấn Giang Vương đến đây,
chúng ta nhanh chóng đi thôi. Có thể chạy được là tốt nhất, Chí Oánh yêu cầu Diệp Quân Lâm nhanh chóng đưa bà đi. Mẹ đừng lo lắng, Diệp Quân Lâm mỉm cười. Hả? Cả Chí Oánh và Lý Tử Nhiệm đều sửng sốt, chính anh là người nói sẽ đưa Chí Oánh đi. Bây giờ bà ấy muốn rời đi, ngược lại anh lại không vội. Anh thế là có ý gì? Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của hai người họ, Diệp Quân Lâm giải thích đi, chắc chắn phải đi. Nhưng món nợ cần tính sổ thì không thể bỏ qua được. Hơn 20 năm nay bọn họ ức hiếp mẹ, con sẽ trả lại gấp đôi. Cho nên con sẽ đợi bọn họ ở đây. Diệp Quân Lâm tiến lại gần. Con trai, mẹ chịu chút khổ cực không quan trọng. Điều quan trọng là con không sao, thì mẹ mới vui lòng. Người sắp tới là Trấn Giang Vương. Chúng ta trốn còn không kịp, sao chúng ta dám tìm ông ta tính sổ chứ? Nhanh đi thôi, Diệp Quân Lâm kiên định nói, Võ Tiêu, cô đưa bọn họ đi trước đi. Diệp Quân Lâm đưa mẹ và Lý Tử Nhiệm vào trong xe. Võ Tiêu lái xe đi nhanh chóng. Chỉ còn lại một mình Diệp Quân Lâm, Trấn Giang Vương và những người khác đến rất nhanh. Ngoài chục chiếc xe còn có vài chiếc xe tải lớn, cạch, vài trăm người xuống xe. Trấn Giang Vương, nói một cách dễ hiểu, ông ta là hoàng đế của thành phố nhỏ này. Ông ta chỉ cần phất tay, tất cả những người cần đến đều đã đến. Trấn Giang Vương Ngụy Thiên Phàm và Ngụy Nhất Phi đã đến ngôi nhà nhỏ, chỉ thấy một bóng người đang chắp tay trên lưng, vẻ mặt lạnh lùng, như thể đặc biệt chờ đợi họ. Người đâu rồi, còn con chó cái Chí Oánh đó nữa. Trấn Giang Vương hét lên, Ngụy Nhất Phi kêu lên, đi rồi, có lẽ là chạy rồi. Vừa rồi có xe ở bên ngoài. Cha, để con đi tìm. Không cần, toàn bộ thành Trường Giang đều là tai mắt của ta, bọn chúng chạy không thoát đâu. Trấn Giang Vương lạnh lùng nói. Ông ta bước vào sân, nhìn chằm chằm vào. Diệp Quân Lâm và hỏi, cậu có phải là đứa con hoang của Chí Oánh không? Diệp Quân Lâm vẻ mặt lạnh lùng, không trả lời. Hả, không phải cậu đã bị bỏ rơi trên đường rồi sao? Làm sao tìm được thành Trường Giang? Trấn Giang Vương rất tò mò không hiểu tại sao Diệp Quân Lâm có thể làm được điều đó. Tên nhóc, cha tao đang hỏi mày đấy. Mày câm à, sao không trả lời? Ngụy Nhất Phi tức giận nói. Ông, không đủ tư cách. Câu trả lời của Diệp Quân Lâm khiến Trấn Giang Vương sửng sốt. Khẩu khí cũng lớn lắm. Có kẻ dám nói với ông ta như vậy sao? Trấn Giang Vương đúng không? Gần 30 năm nay, là ông giam giữ mẹ tôi. Diệp Quân Lâm hỏi. Trấn Giang Vương mỉm cười nói, đúng vậy, chính tôi đã giam giữ con chó cái đấy. Ban đầu, nhà họ Diệp ở Kinh Thành chỉ cần tôi giam giữ bà ta ở thành Trường Giang. Chính tôi đã đề nghị thu hẹp phạm vi và giam bà ta ở con phố này. Chính tôi là người cắt đứt mọi liên lạc xã hội của bà ta và không cho bất cứ ai tiếp xúc với bà ta. Thậm chí, chính tôi là người yêu cầu bà ta làm công việc bẩn thỉu nhất là dọn cống. Cũng là ta cố ý tăng giá thuốc, để bà ta sống không bằng chết. Trấn Giang Vương bày ra vẻ mặt thích thú, cậu không biết được đâu, những ngày trái gió trở trời, bộ dạng bà ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất đẹp thế nào không? Cả đời này tôi đều không thể quên được, có lẽ, thêm vài lần như thế nữa, bà ta sẽ đau đớn đến chết. Khuôn mặt của Diệp Quân Lâm trở nên man rợ, mạch máu bạo phát, và hai tay nắm chặt. Anh lạnh lùng nói, ông có còn là người không? Lương tâm của ông có còn không? Trấn Giang Vương cười nói, cậu nhóc cậu đừng kích động. Có trách thì trách mẹ cậu đã chọc đến nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Nếu ai xúc phạm nhà họ Diệp ở Kinh Thành, đây là kết cục. Tôi vẫn còn đối xử nhẹ nhàng với bà ta rồi. Ngụy Nhất Phi cũng cười nói, ừ, tôi đã đối xử với bà ta rất nhẹ nhàng, 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Bà già chết tiệt này sức chịu đựng cũng ghê gớm lắm, đánh nhiều năm như vậy vẫn không chết. Cũng là kỳ tích, nghe cuộc trò chuyện của họ, Diệp Quân Lâm đã kìm được nước mắt. Một đám súc vật không có nhân tính. Nhìn xem, tên nhóc này nóng rồi, đang muốn giết chúng ta. Ha ha ha, đúng thế, mấy người nhìn xem hắn ta tức đến mức nào rồi kìa. Một nhóm người nhìn bộ dạng tức giận của Diệp Quân Lâm bật cười. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Đó là một nụ cười giết người. Mọi người ở đây đều bắt nạt mẹ tôi, đúng không? Anh lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, mẹ của mày, tất cả bọn tao đều đã từng ức hiếp, đều đã từng đánh bà ta, mày có thể làm gì? Trấn Giang Vương và hàng trăm người đều cười. Được, mấy người thừa nhận rồi là tốt. Tôi nói cho mấy người biết, những gì mấy người đã làm với mẹ tôi,
tôi sẽ trả lại gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Khóe miệng Diệp Quân Lâm nhếch lên nụ cười. Kể từ khi trở về từ tiền tuyến của chiến khu, anh chưa từng thực sự ra tay. Xử lý tên sát thủ 47 chỉ là tình cờ. Nhưng hôm nay thì khác. Anh ấy thực sự muốn ra tay. Thật không may cho nhóm người này, éo chiến thần Côn Luân phải thực sự ra tay rồi. Ha ha ha, còn muốn trả lại, gấp 10 lần 100 lần. Cậu dựa vào cái gì mà đòi trả cho chúng tôi? Chỉ dựa vào một mình cậu sao? Thực sự nực cười. Mọi người lại cười nhìn Diệp Quân Lâm như một kẻ ngốc. Nghe nói cậu nhóc này đánh đám không tôi đâu, người đâu, bắt lấy cậu ta. Được lệnh của Trấn Giang Vương, hàng chục người lao lên ngay lập tức. Nếu giết được tên nhãi này, nhà họ Diệp phải thưởng cho tôi. Trấn Giang Vương cười thích thú. Mấy chục người này là siêu cao thủ dưới sự chỉ huy của ông ta, đối phó với một Diệp Quân Lâm chắc chắn không phải vấn đề gì lớn. Giết nó, hàng chục người tung ra hàng loạt chiêu thức hòng giết Diệp Quân Lâm. Bùm bùm. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Trấn Giang Vương không thể cười được nữa. Nụ cười của ông ta cứng lại, cả người đờ đẫn, bởi vì trước mắt ông ta đang diễn ra một cảnh tượng khó tin. Mấy chục người vừa tung chiêu muốn giết Diệp Quân Lâm thì giống như bị đông xe, tất cả đều bật lại. Phun, phun, từng người một ngã xuống đất, miệng ngứa ra máu. Cơ thể họ co giật và vùng vẫy vài lần, và sau đó tất cả đều im lặng. Diệp Quân Lâm ra tay vẫn còn có chừng mực. Những người này đã bất tỉnh. Nhiều người trong số họ bị gãy hàng chục chiếc xương sườn. Hình phạt dành cho bọn họ như vậy là đủ, không nhất thiết phải giết. Gái gì, cảnh tượng trước mắt khiến Trấn Giang Vương và người của ông bị sốc. Làm thế nào mà đứa trẻ này có thể chiến đấu như thế? Cha, tên nhãi này vô cùng hiếu chiến, nhất định phải khuất phục hắn. Ngụy Nhất Phi đề nghị. Lên, tất cả lên hết cho tôi. Trấn Giang Vương ra lệnh. Hàng trăm người dưới quyền của ông ta đều tràn lên như một dòng nước. Ngay cả tường và cổng của ngôi nhà nhỏ đều bị phá bỏ. Hai năm đâm khó đánh với bốn tay. Cậu có thiện chiến đến đâu thì cũng sao chứ. Bên mình có nhiều người như vậy sẽ phải vắt kiệt sức của cậu. Vua Trường Giang nhìn Diệp Quân Lâm và cười. Ngụy Nhất Phi cũng bày ra thái độ xem kịch hay, tôi xem cậu đánh như thế nào. Thậm chí, hắn ta còn nhàn nhã châm thuốc cho Trấn Giang Vương. Hai cha con bọn họ tựa vào trước cửa xe nhàn nhã nhìn. Vì có quá nhiều người, lên đến hàng trăm người, nên bọn họ cũng không thể nhìn thấy chiến trường bên trong như thế nào. Nhưng họ tin rằng, Diệp Quân Lâm hoặc sẽ bị đánh chết hoặc bị kiệt sức mà chết. Họ chỉ cần chờ đợi kết quả. Nhưng một phút sau, mọi thứ đã khác. Họ nhìn thấy đám đông đang nhấp nhổm và đi ra khỏi sân. Qua khoảng trống giữa đám đông, hai cha con nhìn thấy một cảnh tượng ngạc nhiên, mặt sân chật ních người, chất như núi. Tại sao đám đông rút lui? Bởi vì sân không thể giữ được nữa. Có người ở khắp mọi nơi, xếp chồng lên nhau trên nhiều lớp. Nếu đã ngã xuống, chắc hẳn là do Diệp Quân Lâm đánh rồi. Diệp Quân Lâm mạnh như thế sao? Cạch, tàn thuốc của hai cha con cùng nhau rơi xuống đất. Trán hai người đầm đìa mồ hôi, không nóng mà lại sợ hãi. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy bóng dáng của Diệp Quân Lâm. Đó là một hình dáng như một vị thần chiến tranh. Bất cứ nơi nào anh đi qua, một nhóm người lại ngã xuống. Nắm đấm sắt của anh dường như là vũ khí sắc bén nhất. Rơi vào người, nhất định là gãy xương. Diệp Quân Lâm đã đánh bại đám tay chân của Trấn Giang Vương với tư thế bất khả chiến bại. Kinh hoàng. Thật sự vô cùng kinh khủng. Sau đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ khác. Cánh tay Diệp Quân Lâm kéo căng như dây cung. Bụp, đấm một quyền vào người người kia. Như một chiếc xe thể thao đang chạy với tốc độ 400 cây số trên giò đụng vào người khác. Người đàn ông kia bay thẳng vào đám đông phía dưới. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, thoáng chốc đã có hơn 30 người bị đụng phải, toàn bộ những người đó đều văng theo, tiếng gãy xương bên tai vang lên không dứt. Có người bị gãy xương sườn, có người gãy xương chậu, gãy lưng, gãy chân. Những người bị đánh bay, không ai là còn nguyên vẹn. Chỉ một cú đấm mà đã đáng sợ đến vậy. Thật không thể tưởng tượng được, sự việc diễn ra khiến cha con Trấn Giang Vương há hốc mồm. Còn có người đáng sợ. Kinh khủng như vậy tồn tại trên đời này á. Kế tiếp đó mới chính là thời khắc mà Diệp Quân Lâm trở nên tàn nhẫn nhất.
một người đánh cho hơn 100 người không có sức phản kháng. Một đường nghiền nát những vật cản đường. Phàm là những con đường anh đi qua, tất cả đều chỉ còn lại tiếng kêu rên thảm thiết. Diệp Quân Lâm không giết họ, nhưng hoàn toàn phế bỏ họ. Đây là anh đang trả thù thay cho mẹ, cũng là cái giá mà bọn họ phải trả. Hôi, Diệp Quân Lâm thở ra một hơi dài. Lau lau tay. Xung quanh anh, từng lớp người nằm la liệt trên mặt đất, dày đặc khắp nơi noi, trong viện lại như chất thành từng núi. Diệp Quân Lâm đứng ở đâu thì thân hình cao lớn ấy vẫn luôn toát ra khí thế hiên ngang đầu đội trời chân đạp đất. Cha con Trấn Giang Vương sững sờ trợn mắt, nghẹn họng không nói nên lời. Biểu cảm trên gương mặt như bị đông cứng, vẻ không thể tin được vẫn hiện rõ. Đây còn là con người sao? Gần 600 người đều bị đánh nằm liệt trên đất. Ai cũng không thể động đậy dù chỉ là một chút. Chắc chắn ai cũng phải nằm liệt giường khoảng một năm mới bình phục được. Phù phù, Ngụy Nhất Phi sợ đến trượt khỏi xe, đặt mông ngã bệt ra đó. Quá dọa người rồi. Chưa từng thấy ai có thể đánh người đến khiếp như vậy đấy. Tiếp theo sẽ là các người. Diệp Quân Lâm bước từng bước đi về phía hai người kia. Chúng tôi đã sai rồi. Thật ra chúng tôi đối xử với mẹ của cậu rất tốt, chúng tôi cũng không làm bà ấy khó xử đâu. Ngụy Nhất Phi lắp ba lắp bắp nói. Bên khóe môi Diệp Quân Lâm dương lên một nụ cười khát máu, không phải vừa rồi các người còn đang kể về đủ loại hình thức ức hiếp mẹ tôi hay sao? Sao bây giờ lại lật mặt trở giọng rồi đấy? Trấn Giang Vương thành thật cười nói, chống đỡ. Diệp Quân Lâm đột nhiên giống lên. Em eo thanh này khiến cha con Trấn Giang Vương hoàn toàn đơ người. Diệp Quân Lâm cười cười, các người đoán xem tiếp theo đây tôi sẽ làm gì các người đây nhỉ? Vừa nhìn thấy nụ cười trên môi của Diệp Quân Lâm, Trấn Giang Vương đã nhận thức được đại nạn ập đến rồi. Cậu Quân, xin cậu hãy tha mạng cho chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ làm việc cho người khác thôi. Trong mắt người khác, chúng tôi cũng chỉ là một con chó mà thôi. Hai người gấp gáp cầu xin Diệp Quân Lâm tha thứ. Chủ cũng đáng chết, chó cũng đáng chết. Sát khí khát máu lóe lên trong ánh mắt của Diệp Quân Lâm. Đột nhiên anh nắm lấy cổ áo Trấn Giang Vương, nhấc cả người ông ta lên. Trấn Giang Vương nhấc chân lên khỏi mặt, lo lừng giữa không trung, không ngừng vùng vẫy đấm đá, gương mặt nhanh chóng đỏ hết cả lên. Bụp, rắc rắc, Diệp Quân Lâm nên một đấm vào sườn ông ta, tiếng xương gãy vụn lập tức vang lên bên tai. Mấy cái xương sườn đều bị gãy nát chỉ sau một đấm. Ai cha! Trấn Giang Vương lập tức kêu rên. Bụp! Rắc rắc! Xương sườn bên kia cũng bị một quyền đánh gãy nát. Bụp! Rắc rắc! Tiếp theo là xương ngực, trực tiếp bị đấm một cú. Bụp! Rắc rắc! Diệp Quân Lâm đấm thêm một cái, sóng mũi cũng gãy, gương mặt cũng bị lõm cả vào. Bụp! Rắc rắc! Bụp! Rắc rắc! Tiếp theo, cánh tay, khớp chân, toàn bộ đều bị Diệp Quân Lâm từng bước đấm vụn. Cả người Trấn Giang Vương không còn chỗ nào hoàn chỉnh. Xương vỡ vụn gân như thành bụi phấn. Trong cả quá trình Diệp Quân Lâm đánh đấm đáng sợ đó, Trấn Giang Vương đau đến hôn mê, ngất xỉu hơn 8 lần. Nhưng tiếp đó lại bị Diệp Quân Lâm đánh đến tỉnh, rồi lại đánh đến cục. Tiếng kêu thảm thiết của ông ta không ngừng vang lên. Tiếp theo đến lượt cậu. Diệp Quân Lâm ném Vương Trường Giang xuống đất, nhấc Ngụy Nhất Phi lên. Tương tự như thế. Diệp Quân Lâm đấm từng quyền một, đập nát từng đoạn xương của cậu ta. Ngụy Nhất Phi còn phế hơn cha cậu ta, ngất lên ngất xuống đủ 13 lần, càng kêu rên càng thống khổ. Hai người ở trong tay Diệp Quân Lâm chịu sự tra tấn dẫn vặt như rơi vào địa ngục. Diệp Quân Lâm bắt họ trả giá hết thảy, cả hai nằm trên mặt đất, không thể cử động dù chỉ một chút vì toàn bộ xương trên người đều bị gãy cả. So với những gì các người dằn vặt mẹ tôi đã rất nhân từ với các người rồi. Đúng ra phải giết chết các người mới phải đấy. Tồn tại ngàn năm, sao có thể cúi đầu trước một thằng không cha không mẹ chứ? Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng mà so với nhà họ Diệp ở Kinh Thành thì cậu cũng chỉ nhỏ bé như con giun con dế mà thôi. Trấn Giang Vương nặn từng chữ một, giọng nói run rẩy rít qua từng kẽ răng. Đó là gia tộc đứng đầu ở Việt Nam, đứng đầu trong số các gia tộc lớn. Một gia tộc có nền tảng cả ngàn năm rồi. Làm sao có thể bị một người nhỏ bé lật đổ được đây? Làm sao có thể cúi đầu trước một tên không cha không mẹ chứ? Đây cũng là một lý do tôi không giết ông, tôi sẽ cho ông tận mắt chứng kiến cảnh tượng nhà họ Diệp bị tôi dẫm nát dưới chân như thế nào.
Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Bụp. Anh dậm mạnh chân xuống đất. Ầm ầm. Tiếp theo đó, ngôi nhà đã giam giữ Chí Oánh gần 30 năm nay ầm ầm sụp xuống, hóa thành từng đợt bụi mù cuồn cuộn. Sau đó Diệp Quân Lâm xoay người rời đi. Hôm nay anh đã dùng 5 đấm phá nát nơi đã giam giữ mẹ anh ròng rã 30 năm qua. Cũng sẽ dùng một bước giẫm nát mặt mũi nhà họ Diệp dưới chân. Cha con Trấn Giang Vương nhìn bóng lưng Diệp Quân Lâm, lạnh lùng nói, chờ mà xem, cậu không thoát khỏi vòng tay của nhà họ Diệp được đâu. Lúc này, Võ Tiêu đã lái xe rời khỏi thành Trường Giang. Dù cả chặn đường bị biết bao nhiêu người ngăn cản, nhưng căn bản những người đó không làm khó được cô. Huống chỉ bên người Lý Từ Nhiệm còn có cao thủ bảo vệ cô, chẳng hạn như chiến thần Diêm La. Vì vậy hầu hết các chướng ngại vật trên đường đều bị càn quét cả. Con tôi sao rồi, cô gái, cô mau mau trở về đi chứ. Chí Oánh gấp đến độ sắp khóc. Lý Từ Nhiệm cũng rất lo lắng. Thật sự rất không ổn nếu để Diệp Quân Lâm ở đó một mình. Cô đừng lo lắng, anh Lâm sẽ không sao đâu, Võ Tiêu tự tin trấn an bà. Cô chỉ cảm thấy có hơi tiếc nuối. Suýt nữa thôi là cô được nhìn thấy chiến thần Côn Luân trong truyền thuyết ra tay rồi. Hả, Võ Tiêu, cô có vẻ rất tin tưởng Quân Lâm. Đây là trực giác của phụ nữ. Từ những phút đầu, Võ Tiêu vẫn luôn xem Diệp Quân Lâm như kẻ thù của mình. Nhưng về sau, mỗi lần nhìn thấy Diệp Quân Lâm, cô chẳng khác gì chuột gặp mèo. Cả Phùng Ngọc Hân cũng thế nữa. Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng thái độ của cô ấy đã có một sự thay đổi rất lớn khi đứng trước mặt Diệp Quân Lâm. Cũng giống như Võ Tiêu trước mặt, cô rất an tâm về Diệp Quân Lâm, thậm chí còn có chút sợ anh. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Chuyện này khiến Lý Từ Nhiệm có chút cảm giác, mọi người đang giấu cô điều gì đó. Võ Tiêu vội giải thích, anh Lâm không phải là người sẽ làm liều nếu không nắm chắc phần thắng đâu. Lúc này, Diệp Quân Lâm gọi điện đến, Lý Từ Nhiệm và Chí Oánh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy dặn chúng ta về Kim Lăng trước đi rồi anh ấy về sau. Lý Từ Nhiệm bảo Võ Tiêu tiếp tục lái xe. Mẹ, trước mặt là biên giới Trấn Giang, chỉ cần mẹ đi qua, đời này coi như mẹ đã rời khỏi Trường Giang rồi. Lý Từ Nhiệm đồng cảm nhìn Chí Oánh. Bà ấy đã quá khổ rồi. Nửa đời người đều bị giam trong một cái lồng. Nghe lời Lý Từ Nhiệm nhắc, Chí Oánh đột nhiên nói, không được, mẹ vẫn chưa thể rời khỏi Trường Giang được. Chỉ cần mẹ bước ra khỏi Trấn Giang, mọi chuyện coi như xong. À, mẹ làm sao vậy ạ? Vẻ mặt Lý Từ Nhiệm như không thể hiểu nổi. Nếu như mẹ bước ra khỏi tỉnh Kim Lăng, có thể nói mẹ đã không làm được lời mình đã thề. Nhất định người nhà họ Diệp sẽ giết chết Diệp Quân Lâm mất. Không ai rõ về thế lực của nhà họ Diệp ở kinh thành hơn mẹ. Từ Nhiệm à, có thể con không biết, năm đó nhà họ Diệp chỉ cử một người làm thôi mà đã làm chấn động toàn đất nước, mọi tin tức về mẹ biến mất sau một đêm, bao nhiêu người biết mẹ cũng phải ngậm miệng lại không dám đề cập tới nữa. Đây chỉ là một người làm ở nhà họ Diệp nơi kinh thành, chỉ một người thôi đã khiến cả nước phải khiếp sợ. Chứ đừng nói tới toàn bộ nhà họ Diệp ở kinh thành. Rít. Nghe Chí Oánh nói xong, Lý Từ Nhiệm và Võ Tiêu không kiềm được mà hít sâu một hơi. Chút kiến thức ít ỏi về thế lực của gia tộc đứng đầu Việt Nam này có hơi khủng bố. Chỉ một người làm thôi mà đã ép cả Việt Nam không ngóc đầu lên nổi. Nhà họ Diệp này thật đáng sợ, ở trong mắt nhà họ Diệp, Vương Trường Giang còn không có tư cách làm một con chó. Vậy cho nên mẹ không thể rời khỏi Kim Lăng. Vì tính mạng của Quân Lâm, mẹ nhất định không thể rời khỏi Kim Lăng nửa bước. Chí Oánh nhanh chóng xuống xe. Mẹ, không được, con hiểu Quân Lâm, với tính cách của anh ấy, nếu đã tìm được mẹ rồi chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ để mẹ rời đi lần nữa đâu. Dù cho anh có phải đối đầu với nhà họ Diệp, dù cho anh có chết, tuyệt đối anh sẽ không để mẹ đi. Lý Từ Nhiệm ngay lập tức ngăn cản Chí Oánh lại. Chí Oánh bất đắc dĩ nói với cô, như vậy sẽ liên lụy đến con và Quân Lâm, không cần phải như vậy. Dù sao chúng ta cũng không đấu lại nhà họ Diệp đâu. Ánh mắt Lý Từ Nhiệm tràn đầy vẻ kiên định, không liên lụy gì cả, từ khi quyết định gọi Diệp Quân Lâm một tiếng chồng, con đã thề, sẽ ở bên anh đồng cam cộng khổ, nếu như có thể đồng sinh cộng tử thì càng tốt. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ cùng anh gánh vác. Con gái ngoan, Quân Lâm chọn con là rất đúng. Đây là phúc của nó. Chí Oánh rất cảm động. Sau khi đưa Chí Oánh về Kim Lăng, Lý Từ Nhiệm lập tức đưa bà đến tiệm cắt tóc, đến các spa làm đẹp,
các trung tâm mua sắm. Chuẩn bị cho Trí Oánh một vẻ ngoài hoàn mỹ nhất một lượt. Mẹ, tiếp theo đây con và Quân Lâm sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến trị liệu cho mẹ. Đảm bảo sẽ loại bỏ mọi gốc rễ căn bệnh của mẹ. Lý Tử Nhiệm kéo tay Trí Oánh. Khi cả ba chuẩn bị vào tiệm cắt tóc thì bất ngờ gặp một chiếc ô tô chắn trước mặt. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thẳng cùng xuống xe. Tử Nhiệm, con đang làm gì vậy? Ngô Thị Lan lạnh lùng hỏi. Ông, bà, để con giới thiệu cho hai người một chút. Lý Tử Nhiệm vừa nói đến đấy đã bị Ngô Thị Lan cắt ngang. Giới thiệu cái gì chứ? Hai ta đều biết thân phận của bà ấy. Không phải là mẹ của Diệp Quân Lâm đây sao? Ngô Thị Lan ghét bỏ nhìn Trí Oánh. Người phụ nữ này trông còn già hơn bà nữa. Cả người cũng bẩn thỉu, bốc mùi quá. Con mau buông bà ta ra đi, thật bẩn mài. Ngô Thị Lan ra lệnh. Trí Oánh tự tỉ cúi thấp đầu, căn bản bà còn chẳng dám mơ được những bộ quần áo đẹp để như Ngô Thị Lan đang mặc. Trải qua gần 30 năm sống thê thảm khiến cho bà từ một thiên kim biến thành một kẻ đứng dưới tầng chót của xã hội. Chí ít trong lòng bà vẫn luôn định ninh. Cố gắng sống thêm từng ngày, phải vì con trai mình. Nếu không bà đã sớm tự vẫn rồi. Ngô Thị Lan nói vậy càng khiến bà tự tỉ về bản thân, theo bản năng níu lấy tay Lý Tử Nhiệm mới đứng vững thêm được chút. Bà ngoại, đây là mẹ của Quân Lâm thì cũng là mẹ con mà. Một lần nữa Lý Tử Nhiệm bị Ngô Thị Lan chặn họng, con còn đám nhận mẹ đấy à, con với Quân Lâm cũng đã ly hôn rồi đấy. Hai người không còn quan hệ gì cả, vậy thì mẹ nó có quan hệ gì với con? Huống chỉ còn là một kẻ bẩn thỉu như vậy, con xem bẩn thành cái dạng gì rồi. Đây cũng quá xấu rồi nhỉ, cái loại người này mà có thể đi cùng một đường với con ấy à? Bà ấy biết, hiện tại nói về thân phận hay kể cả những thứ khác liên quan đến bà, thì đều là sợi dây ràng buộc cả con trai lẫn con dâu mình. Bà ngoại, bà hơi quá đáng rồi đấy ạ, sao bà có thể nói người ta như vậy chứ? Lý Tử Nhiệm tức giận nói. Lý Tử Nhiệm, con có biết mình đang làm gì không? Con vẫn còn không biết thân biết phận nữa đây à? Con là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Thiên, là người đứng trên vạn người, trong tay con có cả hạng mục lớn lên đến 50 tỷ. Con chính là cháu ngoại của thế gia giàu có ở Kim Lăng này. Con thuộc về tầng lớp quý tộc. Con là một tiểu thư đài cát, làm sao có thể ở cùng những người như vậy? Cũng chỉ là mẹ chồng cũ thôi. Con không ngại mất mặt à? Không sợ người khác chỉ trỏ cười chê sao? Ngô Thị Lan càng nói càng hăng. Không để Lý Tử Nhiệm có cơ hội mở miệng phản bác câu nào, công ty con là một công ty lớn chứ danh, trên đường con đi có biết bao nhiêu người luôn đỏ ngó, họ đều muốn năm thóp được con. Nếu để ký giả truyền thông thấy con và loại người này đi cùng đường, vậy còn ra dạng gì nữa? Sẽ trực tiếp phá hủy cuộc đời con, cũng sẽ hủy hoại công ty và gia tộc này. Chẳng lẽ con chưa từng nghĩ tới những điều này sao? Trịnh Quốc Thắng cũng hùa theo nói, đúng vậy, không sai. Gia tộc nhà họ Trịnh chúng ta tuy rằng không phải gia tộc quá lớn gì, nhưng ở Kim Lăng này cũng có mặt mũi. Trước đây con dây dưa với cái tên Diệp Quân Lâm đó, bọn ta cũng cho qua. Nhưng lần này con lại đưa mẹ của cậu ta không biết ở đâu về đây, bọn ta tuyệt đối không đồng ý. Đi! Nói xong, Trịnh Quốc Thắng mạnh mẽ kéo Đào Từ Nhiệm vào trong xe. Võ Tiêu cũng đi thôi. Ngô Thị Lan tự mình đẩy Võ Tiêu lên xe. Võ Tiêu không biết phải làm sao. Cũng không thể nào ra tay với Ngô Thị Lan được. Cô chỉ có thể len lén báo tin cho Diệp Quân Lâm thôi. Ăn mày, nếu sau này tôi còn thấy bà dây dưa với Tử Nhiệm nhà tôi sẽ đuổi bà cút khỏi nơi Kim Lăng này. Ngô Thị Lan uy hiếp một câu rồi bỏ đi. Âm mọi người đều rời đi cả rồi. Hiện giờ Trí Oánh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nơi đâu cũng thật xa lạ. Bà hối hận rồi. Ban nãy không nên rời khỏi Trường Giang mới phải. Đã rời khỏi Trường Giang thì xem như cũng đã chọc giận nhà họ Diệp tôi. Cũng vì bà cả, vì bà mà ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của Lý Tử Nhiệm, còn ảnh hưởng đến cả tình cảm khi trước của Quân Lâm. Có điều họ hàng của Lý Tử Nhiệm bắt cô phân rõ ranh giới với bà là đúng. Như vậy mới có thể tránh khỏi sự trả thù của nhà họ Diệp. Nhìn quang cảnh xung quanh, Trí Oánh vừa tự ti lại vừa sợ hãi. Mình chết đi rồi thì có lẽ sẽ bớt được bao nhiêu phiền phức nhỉ? Mẹ! Trong lúc bà nghĩ đến chuyện tự sát thì giọng nói của Diệp Quân Lâm vang lên bên tai. Con trai, Tử Nhiệm! Mẹ, con biết cả rồi. Mẹ không cần phải tự trách bản thân đâu, sau này sẽ không ai dám như vậy L với mẹ nữa bởi vì mẹ là mẹ của Quân Lâm con,
Sau đó, Diệp Quân Lâm đưa mẹ đi chỉnh trang lại một lượt. Trẻ ra trông thấy luôn đấy. Có thể chỉ vì bao năm tháng tần tảo vất vả, trên gương mặt ấy đã xuất hiện những vết chân chim, có muốn cũng không xóa đi được nữa. Nhưng Diệp Quân Lâm tin chắc rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Anh tuyệt đối sẽ không để mẹ mình phải chịu khổ thêm bất kỳ lần nào nữa. Được rồi, mẹ có muốn đi ngắm cảnh ở Việt Nam không? Diệp Quân Lâm hỏi bà. Triệu Ánh chỉ lắc đầu, mẹ không đi đâu, hiện giờ mẹ chính là một kẻ gây họa, đi tới đâu cũng mang đại họa cả. Nhà họ Chí cũng từng suýt chút nữa đã bị sát hại cả nhà. Thôi được rồi, vậy tạm thời mẹ cứ ở lại Kim Lăng nghỉ ngơi đi. Chờ con và Từ Nhiệm kết hôn lại, chúng ta chuyển đến Thiên Danh ở nhé. Diệp Quân Lâm không muốn mẹ mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào cho nên muốn đưa bà về quân khu Thiên Danh cho an toàn. Nghe thấy quân khu Thiên Danh, lòng Trí Oánh cũng được trấn an không ít. Nếu thật sự phải chuyển đến những biệt thự lớn các loại, thật ra bà rất không thích. Trí Oánh rất thông minh. Đi qua quân khu một vòng, bà hiểu rõ thật ra Quân Hạo nhà bà rất bình thường, trái lại Lý Tử Nhiệm lại là một người có giá trị hơn rất nhiều. Bà chợt hiểu được. Vì sao ông bà ngoại của Lý Tử Nhiệm lại khó chịu với bà như vậy rồi? Người nhà Lý Tử Nhiệm căn bản không thích Diệp Quân Lâm. Con dâu này của mẹ tốt thì tốt thật, nhưng địa vị thân phận lại quá cao, Quân Lâm nhà mình với không tới rồi. Môn đăng bất hộ đối, cuối cùng sẽ dân tới đau thương mà thôi. Trí Oánh thầm nghĩ, hôn nhân của bà kỳ thực không phải cũng giống hai con hay sao? Nhà họ Trí và nhà họ Diệp ở Kinh Thành, hoàn toàn môn đăng bất hộ đối. Cuối cùng cũng ủ ra một lò bi kịch còn gì. Vừa vặn như vậy, đem chuyện của mình ra khuyên nhủ Quân Lâm, không nên để nó và Lý Tử Nhiệm ở bên nhau được. Muốn ở bên nhau, đến cuối cùng cũng không thể thực hiện được. Đến quân khu, đám người Tây Phương vừa biết thân phận của Trí Oánh đã sợ đến muốn quỳ rạp hết xuống đất. Các cậu nhỏ này sao lại quỳ xuống hết thế kia? Mau đứng lên đi. Trí Oánh cười nói. Mẹ! Những người này là anh chị em kề vai sát cánh với con. Sau này mẹ có thể an tâm ở nơi này với họ. Có họ ở đây, không ai dám bắt nạt mẹ hết. Diệp Quân Lâm đảm bảo nói. Trí Oánh chỉ xem đó như một câu trấn an bản thân mình. Nếu như nhà họ Diệp kéo đến đây trả thù, người trẻ tuổi bọn họ có thể chống đỡ nổi sao? Nói cũng dễ vậy nhỉ. Bà nào đâu biết rằng... Những người quỳ gối trước mặt bà chính là ngũ đại chiến vương vang danh hiển hách trên chiến trường. Chỉ trừ chiến thần Côn Luân ra, thì dù có là ai, họ cũng không sợ. Trên thực tế, xung quanh vẫn còn có 18 hiệp sĩ ẩn náu trong bóng tối. Có những người này ở đây, không ai có thể bén mãn tiếp cận nơi này. Bên kia, Lý Tử Nhiệm bị mang về nhà họ Trịnh, Ngô Thị Lan trực tiếp đẩy cô quỳ trên mặt đất. Khi nào con nhận ra lỗi của mình rồi mới được đứng dậy? Ngô Thị Lan vô cùng tức giận. Ba mẹ, làm sao vậy ạ? Từ Nhiệm phạm lỗi gì sao? Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên vội vã chạy đến. Các người giáo dục con gái rất giỏi đấy. Ngô Thị Lan trừng mắt nhìn hai người họ rồi nói, đoán xem hôm nay nó mang ai về nhà. Bà mẹ quê mùa của Diệp Quân Lâm đấy. À, mẹ của Quân Lâm sao? Không phải nó là trẻ mồ côi à? Làm sao lại có mẹ được cơ chứ? Vợ chồng Đoàn Hồng Thái vô cùng ngạc nhiên. Hừ hừ, các người không biết sao? Diệp Quân Lâm không phải cô nhi, mẹ nó vẫn còn sống. Đáng tiếc, là một kẻ ăn mày. Già hơn cả mẹ, da rẻ mặt mũi nhăn nheo, nhìn không khác gì quỷ. Cả người bẩn thỉu lại hôi hám, như chui ra từ cống rãnh nào vậy? Ngô Thị Lan tức giận nói. Trịnh Quốc Thắng hùa theo bà, hắn là một nhân viên vệ sinh thôi. Tôi thấy bà ta vẫn đang mặc quần áo của công nhân bảo vệ môi trường đây. Trên con phố thương mại phồn hoa như vậy, con gái các người đi dạo phố mua sắm với một tên ăn mày như vậy đấy. Nếu bị phóng viên hay mấy người hâm mộ vô tới, thế này chắc chắn Từ Nhiệm sẽ phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi. Hơn nữa, con đã ly hôn với Diệp Quân Lâm rồi thì lấy danh nghĩa gì mà dẫn mẹ người ta đi dạo phố đấy nhỉ? Ngô Thị Lan hét lớn. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên nghe xong. Hai người tức giận nhìn chằm chằm Từ Nhiệm răng dậy, Từ Nhiệm, chuyện này là con làm sao con chạy đi đón mẹ nó làm gì? Ba mẹ nói cho con biết, ba mẹ sẽ không bao giờ để con qua lại với họ nữa đâu. Diệp Quân Lâm căn bản cũng chẳng được tích sự gì, chỉ là trèo cao đu bám lên con, ăn cơm mềm của con.
bây giờ có khỏe không chứ, còn nhận về thêm một bà mẹ quê mùa, hai thân xác lớn như vậy rồi còn phải dựa đẫm bám víu vào con. Nhất định là mẹ của Diệp Quân Lâm biết tin tức tình hình của con nên mới cố ý đến đây dây dưa dựa dâm. Hai người nhìn nhau. Lý Tử Nhiệm ngẩng đầu lên nói, ba mẹ, không phải như hai người nghĩ. Mẹ anh ấy không phải người như vậy. Lý Tử Nhiệm muốn giải thích rõ cho họ biết về thân phận của bà. Nhưng thật sự rất khó nói. Ba mẹ không quan tâm bà ta là người như thế nào. Ba mẹ không cần biết. Ba mẹ chỉ nói với con một câu. Sau này kết thúc với Diệp Quân Lâm luôn đi. Đừng có dây dưa mãi nữa. Nhà họ Trịnh chúng ta sẽ mặc kệ hết. Tiêu tốn tài nguyên hay quan hệ cũng sẽ không để cho hai người ở bên nhau. Cùng lắm thì bọn ta sẽ đuổi mẹ con Diệp Quân Lâm cút khỏi tỉnh Giang Nam này. Trịnh Quốc Thẳng và Ngô Thị Lan đồng thanh nói. Lần này nhà họ Trịnh quyết tâm ngăn cản. Cho dù phải đáp ứng hàng tỷ điều kiện cũng sẽ không lay chuyển. Ngăn cản hai người ở bên nhau đến cùng. Lý Tử Nhiệm ngây người. Không ngờ được rằng cha mẹ cô và nhà họ Trịnh lại kiên quyết phản đối chuyện này như vậy. Đây đúng là điều mà cô chẳng bao giờ ngờ tới được. Khi nào cháu nhận ra được sai lầm của mình thì mới được đứng lên. Bằng không thì cứ quỳ ở đấy. Ngô Thị Lan hung hăng trợn mắt lên nhìn Lý Tử Nhiệm. Trịnh Nhã Uyên cùng Đoàn Hồng Thái cũng lập tức nói, Tử Nhiệm, nhanh chóng nhận sai rồi xin lỗi bà ngoại của con đi. Con không có xêu, Lý Tử Nhiệm vân cố chấp nói. Được được được, vậy cháu cứ quỳ ở đó đi, để bà xem cháu quỳ được tới khi nào. Ngô Thị Lan tức giận nói. Toàn bộ con cháu trong nhà họ Trịnh, bây giờ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của bà. Chỉ có riêng Lý Tử Nhiệm là không bao giờ chịu nghe lời. Điều này thật sự đã thách thức đến sự tôn nghiêm cùng với địa vị của bà. Mặt khác, tại Trường Giang, mấy người Trấn Giang Vương đã bị đám người nhà từng bước một khiêng trở về. Mỗi người bọn họ đều không nhúc nhích nổi nữa. Rất nhanh sau đó, người bảo hộ của Trấn Giang Vương đã nhận được tin tức. Trấn Giang Vương chỉ biết rằng người kia tên là Diệp Văn Tùng, là một người hầu của nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Nhưng cũng chính tên người hầu này đã khiến cho toàn bộ Hoa Hải không ngóc đầu lên nổi. Chỉ trong vòng một đêm, đã trấn áp được cả một tòa thành. Trấn Giang Vương không cách nào tưởng tượng ra được sức mạnh thật sự của nhà họ Diệp to lớn đến nhường nào. Đây chỉ là một tên người hầu thôi mà. Sau khi chuông điện thoại reo lên, cả người Trấn Giang Vương bất chợt run rẩy. Ngụy Thiên Phàm, ông đã biết tội của mình chưa? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi biết tội, tôi biết tội. Trấn Giang Vương tưởng như sắp khóc đến nơi. Đã xảy ra chuyện gì? Chí Oánh rời khỏi Trường Giang. Ngay cả khu viện để cấm túc bà ta cũng bị san bằng rồi. Mau đưa cho tôi một lời giải thích hợp lý ngay đi. Tôi cũng không dám giấu gì ngài, cái tên khốn kiếp mà Chí Oánh sinh ra đã tìm đến tận cửa. Tên khốn này cũng lợi hại lắm. Tay sai của nhà họ Diệp. Nào ngờ dáng anh còn chẳng có cái tư cách này. Tin tức về sự xuất hiện của anh lại không đi nổi tới cổng nhà họ Diệp. Mà chỉ có thể rơi vào tay một kẻ hầu. Nếu như mẹ con Chí Oánh đã dám phá vỡ luật lệ, vậy thì nhà họ Diệp cũng chẳng cần tuân thủ ước định làm gì nữa. Hai mẹ con nhà này, nếu mà giữ lại thì ắt sẽ trở thành tai họa ngầm đối với nhà họ Diệp. Biện pháp duy nhất là khiến cho bọn họ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Bên trong ánh mắt của tên người hầu Diệp Văn Tùng đã hiện lên nồng nặc sát khí. Tốt quá rồi. Ngụy Nhất Phi cắn răng nói, Diệp Quân Lâm, anh còn định chống lại cả nhà họ Diệp U. Anh còn chẳng có đủ tư cách để lọt vào mắt bọn họ. Đến cả một cái liếc mắt của họ anh cũng không xứng. Ngụy Nhất Phi không hề nói quá chút nào. Sức mạnh của nhà họ Diệp quả thực quá to lớn. To lớn đến mức làm cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Xét cho cùng, bất luận năng lực của Diệp Quân Lâm có mạnh mẽ đến đâu, dù là mạnh đến thấu trời đi chăng nữa, nhưng nếu đặt trước mặt nhà họ Diệp thì cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Dám chống lại gia tộc đệ nhất, thì chỉ có một con đường chết thôi. Ngay lúc hai cha con Trấn Giang Vương đang vui vẻ, giọng nói của Diệp Văn Tùng lại vang lên, đã gây ra họa lớn đến nhường này, thì mấy người cũng liệu mà tự giải quyết đi. Bùm, đầu của hai cha con Trấn Giang Vương tưởng như vừa nổ tung. Nhà họ Diệp đây là muốn tiêu diệt cả nhà họ Ngụy à? Một gia tộc lớn như nhà họ Diệp, lúc nào cũng sẽ hành động vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Những con chó mà bọn họ nuôi dưới tay, cũng tuyệt đối không được phạm sai lầm. Nếu phạm lỗi, ắt phải chết. Trên thực tế,
thả Trí Oánh đi, tội này đáng phải diệt khẩu. Không thể để bất cứ tin tức nào lọt ra ngoài. Tôi, trong ánh mắt của Trấn Giang Vương bỗng hiện lên một vẻ trầm lặng đầy chết chóc. Dù xương cốt có bị gãy nát thì ít nhất vẫn còn giữ được cái mạng. Nhưng bây giờ, ngay cả một cơ hội sống cũng không còn nữa rồi. Trong một đêm này, hễ là người biết đến tin tức của Trí Oánh thì đều sẽ bị tiêu diệt. Biến mất mãi mãi cùng với nhà họ Nguy. Tại nhà họ Trịnh, Lý Tử Nhiệm đã quỳ được một ngày một đêm rồi. Nhưng cô vẫn nhất quyết cho rằng bản thân không hề sai. Dù sao thì cô cũng là hy vọng của cả nhà họ Trịnh, nên Ngô Thị Lan cũng không thể dùng cách hành hạ thể xác này để trừng phạt cô mãi được. Chỉ có thể cho phép cô đứng lên. Ngô Thị Lan lập tức gọi vợ chồng Đoàn Hồng Thái ra bàn bạc, như vậy đi, chúng ta trực tiếp đi tìm Diệp Quân Lâm, đuổi hai mẹ con nhà họ về Giang Nam. Như vậy thì Từ Nhiệm cũng sẽ không dính líu gì đến bọn họ nữa. Đúng, con thấy cũng có thể. Cho bọn họ thêm một ít tiền nữa. Vợ chồng Đoàn Hồng Thái ngay lập tức đồng ý. Ngay sau đó, Ngô Thị Lan, Trịnh Quốc Thăng và đám người còn lại cùng nhau đi đến khu căn cứ quân sự. Diệp Quân Lâm nhìn thấy bọn họ tới, vô cùng bất ngờ. Sao các người lại tới đây? Ngô Thị Lan nói, Diệp Quân Lâm, mẹ của cậu đâu? Kêu bà ta ra đây. Con trai, có chuyện gì vậy? Vừa nghe thấy tiếng động, Trí Oánh lập tức bước ra. Vừa nhìn thấy bộ dạng già nua cùng với dáng đi khập khiễng của Trí Oánh, hai vợ chồng Đoàn Hồng Thái lập tức cảm thấy thất vọng. Vốn còn tưởng rằng Ngô Thị Lan nói quá. Không ngờ tới sự thật lại là như vậy. Ha ha ha. Đám người Đoàn Hồng Thái đều bất ngờ nở nụ cười. Diệp Quân Lâm không hiểu, nhưng người mẫn cảm như Trí Oánh lại có thể nhận ra bọn họ đang mỉa mai mình, đồng thời làm con trai mình quẫn bách. Bà rất khó chịu, không đúng, Diệp Quân Lâm. Không phải cậu mồ côi à? Nhặt đâu về một bà? Mẹ mìn thế, giả đúng không? Đoàn Hồng Thái hỏi, Diệp Quân Lâm lắc đầu, đây là mẹ ruột của con, không phải giả. Thật thì sao, cậu định để mẹ cậu sống chung à? Trịnh Nhã Uyên xen vào. Diệp Quân Lâm khẳng định, tất nhiên rồi, đây là mẹ con, sao con lại không sống cùng bà ấy chứ? Hiếu thuận thì tốt thôi, nhưng cậu đã nghĩ đến tương lai chưa? Đoàn Hồng Thái nghiêm túc hỏi. Diệp Quân Lâm ngạc nhiên hỏi lại, hai người muốn nói gì? Không phải cậu đã nói muốn phục hôn với Từ Nhiệm à? Còn tuyên bố muốn tổ chức một lễ cưới để đời cơ mà. Bây giờ tìm được mẹ ruột là muốn để cả mẹ cậu cùng sống với cậu và Từ Nhiệm sao? Đoàn Hồng Thái nén giận nói, tất nhiên rồi ạ. Từ Nhiệm cũng đã gặp mẹ con, hai người rất hòa hợp. Ở chung sẽ không sao. Ai nói không sao? Đoàn Hồng Thái chợt gầm lên. Cậu là loại người gì tự mình không biết à? Mỗi ngày ăn ngủ chơi bời, hầu như toàn bộ nhân viên của Minh Cường đều nói cậu ăn không môi rồi. Bây giờ cậu còn có mặt mũi nhặt về một bà mẹ. Cậu định ăn bám Từ Nhiệm cả đời à? Trịnh Nhã Uyên phụ họa, không biết chừng ngày nào đó cậu lại tìm được ba ruột, vậy là thêm một gánh nặng nữa. Cậu có ý gì đây? Từ Nhiệm nợ nần gì nhà cậu chắc? Nuôi cậu thì chớ, còn phải nuôi cả ba mẹ của cậu sao? Nếu ba mẹ cậu bình thường thì không sao, cậu trông xem mẹ cậu già thế nào, rõ là ốm yếu bệnh tật, hoàn toàn là gánh nặng. Cậu muốn hại Từ Nhiệm à? Từ Nhiệm nợ cậu cái gì? Hai vợ chồng Đoàn Hồng Thái tức giận vô cùng, Trí Oánh tủi thân rơi lệ, là bà khiển con trai khó xử. Ngô Thị Lan cũng lên tiếng, lại nói, Từ Nhiệm chính là doanh nhân hàng đầu tỉnh Bắc Giang, giá trị con người có thể lên tới hàng nghìn tỷ, nghĩa là tầng lớp đứng đầu xã hội này. Mẹ cậu thì sao, một người lao công không có bối cảnh mà thôi. Cậu và Từ Nhiệm không xứng. Đúng thế, hai đứa ở bên nhau sau này sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Nhà họ Trịnh cũng mất sạch mặt mũi vì hai người. Trịnh Quốc Thắng bổ sung, Trí Oánh run lên, cuối cùng vấn đề bà lo lắng vẫn xảy ra. Trở ngại lớn nhất giữa Lý Từ Nhiệm và Diệp Quân Lâm là hai nhà không môn đăng hộ đối. Nếu hai người ở bên nhau, tương lai sẽ tràn đầy bi kịch. Diệp Quân Lâm cười khẽ, thì sao nào? Mấy người có mục đích gì? Cứ nói thẳng đi. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên dù sao cũng có vài phần tình cảm với Diệp Quân Lâm, khó mà nói ra lời được. Ngô Thị Lan lại cười mỉa, muốn mẹ con hai người cút khỏi Bắc Giang này. Diệp Quân Lâm, cậu phải nhìn nhận thực tế đi, cậu và Từ Nhiệm vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Thân phận không xứng, chúng tôi tuyệt đối không đồng ý đâu. Nếu mẹ con hai người còn ở lại Bắc Giang chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới Từ Nhiệm,
nên hai người cần phải rời đi. Trịnh Quốc Thăng thầy Ngô Thị Lan nói quá nặng lời thì đứng ra giải thích. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không để hai người đi không đâu. Chỉ cần hai người cam đoan không tới quấy rầy Từ Nhiệm nữa, chúng tôi sẽ cho hai người 200 triệu, cộng thêm bố trí nhà ở và công việc cho cậu, đảm bảo đủ hai người sống cả đời. Đoàn Hồng Thái hít sâu một hơi. Trịnh Nhã Uyên thở dài, dù sao chúng ta cũng quen biết một thời gian. Xin cậu bỏ qua Từ Nhiệm đi, cũng coi như buông tha cho chúng tôi. Vẻ mặt Trí Oánh thay đổi không ngừng, vội thúc giục Diệp Quân Lâm, con trai, mau đồng ý với bọn họ đi. Hả, nghe bà nói mấy người Ngô Thị Lan đều sáng mắt lên. Theo bọn họ thấy, Trí Oánh chính là kiểu người thích món hời nhỏ trước mắt điển hình. Điều kiện là tuyệt đối không làm phiền Lý Từ Nhiệm nữa, vậy mà cũng đồng ý. Trí Oánh nói tiếp, con trai, mẹ nói thật với con, Từ Nhiệm rất tốt, nhưng con không xứng với cô ấy. Môn không đăng hộ không đối, ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Mẹ chính là một ví dụ chân thực nhất, Trí Oánh lo lắng rất nhiều. Nếu nhà họ Diệp đến trả thù mà Lý Từ Nhiệm lại ở cùng hai người thì cũng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Buông tha cô bé ấy mới là lựa chọn đúng đắn. Diệp Quân Lâm, cậu nghe rồi đấy, mẹ cậu suy nghĩ thoáng hơn cậu nhiều. Cậu tràn đầy kiên trì và nhiệt huyết cũng không đủ đâu, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước sự thật thôi. Ngô Thị Lan cười nói. Diệp Quân Lâm nhìn mẹ mình thật lâu, trong lòng thầm nghĩ. Mẹ à, mẹ nói không xứng là không đúng đâu. Mẹ biết không, bây giờ con trai mẹ chính là đứng đầu thiên hạ, không ai sánh kịp. Bối cảnh ư, cả Việt Nam này đều là bối cảnh của anh. Ai có thể so được anh? Ngô Thị Lan vung tay lên, Trịnh Quân Nga bên cạnh lập tức cầm một tờ chỉ phiếu và vài thứ đặt vào lòng bàn tay Chí Cánh. Chúng tôi không phải đối tượng cho mấy người bố thí, không cần mây thứ này. Diệp Quân Lâm cản tay Trịnh Quân Nga lại. Nói cho các người biết, Diệp Quân Lâm này muốn gì không ai quản được. Mệnh của tôi không phụ thuộc vào ông trời mà do chính tôi quyết định. Tôi sẽ không từ bỏ Từ Nhiệm, tôi và cô ấy yêu nhau thật lòng. Chuyện của chúng tôi không tới phiên người khác nhúng tay. Diệp Quân Lâm rõ ràng rành mạch biểu thị thái độ. Chỉ cần trái tim Lý Từ Nhiệm không đổi thì không ai có thể cản được. Thân phận thì anh lại càng không sợ bất cứ ai. Diệp Quân Lâm, mày đúng là vô liêm sỉ. Mày vì bám lấy Từ Nhiệm mà không từ thủ đoạn gì. Mày có còn là đàn ông không thế? Mẹ mày đã nói mày buông tay rồi, này còn cố sống cố chết quấn lấy Từ Nhiệm làm gì? Trịnh Quân Nga tức giận nói. Chuyện của tôi đến phiên anh quản từ bao giờ? Diệp Quân Lâm sắc bén nhìn qua. Giỏi làm, mày không đi đúng không? Thế để tao đuổi cả hai mẹ con mày cút khỏi đây. Trịnh Quốc Thắng và Ngô Thị Lan tức giận rời đi. Bọn họ quyết tâm đuổi mẹ con Diệp Quân Lâm khỏi thành phố này. Về tới nhà họ Trịnh, Lý Từ Nhiệm đã biết bọn họ rời đi làm cái gì. Dù thế nào thì Diệp Quân Lâm cũng không xứng với con. Hai người cách biệt quá xa, cả đời này con đừng hy vọng ở bên cậu ta. Nghe bố mẹ nói như vậy, Lý Từ Nhiệm rất muốn nói thân phận chân thật của anh là cháu ngoại nhà họ Chí, đích tôn nhà họ Diệp ở kinh thành cho bọn họ biết. Nhưng e là nghe xong bọn họ chỉ càng thêm ngăn cản thôi. Đối mặt với sự uy hiếp từ nhà họ Diệp, nhà họ Trịnh có khi bị dọa chết khiếp ấy chứ. Lý Từ Nhiệm càng đau lòng mẹ con Diệp Quân Lâm hơn. Bọn họ đồng thời phải đối mặt với sự trừng phạt của nhà họ Diệp và nguy cơ bị nhà họ Trịnh đuổi khỏi Kim Lăng. Cô nên làm sao bây giờ? Lý Từ Nhiệm sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Mấy người Ngô Thị Lan đã bắt đầu thương lượng xem nên làm sao mới đuổi được mẹ con Diệp Quân Lâm đi. Thằng nhãi kia đánh đấm rất khá, chúng ta phải tìm người có chút kỹ năng mới đuổi được bọn họ mà bên kia, Trí Oánh vừa khóc vừa nói, mẹ xin lỗi con, là mẹ thêm phiền cho con. Nếu mẹ không xuất hiện thì con và Từ Nhiệm đã ở bên nhau rồi. Bây giờ thì xong rồi, mẹ hại con cũng bị bọn họ đuổi đi. Vớ vẩn, ai dám đuổi mẹ con mình đi. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Đúng đấy cô cứ yên tâm ở đây đi, cháu xem ai dám đến. Đám người Tây Phương, Nam Phương đồng thời tỏ thái độ. Có bọn họ ở đây, cho dù là Thượng Đế cũng đừng hòng động tới mẹ con hai người. Trí Oánh yêu sâu, ngày sau còn nhiều chuyện lắm. Bị đuổi đi chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là nhà họ Diệp ở kinh thành kia. Cùng ngày buổi tối, nhà họ Trí sóng êm bể lắng như thường ngày. Những người thuộc cao tầng nhà họ Trí đang tụ tập trong phòng khách họp. Trí Nam Yến là gia chủ, cũng là người đưa ra mọi quyết định.
Chí Đông Phương yên lặng một mực hỗ trợ. Am! Dầm ra ầm đùng, chọt trong sân truyền tới tiếng nổ vang rền. Sau đó mặt đất cũng rung động, lắc lư đến mức khiến người đứng không vững. Chuyện gì vậy? Đoàn người đều giật mình, vội vàng đi ra vườn xem thử. Chỉ thấy giữa viện có một bóng người đứng sừng sững, hai chân người này hãm thật sâu xuống nền bê tông, lưu lại hai dấu chân sâu hoảm. Tiếng động vừa rồi là do người này dậm chân mà ra. Thấy rõ người tới, Chí Đông Phương sợ hãi. Một buổi tối 28 năm trước, người này như thần như quỷ rơi xuống, giết chết toàn bộ cao thủ nhà họ Chí, hơn nữa dùng thực lực một người ép cho cả Hoa Hải im lặng, phong bế mọi tin tức lan ra ngoài. Sao ông ta lại tới? Nỗi sợ xa xăm ập tới, làm Chí Đông Phương không khống chế được quỳ phịch xuống đất. Không biết ngài tới nên không tiếp đón từ xa. Người này là người hầu nhà họ Diệp, Diệp Văn Tùng. Diệp Văn Tùng lạnh lão nhìn Chí Đông Phương. Chí Đông Phương, ông thật to gan lớn mật. Ông lại dám tiết lộ tung tích Chí Oánh cho thằng con hoang kia, ông đáng tội gì? Sao, không, ngài hiểu lầm rồi, tôi không hề. Tôi đâu biết cô ta bị nhốt ở đâu đâu. Chí Đông Phương luống cuống nói. Nếu chọc giận người này, nhà họ Chí sẽ bị diệt tộc. Hừ, sao có thể? Nếu không phải ông nói thì sao thằng con hoang kia tìm được người? Diệp Văn Tùng tất nhiên không tin Diệp Quân Lâm có năng lực như vậy. Này, ông nói chuyện cho Văn Minh xem nào, ông nói ai là con hoang? Giữa sân chợt vang lên một giọng nữ thanh lạnh. Là Chí Nam Yến. Nghe có người mang Diệp Quân Lâm là con hoang, cô ấy tất nhiên muốn phản bác. Mấy người Chí Đông Phương bị dọa choáng rồi. Sao cô ấy dám nói với người trấn áp cả Hoa Hải như vậy? Diệp Văn Tùng chuyển ánh mắt sang người Chí Nam Yến, cô là ai? Diệp Quân Lâm là anh trai tôi, không cho phép ông vũ nhục anh ấy. Huống chỉ, ông không có tư cách hạ thấp anh ấy. Chí Nam Yến nhìn thẳng Diệp Văn Tùng. Anh trai cô chính là chiến thân Côn Luân vô địch thiên hạ. Không ai được phép nhục mạ anh ấy. Diệp Văn Tùng nhìn cô chăm chú, sau đó nói, dám nói chuyện với tôi như thế, không sợ tôi giết cô à? Vừa dứt lời, toàn thân Diệp Văn Tùng tràn ra sát khí dày đặc, khiến người xung quanh run lên, máu như đông lại. Chí Nam Yến vừa tiếp xúc với sát ý này thì chẳng bệch cả mặt, đứng cũng không vững. Nỗi sợ hãi từ sâu trong đáy lòng tràn ra, tựa như một đôi tay vô hình siết chặt cổ họng cô vậy. Không sợ sao? Chí Nam Yến sợ chứ? Đây là nỗi sợ với cái chết. Chỉ vừa cảm nhận được toàn thân cô ấy đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Diệp Văn Tùng cười khẽ, tôi nói Diệp Quân Lâm là con hoang thì sao? Cô dám nói không phải ư? Chí Nam Yến hô hấp càng ngày càng khó khăn, nhưng mỗi chữ từ hàm răng nghiến chặt phun ra lại rất kiên định, không chấm CSO phép ông. Nói anh tôi như thế, tôi không sợ. Giỏi, không ngờ nhà họ Chí còn có người gan dạ như thế. Hôm nay tha cô một mạng, tôi muốn cô tận mắt thấy thằng cần hoang kia chết như thế nào. Diệp Văn Tùng lạnh lùng nói. Chỉ bằng ông cũng đòi giết anh tôi. Nằm mơ sao, người chất là ông thì có. Đừng nói ông chỉ là kẻ hầu nho nhỏ. Cho dù là nhà họ Diệp thì đã làm sao, cũng không ai có thể thành đối thủ của anh tôi. Chí Nam Yến dùng sức hét lên. Trước giờ cô ấy luôn tin tưởng Diệp Quân Lâm vô điều kiện. Mà sau khi biết thân phận của anh cô ấy càng thêm tin. Một đôi tay sắt của anh trai có thể đánh bay mọi thứ. Ha ha ha, Diệp Văn Tùng chợt cười vang lên. Không ngờ cô gái này có lòng tin với thằng nhãi con hoang kia đến thế. Cô ta là đồ ngốc chắc. Hay quá nhạy cảm dễ kích động. Muốn đấu với nhà họ Diệp, để tôi cho các người thấy thực lực chân chính nhà họ Diệp. Chờ Diệp Văn Tùng nói xong tin tức nhà họ Diệp, không khí rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ. Bọn họ đều biết nhà họ Diệp rất mạnh. Lại không ngờ lại có thể lớn mạnh đến mức này. Thế nào cô bé, bây giờ còn cảm thấy anh cô có thể chống lại nhà họ Diệp sao? Chí Nam Yến vẫn như cũ, nét mặt kiên định nói, tôi đã nói rồi, các người không xứng để đến gây sự với anh trai tôi đâu. Được được được, rất nhanh thôi tôi sẽ mang đầu của anh ta gửi tới cho các người. Diệp Văn Tùng cười nói. Vốn dĩ tối nay anh ta dự định sẽ giết cả nhà họ Chí nhưng bởi vì sự xuất hiện của Chí Nam Yến đã làm cho anh ta thay đổi ý định đó. Anh ta muốn làm cho cô gái không hiểu sự đời này nhìn xem anh ta lợi hại như thế nào, nhìn xem nhà họ Diệp khủng bố tàn ác ra sao, trước mặt thế gia số 1 ở Việt Nam anh trai của cô dễ dàng bị đánh gục đến nhường nào.
khi Diệp Trùng đến Sơn Trang Thanh Long, nơi ở của Đàm Hành Ba, lại phát hiện ở đây đang cử hành tang lễ. Sau khi tìm hiểu rõ ràng, đôi mắt của Diệp Văn Tùng bắn ra hai tia nhìn lạnh lẽo cái gì? Là do tên nghiệt chủng mà Trí Oánh sinh ra làm. Ở trong khách sạn Hòa Bình giết chết Thẩm Trường Sinh ngay trước mặt Gia Cát Thanh sao? Không được, anh ta quá hung hăng càn quấy, thế lực cũng rất hùng mạnh. Chúng tôi và Gia Cát Thanh đang thương lượng xem phải diệt trừ anh ta như thế nào. Đàm Hành Ba ngồi đó khóc không ra nước mắt. Tuy rằng Đàm Hành Ba cùng với Gia Cát Thanh ở trong mắt Diệp Văn Tùng không đáng được nhắc tới bởi 20 năm trước đã từng bị anh ta áp chế một lần. Nhưng dù sao đây cũng là những thế lực mạnh nhất ở Hoa Hải, vậy mà một tên nghiệt chủng mồ côi lại có thể làm ra được tất cả những thứ này. Điều này sao có thể không khiến cho anh kinh ngạc được. Hai, dù sao trong người anh ta cũng đang chảy một nửa dòng máu cao quý của nhà họ Diệp. Tuy rằng là một thứ nghiệt chủng nhưng không thể cho rằng anh ta rất yếu đuối. Diệp Văn Tùng liền phủ định sự nỗ lực của Diệp Quân Lâm. Anh ta cho rằng sự hùng mạnh của Diệp Quân Lâm đều là nhờ cậu ta mang trong người dòng máu cao quý của nhà họ Diệp, chẳng trách lại tài giỏi như vậy. Nếu như đưa cho anh ta một chút tài nguyên chắc chắn anh ta sẽ càng lợi hại hơn nữa. Đàm Hành Ba lo lắng nói đúng, không sai. Nếu như cứ để anh ta tiếp tục phát triển như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành một mối nguy lớn, mang lại sự uy hiếp không nhỏ đối với nhà họ Diệp. Vì vậy tôi sẽ tự tay giết chết anh ta. Ánh mắt Diệp Văn Tùng bản ra tia rét lạnh. Vốn dĩ anh ta muốn phái Đàm Hành Ba đi tiêu diệt Diệp Quân Lâm. Bởi nếu như anh ta tự mình ra tay sẽ khó tránh khỏi hạ thấp thân phận. Cho dù anh ta chỉ là một tên đầy tớ nhưng thân phận cũng vô cùng cao quý. Thứ nghiệt chủng như vậy vốn không có tư cách để anh ta phải tự tay giết chết. Có điều nghe đến Diệp Quân Lâm lớn mạnh như vậy ngược lại làm anh ta có chút hứng thú. Ám sát được một thiên tài cũng là một chuyện rất có thành tựu đó. Có người máu mặt như ngài tự mình ra tay. Vậy thì tên thắng nhãi đó khó mà thoát khỏi cái chết rồi. Chúng tôi đã ngay lập tức tra hỏi hành tung của thứ nghiệt chủng đó, biết được cậu ta hiện giờ đang ở Kim Lăng. Đàm Hành Ba cười thầm nghĩ, thù của Thẩm Trường Sinh cuối cùng cũng được báo rồi. Đêm nay, Trí Oánh mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Bà ta mơ thấy Diệp Văn Tùng, tên đầy tớ năm xưa đã từng áp chế cả Hoa Hải khiến cho không người nào ngẩng đầu lên nổi đến tự tay giết chết bà và Diệp Quân Lâm. Trong mơ, bà tận mắt nhìn thấy Diệp Quân Lâm bị một dao xuyên qua người. Trí Oánh bị dọa sợ liền tỉnh dậy, thở hổn hển. Cho tới khi bà mở cửa sổ muốn hít thở không khí lại phát hiện đây không phải là mơ. Đây là sự thật. Diệp Văn Tùng thật sự đến rồi. Có một bóng đen đang đứng trên vách ngăn của đại viện quân khu. Trí Oánh đã quá rõ ràng, vừa nhìn liền nhận ra anh ta chính là tên đầy tớ Diệp Văn Tùng mà nhà họ Diệp cử đến chân chính phụ trách trông coi người của mình. Trí Oánh, bà và tên nghiệt chủng kia của bà còn không ra chịu chết sao? Một tiếng hét rét lạnh truyền tới vang vọng khắp cả sân trong. Hóa ra vừa rồi khi Diệp Văn Tùng tới, bọn họ đều không một ai phát hiện ra anh ta. Tiếng hét này của Diệp Văn Tùng làm Trí Oánh bị dọa sợ ngã ngồi xuống nền đất. Diệp Văn Tùng đến rồi, bọn họ không còn đường sống nữa tồi. Bà chết rồi cũng không sao, quan trọng là Diệp Quân Lâm. Mẹ cứ ngủ đi. Giọng nói của Diệp Quân Lâm truyền tới đồng thời cửa sổ cũng bị đóng lại. Lúc sau, Diệp Quân Lâm cùng với Tây Phương xuất hiện trong sân nhà. Ừ, cũng không tệ. Không hổ là thứ nghiệt chủng chảy trong mình dòng máu cao quý của nhà họ Diệp. Chẳng trách một tên hạ đẳng cũng muốn trèo cao, bám víu vào nhà quyền quý. Thứ huyết thông cao quý này đúng là tốt thật, chỉ cần có một chút ít là có thể thay đổi cả một cuộc đời rồi. Diệp Văn Tùng lạnh giọng nói, trong một gia tộc càng lớn mạnh, bàn về huyết thống, người được chia thành nhiều loại đẳng cấp khác nhau càng được nhìn nhận nghiêm trọng hơn. Ví dụ Diệp Văn Tùng vốn dĩ thuộc dòng họ khác, mang một cái tên khác nhưng với tư cách là tay sai của nhà họ Diệp đã chiếu cố ban cho anh ta cái tên Diệp Văn Tùng. Diệp Văn Tùng cảm thấy anh ta như đã giành được sự tôn kính tối cao liền lập tức vứt bỏ đi gốc rễ của mình. Từ đó tới nay vẫn luôn dùng cái tên Diệp Văn Tùng. Này! Điều này đối với anh ta giống như một vật tượng trưng cho thân phận của mình. To gan, một tên đầy tớ mà cũng dám nói chuyện với anh lớn của tôi như vậy sao? Đông Phương ồm ồm nói, tên thằng nhãi này đích thực là có chút bản lĩnh, vậy mà lại có thể tìm tới thành Trường Giang. Nhưng đây cũng sẽ là sự lựa chọn sai lầm nhất mà cậu đưa ra. Hôm nay tôi tới đây để giết anh cùng với mẹ của anh. Hai người không thể tiếp tục sống sót đâu. Diệp Văn Tùng lạnh giọng nói.
Vừa nghe thấy anh ta muốn giết Diệp Quân Lâm, mấy người Tây Phương đều cười lớn. Người này không có mắt sao? Muốn chết? Khóe miệng của Trung Phương quẹt qua thành một đường cong khát máu. Có thể đối đầu với một cao thủ làm cho anh ta rất phấn khích. Không, để tôi. Diệp Quân Lâm bước ra. Từ trong miệng của mẹ biết được, thật ra nhà họ Diệp căn bản chưa từng coi trọng bà. Ngót nghét 30 năm nay, chân chính phụ trách trông coi bà lại là tên tay sai Diệp Văn Tùng này. Trấn Giang Vương chính là con chó do anh ta điều động. Vì vậy nói trắng ra người hành hạ mẹ của anh không ai khác ngoài chính là Diệp Văn Tùng. Anh phải tự tay giết chết anh ta. Bắc Phương đưa dao cho tôi. Nghe lời này, Bắc Phương liền đưa cho Diệp Quân Lâm một cây mã tấu, phía trên khắc hai chữ Bắc Phương. Thú vị đấy, thế mà lại là xuất thân từ quân đội. Không ngờ thứ nghiệt chủng như anh lại đi làm lính rồi. Diệp Văn Tùng không hổ là một cao thủ, từ thói quen, khí chất, và cách sử dụng vũ khí để nhận định ra thân phận của mấy người Diệp Quân Lâm. Ánh mắt khá đấy, Diệp Quân Lâm cười cười, tay nắm chắc mã tấu từng bước đi về phía Diệp Văn Tùng. Chỉ dựa vào anh mà đòi giết tôi sao? Người xỉ nói mộng, Diệp Văn Tùng cười lạnh nói. Anh ta chậm chậm rút cây đao dài ra, phản chiếu ánh sáng màu xanh đậm, âm u, tối tăm và lạnh lẽo. 20 năm trước chỉ với cây đao này, anh ta qua một trận đã biến thành thần, áp chế cả một thành Hoa Hải. Có thể chết dưới đao của tôi là một vinh dự lớn lao của anh đó. Vừa dứt lời, Diệp Văn Tùng liền bắt đầu động tay. Tốc độ của anh ta rất nhanh, hoàn toàn không thể dùng mắt thường nắm bắt, tựa như chỉ một cái chớp mắt vậy. So với vua sát thủ còn nhanh hơn gấp 10 lần, khoảng cách mười mấy mét chớp mắt bỗng nhiên thu hẹp lại. Nhanh thật đó. Mấy người Tây Phương, Nam Phương liên tục thốt ra những tiếng kêu kinh ngạc. Cho dù là trên chiến trường, những người có tốc độ nhanh như thế cũng rất hiếm. Đồng thời, đao khí của Diệp Văn Tùng thay đổi liên tục, vững vàng rút ra một làn khí, giống như đang hút sạch không khí trong không gian này vậy. Một sức mạnh đáng sợ càn quét mọi thứ được tung ra. Nhưng Diệp Văn Tùng không ngờ rằng Diệp Quân Lâm càng nhanh hơn anh ta. Lùi một bước tiến một bước, trong phút chốc hai người chỉ còn cách nhau trong gang tấc, hai người đứng cùng một chỗ, đứng yên bất động mười mấy giây. Lúc này Diệp Quân Lâm chớp lông mi, anh vẫn bình yên vô sự. Nhưng Diệp Văn Tùng thì không, máu tươi sau gáy anh ta thuận theo vạt áo mà rơi xuống. Một đao chết ngay tức khắc. Con người của Diệp Văn Tùng trợn tròn, không thể tin nổi. Thế mà anh ta lại chết dưới tay của tên nghiệt chủng này sao? Phụt! Thân hình của Diệp Văn Tùng vô lực ngã xuống. Một người làm cả thành phố khiếp sợ đã bị giết chết chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Điều này mà truyền ra ngoài sợ là rất nhiều người kinh ngạc rớt cả cằm mất. Ha ha, không ngờ anh lớn qua một thời gian dài như vậy không luyện tay mà vẫn đáng sợ như vậy. Trung Phương cười lớn nói. Tây Phương phân tích, thế gia đầu tiên của Việt Nam quả thật lợi hại. Một tên tay sai mà lại khủng bố đến như vậy sao? Đúng đó, đều nói Việt Nam là đất ngọa hổ tàng long, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Đáng tiếc người mà nhà họ Diệp gặp phải lại là tướng quân sau khi Diệp Quân Lâm trả lại đao cho Bắc Phương, nhàn nhạt nói, đưa anh ta về. Diệp Quân Lâm tôi chính thức tuyên chiến với nhà họ Diệp. Sau khi về phòng, Triệu Ánh vẫn đang run rẩy sợ hãi. Mẹ, không sao rồi. Mẹ mau đi ngủ đi, Diệp Quân Lâm cười nói. Hả, Diệp Văn Tùng đâu, anh ta đâu rồi? Chị Oánh vừa căng thẳng vừa sợ hãi hỏi. Anh ta bị trừng trị rồi, không sao đâu, sau này mẹ an toàn rồi. Diệp Quân Lâm an ủi. Trong mắt chị Oánh xoẹt qua tia kinh hoàng, đến cả Diệp Văn Tùng cũng bị xử lý rồi sao? Bà có phải hơi xem thường con trai bà rồi không? Chẳng lẽ con trai bà thật sự có năng lực chống lại nhà họ Diệp sao? Không, điều này là không thể. Diệp Quân Lâm dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể chống lại nhà họ Diệp được. Nhà họ Diệp tồn tại giống như một con rồng trên bầu trời vậy. Trước đây, trong mắt bà Diệp Quân Lâm giống như con sâu cái kiến bò trên mặt đất, hiện giờ lớn mạnh hơn một chút, nhiều nhất cũng chỉ là một chú chim sẻ. Chim sẻ thì sao có thể đấu lại với rồng bay trên bầu trời đây? Nhà họ Diệp quá hùng mạnh, tiếp theo phải làm sao đây? Sau khi biết tin Diệp Văn Tùng đã chết, chắc chắn nhà họ Diệp sẽ cho người tới đây. Hơn nữa khi tới sẽ càng mạnh mẽ hơn, lúc đó con trai bà có thể ứng phó được không? Nếu như nhà họ Diệp tới đây, bà chỉ có thể quỳ xuống, thành khẩn cầu xin bọn họ tha cho hai mẹ con bà.
Cho dù bọn họ đưa ra yêu cầu gì bà cũng đều đồng ý, cùng lắm thì bà chết thay cho Diệp Quân Lâm. Dù gì trong tay bà còn đang nằm giữ một số bí mật, có lẽ vẫn còn một chút giá trị. Khi thi thể của Diệp Văn Tùng được đưa về Hoa Hải, Đàm Hành Ba và Gia Cát Thanh đang chờ tin tức trợn tròn mắt. Diệp Văn Tùng chết rồi. Nhìn vết thương thế này tức là bị người ta giết sao? Cái người hơn 20 năm trước một mình áp chế cả thế lực lớn mạnh của Hoa Hải, thế mà lại bị giết rồi sao? Điều này, bọn họ không thể nào giải thích được. Loại nhân vật lớn mạnh thế này thế mà cũng bị giết chết ngay tức khắc rồi. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này để truyền ra ngoài nhất định sẽ tạo ra chấn động to lớn đó. Cho dù Diệp Văn Tùng chỉ là một tên đầy tớ, nhưng dù sao thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Nỗi sợ mà Diệp Quân Lâm mang tới cho mọi người đến nay đã rõ mồn một trước mắt. Anh ta rốt cuộc mạnh đến như thế chứ? Đàm Hành Ba hoảng sợ, ý định muốn báo thù trong chốc lát liền tan biến hết. Và lại thử nói xem CEO Huyền En.ai dám đi báo thù nữa. Chẳng phải đây là muốn đi chết sao? Việc cấp bách trước mặt bây giờ là đưa Diệp Văn Tùng trở về. Tê Trung Lâm nói. Nhưng mà phải đưa anh ta về đâu chứ? Chỉ bằng tư cách của chúng ta làm sao có thể liên hệ với nhà họ Diệp được? Từ Tấn nói. Trước mặt nhà họ Diệp bọn họ còn không bằng con chó. Đến cơ hội làm chó cũng không có. Vậy thì Gia Cát Thanh, chuyện này phải nhờ anh rồi. Thân tín của anh ở khắp nơi mà Đàm Hành Ba nhìn về phía Gia Cát Thanh. Gia Cát Thanh lắc đầu nói, cho dù thân tín của tôi giải rác ở châu Á nhưng nói câu thật lòng, thế ra số một của Việt Nam không phải nơi tôi có thể với tới. Đến tư cách quỳ trước cổng lớn nhà họ Diệp tôi cũng không có hừ. Đàm Hành Ba thở hắt ra hơi lạnh, nhà họ Diệp này quá hùng mạnh đi, đến Gia Cát Thanh còn không có tư cách quen biết. Có điều tôi đúng là có quen biết một vị gia chủ của dòng họ hoàng tộc nhà họ Diệp ở Sapa, Diệp Trung Lâm. Ông ta thuộc bên chỉ thứ của nhà họ Diệp, Gia Cát Thanh nói. Trong hào môn, có những nhà giàu có quyền thế phổ thông được gọi là vương tộc. Trên vương tộc sẽ là hoàng tộc, nói khoa trương một chút thì nó tương đương với cả hoàng thân quốc thích trong thời kỳ cổ đại. Đương nhiên điều này cũng chỉ là ví von, hoàng tộc cũng chỉ là một loại danh hiệu trong gia tộc. Hoàng tộc không chỉ là thực lực đạt tới đỉnh cao kinh khủng về mọi mặt, mà điều cần thiết hơn là sự lâu đời kéo dài hàng mấy trăm năm. Hoàng tộc thông thường đều tồn tại sừng sững đến 500 năm, thậm chí có khi còn lên tới hàng nghìn năm. Một gia tộc trải qua khoảng thời gian dài như vậy tưởng tượng thôi cũng biết họ hùng mạnh đến cỡ nào. Thế mà, dòng họ hoàng tộc nhà họ Diệp ở Sapa cũng chỉ là chỉ thứ của nhà họ Diệp ở Kinh Thành, điều này đủ để thấy nhà họ Diệp ở Kinh Thành hùng mạnh đến như thế nào. Thế thì tốt rồi, vậy chúng ta cứ đưa Diệp Văn Tùng đến nhà họ Diệp ở Sapa đi. Như vậy thì nhà họ Diệp ở Kinh Thành cũng có thể biết tin. Đàm Hành Ba nhất trí. Mong rằng nhà họ Diệp có thể mau chóng tìm được cao thủ đến xử lý tên thăng nhãi kia. Tôi không thể nhịn nổi cục tức này nữa rồi. Gia Cát Thanh phẫn nộ lên tiếng. Cùng lúc đó, trên dưới nhà họ Trịnh đang nghĩ cách làm thế nào có thể đuổi mẹ con Diệp Quân Lâm ra khỏi nhà. Tìm người đuổi bọn họ ra ngoài là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng rồi. Mọi người thử nghĩ xem có biện pháp nào nữa không? Ngô Thị Lan hỏi. Trương Văn Thao vừa mới đi đứng lại được, đảo mắt, cười nói, bà ơi con nghĩ ra một cách, chúng ta sẽ làm thế này. Sau khi Trương Văn Thao nói xong biện pháp, Ngô Thị Lan liền vỗ tay tốt. Cách này của Văn Thao rất tốt, nhất định có thể đuổi mẹ con bọn họ ra ngoài. Mọi người nhộn nhịp cười nói. Cách làm của Trương Văn Thao rất đơn giản, căn cứ vào thói quen sinh hoạt trên mọi phương. Điện của Diệp Quân Lâm và Chí Oánh để cho bọn họ không thể tiếp tục sống sót ở cái thành phố này. Đến lúc đó bọn họ sẽ tự động rời khỏi đây. Bà nội, chúng con lập tức đi sắp xếp. Diệp Quân Lâm, tôi sẽ làm cho anh cùng người mẹ kia của anh ở Kim Lăng đến một miếng cơm cũng không được ăn. Trương Văn Thao lạnh giọng nói. Đến đây vài ngày rồi, Chí Oánh đã dần dần thích nghỉ với cuộc sống ở đây. Sáng sớm, sau khi nấu bữa sáng cho Diệp Quân Lâm, bà liền đi tới chợ rau gần đó mua chút ít thịt và rau xanh để làm bữa tối cho anh. Sau khi lựa xong rau xanh ở quầy rau, bà đưa nó cho chủ quầy hàng. Chủ quầy vừa định đặt rau lên cân lại nhìn thấy khuôn mặt của Chí Oánh một cách rõ ràng. Không được, không được, rau của tôi không bán cho bà. Chủ quầy hàng liền lập tức cất rau đi. Hả? Chí Oánh ngẩn người. Trong đầu nghĩ những người này thật kỳ quái, đột nhiên lại không chịu bán rau cho bà.
Chí Oánh cũng không để ý, đi tới quầy hàng bên cạnh. Kết quả sau khi vị chủ quầy này nhìn rõ khuôn mặt của bà, lập tức nói, không được, rau của tôi cũng không bán cho bà, mau đi đi. Mấy quầy hàng xung quanh nhìn thấy cô giống như là gặp ôn thần vậy, vội vàng né tránh. Lúc này Chí Oánh mới ý thức được vấn đề. Bà cố ý đi xa hẳn ra, đi đến một đầu khác của chợ rau. Rau của tôi hôm nay không bán. Chủ quầy hàng vừa nhìn thấy Chí Oánh liền nói. Chí Oánh khó hiểu chỉ sang bên cạnh nói, bọn họ không phải vẫn đang bán đó sao? Tại sao đến lượt tôi lại không bán nữa? Đúng, rau của tôi có thể bán cho bất kỳ ai. Chỉ riêng một mình bà không bán. Mau cút đi, đừng làm cản trở chuyện làm ăn của tôi. Chủ quầy hàng kiên quyết cưỡng ép đuổi Chí Oánh ra ngoài. Chí Oánh không biết phải làm sao đi đạo quanh chợ rau. Tiếp theo bà lại thử một chút, bất kể là mua rau, mua thịt hay mua những thứ khác bọn họ đều không chịu bán cho bà, giống như bà bị cả cái chợ rau này phong sát vây. Tất cả mọi người khi thấy bà liền né tránh, bà liền đổi sang một chợ rau khác, kết quả vẫn y như vây, không có ai tình nguyện bán đồ ăn cho bà. Đến cả siêu thị cũng như vậy, người ta căn bản còn không để bà đi vào. Chí Oánh dường như đã ý thức được có người làm đang khó bà. Bà lại đến một nơi khác thử xem. Cửa hàng không cho bà vào, quán cơm cũng không cho bà vào, đến cả quán rượu cũng vậy, bọn họ nhất định không cho bà đi vào. Dường như tất cả ngành nghề trong thành phố đều liệt tên bà vào danh sách đen vậy. Thậm chí đến cả xe buýt và xe taxi bà cũng không thể gọi được. Hình như có người muốn bà không còn cách nào có thể sinh sống ở thành phố này nữa. Thời tiết hôm nay có mưa liên miên, chứng bệnh cũ của Chí Oánh lại tái phát. Bà cố gắng nhịn đau đi trên đường lớn, đần dần cơn đau đớn tột cùng càng ngày càng đáng sợ. Trên trán của Chí Oánh đã một tầng đổ mồ hôi nhỏ li ti, đôi chân bà phát run dường như không thể đi tiếp được nữa. Khó khăn lắm mới nhìn thấy một tiệm thuốc, Chí Oánh vội đi vào trong. Bà phải mua vài thang thuốc bắc để giảm đau. Ra ngoài, tiệm thuốc của chúng tôi không chào đón bài. Chỉ là Chí Oánh vừa đi tới cửa hiệu thuốc liền bị người ta đẩy ra ngoài. Ây ya! Bị đẩy một cái, Chí Oánh nghiêng người lảo đảo té ngã xuống đất. Sự đau đớn như gấp lên hai lần làm Chí Oánh đau tới phát khóc. Bà ngoan cường chống đỡ cơ thể đứng lên, tiếp tục tìm kiếm hiệu thuốc khác. Dọc đường đi tìm được 4, 5 nhà nhưng kết quả đều giống như những lần trước, người ta căn bản còn không cho bà bước vào cửa. Cho tới hiệu thuốc thứ 6, chủ hiệu thuốc còn khá hiền lành. Chủ hiệu trực tiếp nói, dì ơi, dì rời khỏi đây đi. Đoán chừng hiệu thuốc ở cả cái thành phố Kim Lăng này đều bị nhắc nhở từ trước rồi, sẽ không có ai bán thuốc cho dì đâu. Chỉ cần dì đổi sang một thành phố khác là được, dì đừng trách chúng con cũng không còn cách nào khác. Lúc này, Chí Oánh cuối cùng mới hết hy vọng, có người nhất quyết muốn bà không thể sống nổi. Vậy mà mọi ngành mọi nghề của cả thành phố này đều đang hạn chế sự sống của bà, đặc biệt là các hiệu thuốc. Điều này đối với bà mà nói nhất định là đang tuyệt đường sống của bà. Cơm có thể vài ngày không ăn, bà chịu đựng được nhưng nếu như không có thuốc bà sẽ đau đớn đến chết mất. Khi trở về bà nhất định sẽ khuyên Quân Lâm, mau chóng rời khỏi thành phố này cũng là để ít gây phiền phức cho Từ Nhiệm. Bà tự hiểu rõ mình là sao chổi, chỉ cần người nào đó thân thiết với bà, nhất định sẽ bị xui xẻo. Lần này bà đã làm hại tới con trai con dâu rồi. Chí Oánh quay trở về con đường cũ, bà cứ đi đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Bà kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, đợi đến khi bà tỉnh lại thì Bắc Phương đã ở ngay bên cạnh, dì ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bắc Phương sốt ruột như muốn khóc, Chí Oánh đem tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay nói cho Bắc Phương à, các con cũng phải khuyên nhủ Quân Lâm để nó chuyển ra khỏi Kim Lăng nhé. Chí Oánh nói, dì cơ, tất cả các ngành nghề đều phong sát đi sao? Không bán bất kỳ thứ gì cho dì sao? Bắc Phương như muốn tức điên lên rồi. Lẽ nào lại như vậy? Đây là mẹ ruột của đại tướng Côn Luân đó, thế mà lại bị người khác đối xử như vậy. Bắc Phương đưa Chí Oánh ra ngoài thử một chút, kết quả bất kể là hiệu thuốc hay quán cơm nào cũng đều đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Bắc Phương vốn dĩ muốn giải quyết ngay tại hiện trường nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên về nói cho Diệp Quân Lâm thì tốt hơn. Đưa Chí Oánh về đại viện, Bắc Phương vốn biết một chút y thuật, dùng châm cứu tạm thời giảm đau cho Chí Oánh. Rất nhanh sau đó liền nhìn thấy Diệp Quân Lâm thở hổn hển vội vàng quay trở về. Chuyện gì thế,
tại sao các hiệu thuốc lại không bán thuốc cho chúng ta? Diệp Quân Lâm phẫn nộ nói. Ừ đúng vậy, không chỉ là hiệu thuốc, còn có tất cả các ngành nghề khác đều đưa tên của dì vào danh sách đen rồi. Đều sẽ không bán cho dì bất kỳ món đồ nào. Bách Phương cúi đầu, nhỏ giọng nói. Hay cho nhà họ Trịnh các người, làm cũng đúng thật tuyệt tình. Các người cứ chờ đấy. Lần này Diệp Quân Lâm giận dữ thật rồi. Sự kháng cự hiện giờ của anh lại thêm sự uất ức của mẹ, nhà họ Trịnh chẳng khác gì đang chạm vào vảy ngược của anh. Diệp Quân Lâm muốn bật cười. Cả Kim Lăng đều đang ức hiếp mẹ của anh. Rất nhanh sau đó mọi thứ thuốc đông y mà Chí Oánh Cân đều lần lượt được đưa tới cửa. Những thứ này đầu là từ chỗ Tô Hoàng Long mang đến. Tiểu đội quân y của quân đoàn Thiên Long thuốc gì cũng có. Hả, con trai, không phải chúng ta bị cả Kim Lăng phong sát rồi hay sao? Sao lại vẫn mua được thuốc vậy? Chí Oánh nhìn chỗ thuốc đông y mà ngạc nhiên vô cùng. Mẹ, mẹ cứ yên tâm dùng thuốc đi, chút vấn đề này sao làm khó được con? Diệp Quân Lâm nói, trong sân nhà họ Trịnh. Ha ha, bà nội, mọi người không biết đúng không? Người mẹ kia của Diệp Quân Lâm bị đau đến ngất đi rồi. Quả nhiên khống chế được các hiệu thuốc cũng giống như khống chế được vận mệnh của bà ta, những ngành nghề khác cũng không cần ngăn chặn bà ta nữa. Trương Văn Thao và Trịnh Quân Nga cười tươi như một đóa hoa vậy. Toàn bộ quá trình ngày hôm nay đều do một tay bọn họ khống chế, điều khiển, những cửa hàng đó ai dám không đáp ứng. Đặc biệt là lúc nhìn thấy dáng vẻ bước đi khó khăn của Chí Oánh làm bọn họ vô cùng hưng phấn, còn dùng điện thoại chụp hình lại cho mọi người cùng xem. Ha ha, không đầy ba ngày, mẹ con Diệp Quân Lâm nhất định sẽ chuyển ra khỏi Kim Lăng. Trương Văn Thao cười lón. Không phải sao, cứ tiếp tục như thế này, người mẹ kia của Diệp Quân Lâm dù không bị đói chết cũng sẽ bị đau chết. Ngô Thị Lan cũng cười lớn nói. Trịnh Học Văn cười nói, Diệp Quân Lâm cũng đúng là đồ ngu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thật thà ngoan ngoãn nhận lấy 100 tỷ mà rời đi tốt biết bao nhiêu. Cứ nhất định phải ép chúng ta dùng chút thủ đoạn. Cuối cùng phải tự mình rời khỏi, thế thì khó nhìn biết bao. Hơn nữa một đồng tiền cũng không nhận được. Ha ha, người hèn hạ cũng chỉ là người hèn hạ mà thôi. Dám đầu với nhà họ Trịnh chúng ta, nhìn xem chúng tôi chơi các người đến chết. Trên dưới nhà họ Trịnh cười vang, mọi người làm gì vậy? Đang xem cái gì thế? Lúc này Lý Tử Nhiệm bước vào, không xem gì hết. Mọi người vội vàng né tránh, còn giấu cả điện thoại đi. Mọi người đang đối phó với mẹ con Diệp Quân Lâm đúng không? Lý Tử Nhiệm lạnh giọng hỏi. Ngô Thị Lan thẳng thắn thừa nhận nói, đúng, không sai. Chúng ta muốn đuổi cổ mẹ con Diệp Quân Lâm ra khỏi tỉnh Bắc Giang, sau này sẽ không còn ai quấy rối con nữa. Cái gì, con không đồng ý? Lý Tử Nhiệm vô cùng kinh ngạc. Tử Nhiệm, chuyện này em không cần quan tâm đến nữa. Không đầy ba ngày nữa, bọn họ sẽ tự động rời khỏi đây. Trịnh Quân Nga và Trương Văn Thao nói. Chuyện này con không thể làm chủ được đâu, trừ khi con đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ con, đoạn tuyệt quan hệ với tất cả chúng ta, Ngô Thị Lan nói thẳng. Lý Tử Nhiệm chỉ có thể tức giận nhìn bọn họ lại không thể làm bất cứ điều gì. Có điều chuyện này cô tuyệt đối không đồng ý. Thậm chí Ngô Thị Lan còn cười nói, Diệp Quân Lâm ơi là Diệp Quân Lâm, chúng tôi còn đang buồn phiền về chuyện phải làm thế nào để ngăn cản cậu cùng với Tử Nhiệm ở bên nhau. Không ngờ rằng cậu lại đón mẹ cậu về, thế này không phải là đang tạo cơ hội cho chúng tôi sao? Lý Tử Nhiệm hung dữ nhìn bà ta, rồi quay trở về phòng của cô. Trừng trị Diệp Quân Lâm và mẹ của anh, nhà họ Trịnh đắc ý không thôi. Nhưng bọn họ đâu thể biết rằng, đêm nay, Kim Lăng sẽ xảy ra một chuyện vô cùng lớn. Hôm qua, hễ là cửa hàng nào mà đã từ chối Chí Oánh, bất kể ngành nghề nào, đều nhận được những hình phạt và cảnh cáo nghiêm khắc từ các bộ phận liên quan. Một số cửa hàng thậm chí đã phải đóng cửa để chấn chỉnh. Lý do rất đơn giản, từ chối quyền lợi của người tiêu dùng, một số thậm chí còn xúc phạm, xô đẩy và đánh đập người tiêu dùng. Điều là điều mà tất cả mọi người không thể ngờ tới được. Càng là điều mà nhà họ Trịnh không thể nào ngờ tới được. Trương Văn Thao ngay lập tức liên hệ với một số người có trách nhiệm. Câu trả lời được đưa ra rất đơn giản, ngày hôm qua có người đã quay lại toàn bộ quá trình cửa hàng từ chối người tiêu dùng và người ta đã báo cáo điều đó. Điều này khiến cho Trương Văn Thao và trên dưới nhà họ Trịnh tức giận không thôi. Vốn dĩ là một chuyện đang tốt đẹp, làm thế nào sẽ khiến cho người ta đi báo cáo được cơ chứ? Tất nhiên,
bọn họ đến chết cũng không thể nghĩ được chuyện này lại liên quan đến Diệp Quân Lâm. Thậm chí càng sẽ không nghĩ ra được mọi thứ đều do Diệp Quân Lâm sắp đặt. Chỉ có thể cảm khái một tiếng vận khí của Diệp Quân Lâm quá tốt đi thôi. Điều này đã xảy ra nhiều lần, bọn họ cho rằng Diệp Quân Lâm thật may mắn. Buổi sáng, Diệp Quân Lâm cười với Chí Oánh nói, mẹ, để con đưa mẹ đến một nơi. Chí Oánh mặc dù cảm thấy rất khó hiểu nhưng bà vẫn đi theo phía sau. Hóa ra là chợ rau hôm qua. Dì à, dì đã đến rồi. Mau mau, cháu sẽ chọn cho dì một bó rau tươi nhất. Dì nhanh qua đây, cháu bán cho dì miếng thịt ngon nhất nhé, còn tặng dì thêm một chút đồ nữa. Dì à, cuối cùng dì cũng, đến rồi, cháu đã sớm chuẩn bị cho dì một ít đặc sản miền núi rồi đây, dì đem về bôi bổ thân thể nhé. Mấy quầy hàng, cửa hàng hôm qua từ chối bà, hôm nay giống như biến thành một người khác vậy. Không chỉ bán đồ cho bà, mà còn tặng đồ cho bà nữa. Sau đó, Diệp Quân Lâm còn đưa Chí Oánh đến vài cửa hàng. Khiến cho Chí Oánh vui mừng khôn xiết, đều nguyện ý bán đồ cho bà. Đi vào trong hiệu thuốc ngày hôm qua, chủ tiệm đã quỳ xuống cúi đầu xin lỗi. Suy cho cùng hiệu thuốc cùng với những cửa hàng khác không giống nhau, cố tình không bán thuốc, có lẽ sẽ lấy đi một mạng người. Chí Oánh vẻ mặt không thể tưởng tượng được nói, con trai, cái này. Hôm qua bị người khinh bỉ, bị cả thành phố gạt sang một bên. Cho đến hôm nay, Chí Oánh lại có cảm giác rằng bà ấy là người cao quý nhất trong thành phố này. Mẹ, mẹ phải tin tưởng con trai của mẹ. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Chí Oánh đã xuất hiện một chút cảm giác hốt hoảng. Chẳng qua con trai mạnh mẽ vẫn là một chuyện tốt. Bà ấy hít một hơi thật sâu, thậm chí còn có ý muốn đưa Diệp Quân Lâm về nhà họ Diệp. Để cho bọn họ nhìn thấy, con trai của Chí Oánh bà không phải là kẻ hèn mọn thấp kém, nó có đủ thực lực để sánh ngang với nhà họ Diệp. Giống như tên của nó vậy, Quân Lâm Thiên Hạ. Nhưng Chí Oánh hiểu rằng đây chỉ là một điều tham vọng xa xỉ. Diệp Quân Lâm mạnh mẽ đến mức nào, cũng không thể chống lại được nhà họ Diệp. Dựa vào sáu giái gì mà Diệp Quân Lâm chỉ mới nỗ lực ngắn ngủi hơn 20 năm, mà lại có thể sánh ngang với khối tài sản ngàn đời của nhà họ Diệp được cơ chứ? Lúc này, Lý Tử Nhiệm vậy mà lại lái xe đến. Đi, mẹ ơi, nhanh lên xe đi, con đưa mẹ đến một nơi. Lý Tử Nhiệm thần bí cười nói. Diệp Quân Lâm đều rất nghi hoặc, để xem cô định làm cái gì. Chẳng bao lâu, Lý Tử Nhiệm đã lái xe đưa hai người Diệp Quân Lâm đến một khu nhà cao cấp. Diệp Quân Lâm đã hiểu mục đích của Lý Tử Nhiệm. Cô chắc chắn đã mua cho mẹ anh một căn nhà. Quả nhiên sau khi xuống xe, cô đưa hai người Diệp Quân Lâm đến thẳng một căn biệt thự nhỏ. Ngôi nhà này đã được sửa sang trang hoàng lại cả rồi, chỉ cần xách túi vào ở thôi là được. Mẹ, đây là căn nhà mà con mua cho mẹ, sau này mẹ sẽ sống ở đây nhé. Hơn nữa, con còn thuê một cô giúp việc, đến để tiện chăm sóc thân thể cho mẹ nữa. Lý Tử Nhiệm mỉm cười. Sau khi nghe xong, Chí Oánh nước mắt lưng tròng. Cô con dâu này cũng quá tốt với bà rồi. Đã không ghét bỏ bà cũng không nói, nhưng thậm chí còn mua cho bà một căn nhà, còn là một căn biệt thự. Con gái à, không cần quan trọng như vậy đâu, mẹ ở cùng một chỗ với Quân Lâm thôi là được rồi. Chỗ này cũng quá đắt đi. Chí Oánh nói. Như vậy sao được ạ, anh ấy lại không biết chăm sóc người khác. Hơn nữa, ở đây cũng khá gần công ty, cũng tiện cho chúng con đến chăm sóc mẹ. Lý Tử Nhiệm mỉm cười nói. Căn biệt thự này tiêu tốn của cô hơn 40 tỷ. Thực ra, đừng nhìn vào giá trị con người rất cao của Lý Tử Nhiệm. Nhưng cô đã đầu tư hết tiền vào trong công ty. Số tiền bây giờ cô có, trong tay chỉ vài chục tỷ mà thôi, căn biệt thự này tương đương hơn một nửa tài sản hiện có của cô. Mẹ, đây là tấm lòng của Tử Nhiệm, mẹ nhận lấy đi. Quả thực ở đây rất tốt. Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Anh vốn cũng muốn mua cho mẹ một căn nhà lớn. Nhưng Lý Tử Nhiệm đã đi trước anh một bước. Quân Lâm, mẹ không cần phải về đâu, anh về lấy đồ đạc của mẹ đem đến đây đi. Lý Tử Nhiệm nói, tính khí của Chí Oánh khá cố chấp và chỉ có thể để bà ở lại đây luôn. Ngay sau đó cô giúp việc được sắp xếp cũng đã đến, đây là người giúp việc do Lý Tử Nhiệm cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn. Không có việc gì còn có thể cùng Chí Oánh nói chuyện, dạo phố, đi mua sắm. Con gái à? Gia đình mẹ đã nợ con quá nhiều. Để Quân Lâm bồi thường thiệt tốt cho con,
Chí Oánh rất cảm động nói. Lý Tử Nhiệm cười nhẹ, anh ấy bất gây rắc rối cho con một chút thì đã tốt rồi ạ. Nhìn thấy bức tranh hài hòa trước mặt, Diệp Quân Lâm cũng cảm thấy hạnh phúc. Hai ngày nữa, anh chuẩn bị cũng sẽ đón bố mẹ của Lê Minh Cường đến đây. Hai người nghe tin mẹ anh trở về, cũng rất muốn đến xem. Người lớn tuổi tụ tập với nhau thì cũng có chủ đề để nói chuyện, còn có thể đỡ nhàm chán. Càng hơn nữa, Diệp Quân Lâm có điều kiện này. Buổi tối, sau khi Lý Tử Nhiệm trở về nhà, nhưng lại bị nhóm người Ngô Thị Lan bao vây. Ông ngoại, bà ngoại mọi người sao vậy? Còn có bố mẹ mọi người có chuyện gì vậy? Lý Tử Nhiệm nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu. Cháu có biết hôm nay cháu đã làm gì không? Ngô Thị Lan lạnh lùng hỏi. Cháu có làm gì đâu? Lý Tử Nhiệm nói. Cháu còn chưa làm gì sao? Cháu đều đã mua biệt thự cho mẹ của Diệp Quân Lâm. Cháu tốt thật đấy. Còn thuê người giúp việc với giá cao nữa cơ đấy. Cháu như vậy là định qua lại với Diệp Quân Lâm hay sao? Ngô Thị Lan lớn tiếng nói. Mua nhà thì sao chứ? Bà ấy là mẹ của Diệp Quân Lâm, cũng là mẹ của cháu. Lý Tử Nhiệm cố chấp nói. Bốp! Đột nhiên, một cái tát vang dội giáng xuống mặt Lý Tử Nhiệm. Đánh Lý Tử Nhiệm chính là Trịnh Nhã Uyên. Bà ta trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiệm, tức giận nói, mẹ của cô sao? Mẹ của cô chỉ có tôi thôi. Lý Tử Nhiệm bị một cái tát này làm cho mù mờ. Cô không thể tưởng tượng được nhìn Trịnh Nhã Uyên. Từ nhỏ đến lớn bà ấy chưa từng đánh cô dù chỉ một lần. Nhưng hôm nay lại ra tay đánh cô. Tử Nhiệm, con quá khiến cho chúng ta thất vọng. Đoàn Hồng Thái thở dài nói. Con làm sao có thể ngu xuẩn đến mức mà lại đi mua nhà cho mẹ của Diệp Quân Lâm chứ? Con nghĩ thế nào vậy? Sau này, con dự định cùng với Diệp Quân Lâm sống chung một nhà, muốn rời khỏi nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh hay sao? Mọi người nhao nhao chỉ trích cô. Lý Tử Nhiệm che mặt, cảm thấy vô cùng tủi thân. Cô cảm thấy mình không làm gì sai cả. Tôi nói cho cô biết, nếu cô đã coi mẹ của Diệp Quân Lâm là mẹ của mình, thì đừng coi tôi là mẹ nữa. Muốn cùng cậu ta ở bên nhau, thì chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con. Đây chính là thái độ của tôi. Nói xong, Trịnh Nhã Uyên đóng sầm cửa lại và bỏ đi. Lý Tử Nhiệm sững sờ tại chỗ. Anh em nhà họ Trịnh khuyên cô nói, chị Tử Nhiệm, ngay cả chúng em có muốn kết hôn cũng không thể tùy ý, phải coi trọng môn đăng hộ đối, huống chỉ là chị là hy vọng tương lai của nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh. Mọi người cũng tính toán nói ra một sự thật. Chủ yếu là Lý Tử Nhiệm chính là hy vọng lớn nhất, hôn nhân của cô không thể nào qua loa được. Lý Tử Nhiệm hiểu ra, nhìn tư thế trước mắt này. Hoặc là bản thân mạnh mẽ đến mức không chịu sự khống chế của nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh, cô có thể tùy ý làm chủ cuộc đời mình. Hoặc là Diệp Quân Lâm trong hôn lễ tạo cho bản thân một bất ngờ lớn khiến cho tất cả mọi người đều phải im miệng. Nếu không, không thể nào loại bỏ được sự ngăn cản của hai nhà Đoàn, Trịnh. Suy nghĩ thứ hai thì thôi quên đi, không thể trông mong vào Diệp Quân Lâm được. Để anh ấy dùng hành động để bịt miệng nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh. Không băng khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa khéo, gần đây tập đoàn Minh Cường chuẩn bị khởi động một dự án công nghệ quy mô lớn, Lý Tử Nhiệm quyết định thương lượng với Phùng Ngọc Hân, để cô tiếp nhận dự án này. Chỉ cần dự án này được tiến hành, địa vị của cô sẽ thăng cấp nhảy vọt. Đến lúc đó, cô chắc chắn sẽ có thể kiểm soát sự tự do của mình. Không giống như bây giờ chịu sự khống chế của gia tộc. Lý Tử Nhiệm là một người thuộc phái hành động. Lập tức tìm Phùng Ngọc Hân, thương lượng với cô ấy, đem dự án hàng trăm tỷ đô la này giao cho cô. Khi biết Phùng Ngọc Hân ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Được rồi, giao cho cậu đấy. Hả, Ngọc Hân cậu qua loa như vậy sao? Dự án trăm tỷ đô la đấy. Lý Tử Nhiệm há hốc mồm. Đúng vậy, giao cho cậu đấy. Phùng Ngọc Hân trả lời nói. Cậu là bà chủ của Minh Cường, mọi thứ đều là của cậu, cậu muốn làm gì thì làm a. Một dự án quy mô lớn như thế này có nên mở một cuộc họp để quyết định thông qua hay không? Cứ trực tiếp như vậy mà giao cho mình sao? Lý Tử Nhiệm ngạc nhiên nói. Những người khác không có ý kiến. Nếu cậu không tin, mình sẽ thử gọi điện thoại cho từng người một. Phùng Ngọc Hân gọi điện thoại cho từng nhân viên cấp cao của công ty. Là cô Tử Nhiệm điều hành dự án này sao, tôi hoàn toàn đồng ý. Là cô Tử Nhiệm, vậy thì tôi không có ý kiến.
Tất cả mọi người chỉ cần nghe nói là Lý Tử Nhiệm, họ đồng ý vô điều kiện. Hả? Lý Tử Nhiệm tỏ vẻ khó hiểu. Làm sao cô lại thấy mình giống như đang mơ? Chẳng phải những nhà điều hành cấp cao của tập đoàn Minh Cường được coi là người ưu tú nhất trong những người ưu tú sao? Làm thế nào mà bọn họ lại quyết định một dự án hàng nghìn tỷ một cách qua loa như vậy? Vừa nghe tên cô đã đồng ý ngay. Nó có nghĩa là gì? Vì nhóm người này đã biết Diệp Quân Lâm là ông chủ nên họ đã bí mật xếp Lý Tử Nhiệm lên trên đầu. Bởi cô chính là bà chủ. Ngọc Hân, có phải do thể diện của cô lớn không? Bọn họ là nể mặt cô nên nhất trí đúng không? Các lãnh đạo cấp cao nhất trí rất vui vẻ, Lý Tử Nhiệm chỉ có thể nghĩ rằng họ đang nể mặt của Phùng Ngọc Hân. Mặt mũi của mình ở đâu ra mà lớn như vậy? Phùng Ngọc Hân âm thầm nói thêm, tất cả đều nhìn say mặt của bà chủ là cậu, mình chỉ làm việc cho hai người thôi. Sau khi dọn đến nhà mới, Triệu Ánh đang nấu súp gà và muốn đưa nó đến chỗ Diệp Quân Lâm vào buổi trưa. Lúc này có người bấm chuông cửa. Giúp việc đã ra mở cửa, xin hỏi mấy người tìm ai? Triệu Ánh có ở đây không? Có một tiếng hét lớn. Triệu Ánh vội vàng ra khỏi bếp. Những gì bà thấy là bố mẹ và bà của Lý Tử Nhiệm. Xin chào, mọi mau vào đi. Triệu Ánh nói một cách thân thiện. Cô thật sự nghĩ chính mình là chủ nhân căn nhà này. Đột nhiên, Trịnh Nhã Uyên giận dữ hét lên. Cái này. Ngay lập tức Triệu Ánh cảm thấy sợ hãi. Con gái tôi mua căn nhà này. Tại sao cô lại ốm? Trịnh Nhã Uyên nhìn chằm chằm vào Triệu Ánh và hỏi. Là Từ Nhiệm mua chấm MUA cho tôi. Triệu Ánh thì thào. Cô là gì của con bé? Mua cho cô ở sao? Tôi. Triệu Ánh mất một lúc không nói nên lời. Nói là con dâu cũng không thích hợp. Dù sao thì hai người đã ly hôn, xét về mọi mặt, bà và Lý Tử Nhiệm không liên quan gì đến nhau. Lý Tử Nhiệm việc nhà cho cô đúng là danh bất chính, ngôn bất thuật. Có thấy không, ngay cả cô cũng không nói được. Bởi vì Tử Nhiệm không liên quan gì đến cô ta cả. Tôi nghi ngờ cô ta lừa con bé mua nhà cho cô tai. Trịnh Nhã Uyên nói. Giọng Ngô Thị Lan cũng lập tức vang lên, đúng vậy, Tử Nhiệm nhà chúng ta đơn thuần, tốt bụng. Bị người khác lừa là bị lừa. Căn nhà này phải mấy chục tỷ. Tại sao Từ Nhiệm lại mua cho một người lạ không liên quan? Người bình thường nếu nghĩ lại sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn Từ Nhiệm đã bị lừa. Có quá nhiều người xấu trong năm này. Mọi người đều đổ xô vào phân tích. Cuối cùng, ánh mắt họ rơi lên người Triệu Ánh. Đoàn Hồng Thái quát lớn, giải thích đi. Cô lừa gạt Từ Nhiệm nhà chúng tôi như thế nào? Nếu chúng tôi tìm được chứng cứ, tôi nhất định sẽ cho cô ngồi tù. Đúng vậy. Nếu như cô không giải thích, tôi sẽ gọi người tới điều tra cô, cho cô ngồi tù. Mọi người bắt đầu đe dọa. Triệu Ánh lo lắng nói, tôi không lừa gạt ai cả, tôi thật sự không có, mọi người trách nhầm tôi rồi, không tin thì mọi người có thể hỏi Từ Nhiệm. Hừm, con bé đã bị lừa thì hỏi con bé có ích lợi gì không? Cô rất gian xảo, Ngô Thị Lan trừng mắt nhìn cô. Này, mấy người là ai? Mấy người làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi. Mời mấy người đi ra ngoài được không? Chị Diệp giúp việc không thể chịu đựng được nữa và không thể không nói. Cô là ai? Ở đây có chỗ cho cô nói chuyện sao? Ngô Thị Lan liếc nhìn chị Diệp một cái. Hơn nữa, cô có biết ai đã mua căn nhà này không? Con gái tôi đã mua nó. Tôi là ba con bé, còn đây là mẹ con bé. Sau khi Đoàn Hồng Thái giới thiệu thân phận, chị Diệp không nói nữa. Triệu Ánh, cô phải giải thích rõ ràng chuyện này. Làm thế nào mà cô có thể lừa con gái tôi để nó mua một ngôi nhà cho cô? Nếu cô không nói rõ, hôm nay sẽ không có ai có cuộc sống tốt. Trịnh Nhã Uyên lạnh lùng nói. Bọn họ đã tính toán tốt, phải dạy dỗ hai mẹ con Diệp Quân Lâm. Tôi không cốt là con bé Từ Nhiệm mua cho tôi không nói dối con bé, xin hãy tin tôi. Triệu Ánh lo lắng đến mức phát khóc. Tôi là mẹ của con bé. Con bé còn không mua cho tôi nhà chứ đừng nói đến biệt thự. Cô là người ngoài mà con bé mua cho cô biệt thự. Cô cho là bình thường sao? Những lời của Trịnh Nhã Uyên khiển Triệu Ánh không nói nên lời, cô không biết phải phản bác lại như thế nào. Dù sao thì việc này cũng không thể nói rõ ràng. Nói, cho tôi một lời giải thích hợp lý. Mấy người Trịnh Nhã Uyên nhìn Triệu Ánh từ trên cao xuống đánh giá. Triệu Ánh hơi mím môi nói, tôi không có gì để nói.
Từ Nhiệm thực sự không có lý do gì để mua nhà cho tôi, nhưng tôi không nói dối cô ấy. Ha ha ha, cô cũng biết Từ Nhiệm không có lý do gì để mua nhà cho cô. Vậy thì tại sao cô lại vô liêm sỉ như vậy mà sống ở đây? Chị Oánh, cô có cảm thấy thoải mái khi sống ở đây không? Có cảm giác đặc biệt sảng khoái không? Cô cũng không biết xấu hổ sao? Cô ở nhà người khác, còn nấu canh gà, thật sự cho rằng chính mình là bà chủ. Gia đình họ Đoàn đã làm nhục Chí Oánh hết lần này đến lần khác. Tại sao vẻ mặt cô lại hung tợn như vậy? Cô muốn đánh tôi, cô sống trong căn nhà mà con gái tôi mua. Cô nên quỳ trên mặt đất quỳ lại tôi, còn dám nhìn tôi như vậy. Trịnh Nhã Uyên tức giận nói. Chí Oánh, cô nghĩ rằng cô vẫn có thể sống ở đây sao? Đây là nhà của con gái tôi và chúng tôi có quyền đuổi cô ra ngoài. Đúng vậy. Nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc rác rưởi của cô và biến khỏi đây. Chúng tôi không chào đón cô. Đây là nhà của chúng tôi, cô không có quyền sống. Ngô Thị Lan bắt đầu đuổi Chí Oánh ra ngoài. Dì Trương không nghe được nữa, cô hỏi, cô Nguyên có biết chuyện này không? Chúng tôi là ba mẹ của con bé có cần biết chuyện nhỏ này không? Còn cô, cút ngay cùng với cái thứ không biết xấu hổ này. Trịnh Nhã Uyên gầm lên. Cả hai phải bị đuổi ra ngoài. Chí Oánh mỉm cười. Bà biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Không ngờ chỉ mới có một ngày thôi mà đã xuất hiện loại vấn đề này. Từ Nhiệm là một cô gái tốt. Gia đình của cô ấy cũng không sai. Xét đến cùng, nguyên nhân là do chính bản thân mình, bà ấy là một gánh nặng, đi theo bên cạnh Diệp Quân Lâm, trừ việc liên lụy đến con, để cho người khác cười nhạo, thì không còn bất kỳ công dụng gì khác. Sao còn không dọn đẹp đi, ngẩn người ra làm gì đấy? Ngô Thị Lan chỉ hận không thể xuống tay được. Cuối cùng, chị Oánh và chị Diệp thu dọn hành lý xong xuôi. Cút nhanh đi, đám đông thúc giục hò hét. Chị Oánh vào bếp, chia súp gà ra thành hai phân. Đây là súp gà do chính tay tôi nấu. Tôi muốn cho Từ Nhiệm một chút, cũng coi như là để cảm ơn cô ấy. Chị Oánh nói. Nào ngờ Trương Văn Thao đột nhiên bước tới và giật hộp cơm từ tay Chí Oánh. Dầm, anh ta đổ hết súp gà xuống cống. Đi thì đi đi, còn dây dưa với Từ Nhiệm làm gì? Bà định đi cầu xin Từ Nhiệm sao? Tôi nói cho bà biết, không thể nào đâu. Trương Văn Thao hung tợn nói. Trịnh Quân Nga đồng ý, nói, đúng đó, đúng vậy. Còn nữa, Từ Nhiệm có thèm ăn súp gà bà nấu không? Bà do bẩn như vậy. Người ta sẽ coi đó là đồ thừa mứa mà thôi. Không chừng ăn được một muỗng là đã kinh tởm mà ói ra. Cút nhanh đi, Từ Nhiệm nhà chúng tôi sẽ không uống thứ dơ bẩn này đâu. Trịnh Nhã Uyên hung hăng chừng mắt liếc nhìn. Cuối cùng, chị Oánh và chị Diệp bị bọn họ xô đẩy ra ngoài. Dầm, Trương Văn Thao hung hăng đóng chặt cửa lại. Ôi, vứt bỏ được mấy kẻ ăn hại này đi rồi, thoải mái hẳn ra. Đoàn Hồng Thái cười nói. Ngô Thị Lan cau mày, bất mãn nói, không đâu, trong phòng vẫn còn mùi của bà ta, mau mở cửa sổ cho thứ mùi kinh tởm này bay hết ra ngoài. Không thể không nói, Từ Nhiệm chọn cái biệt thự này không tồi đâu nha. Trương Văn Thao và Trịnh Quân Nga rất hài lòng. Như vậy đi, bà sẽ làm chủ, cho hai đứa căn biệt thự này. Về phần Hồng Thái và Nhã Uyên thì tương lai muốn ở nhà kiểu nào mà không được. Giá trị con người của Từ Nhiệm càng ngày càng cao lên rồi. Ngô Thị Lan trực tiếp tặng biệt thự cho hai vợ chồng Trương Văn Thao luôn. Được, chúng con không ngại, chỉ cần không cho mẹ của Diệp Quân Lâm ở, ngoài ra, ai ở cũng được. Mục tiêu của vợ chồng Đoàn Hồng Thái là Chí Oánh, còn chuyện biệt thự, bọn, họ không quan tâm. Cảm ơn ông bà, cảm ơn cô chú. Vợ chồng Trương Văn Thao vui mừng khôn xiết, khi không lại có được một cái biệt thự tốt như thế này. Lúc này... Chị Oánh và chị Diệp đã ra đến cổng khu biệt thự và đụng phải Diệp Quân Lâm. Mẹ, dì Diệp, hai người định làm gì vậy? Diệp Quân Lâm hỏi. Cậu Quân, cậu không biết đó thôi, cha mẹ của Lý Từ Nhiệm đã đuổi chúng tôi ra ngoài. Hai, chị Oánh không muốn nói, nhưng chị Diệp lại nói hết ra. Đi, đi về với con. Phản pháo. Diệp Quân Lâm đưa cả hai quay trở về. Chị Oánh không sẵn lòng bằng mọi cách. Nhưng bà ấy không thể lay chuyển tính cố chấp của Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cũng tự trách mình. Đưa mẹ về, đã để mẹ chịu khổ hai lần rồi. Tiếp theo, anh sẽ thay toàn bộ bảo vệ trong tiểu khu thành người của mình. Như vậy, không ai có thể đến gần mẹ nữa.
chứ đừng nói là xúc phạm bà. Đinh đông, đinh đông. Khi tiếng chuông cửa vang lên, người nhà họ Triệu thấy khó hiểu. Văn Thao à, đi mở cửa xem là ai. Trương Văn Thao vừa mở cửa rơ, bên ngoài đã truyền đến tiếng quát lớn, ai cho các người can đảm dám đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Tiếng gầm thét này dọa người nhà họ Triệu hoảng sợ. Là Diệp Quân Lâm. Sau đó, họ thấy Diệp Quân Lâm đưa Chí Oánh trở về. Là chúng tôi đuổi đấy, thì sao nào? Vẻ mặt Trương Văn Thao đầy kiêu ngạo. Đây là nhà của mẹ tôi, mấy người lấy tư cách gì đuổi bà ấy đi? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Nhà của mẹ cậu, cậu thôi đi, nhà này rõ ràng là từ Nhiệm mua, có liên quan gì với mẹ cậu? Trịnh Quân Nga tức giận nói. Trương Văn Thao còn cười đáp, bây giờ, biệt thự này đã là của tôi, ông bà mới tặng cho tôi. Trịnh Quốc Thắng và Ngô Thị Lan gật đầu nói, chúng tôi đã cho Văn Thao căn biệt thự này, nó đâu còn liên quan gì với mẹ cậu nhỉ? Ha ha, các người nghĩ mình là ai? Các người có quyền gì mà chia nhà Tử Nhiễm đã mua? Thậm chí còn tặng cho người khác? Diệp Quân Lâm hỏi. Ngô Thị Lan cười hỏi, Diệp Quân Lâm à, cậu đã quên một điều. Cậu đã ly hôn với Tử Nhiễm rồi, cậu không thể kiểm soát tài sản của con bé. Nhưng chúng tôi là người thân của con bé nên chúng tôi có quyền, cậu hiểu chưa? Được lắm, tôi sẽ hỏi Từ Nhiệm ngay lập tức. Diệp Quân Lâm lấy điện thoại ra muốn bấm, sắc mặt của nhóm người Ngô Thị Lan lập tức thay đổi. Nếu Lý Từ Nhiệm biết, vấn đề này sẽ khó xử lý. Sau khi Diệp Quân Lâm kể hết mọi chuyện cho Lý Từ Nhiệm, cô nhanh chóng chạy đến. Ba mẹ ơi, hai người đang làm gì vậy? Con mua căn nhà này cho gì, sao hai người lại đuổi gì ấy? Lý Tử Nhiệm tức giận hỏi. Không được, con lấy thân phận gì để mua nhà cho bà ta, nếu như đồn ra ngoài sẽ biến thành trò cười. Đến lúc đó người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Có mất mặt hay không? Đám người Đoàn Hồng Thái tỏ thái độ kiên quyết. Lý Tử Nhiệm nở nụ cười gượng, được thôi, mọi người nói xem làm thế nào mới để dì ở lại căn nhà này. Ngô Thị Lan liếc nhìn Diệp Quân Lâm, được, bà sẽ nói, bà ta có thể ở lại biệt thự. Nhưng Diệp Quân Lâm phải trả tiền mua nhà cho cháu. Bà ngoại nói thế chẳng phải làm khó người khác ư? Lý Tử Nhiệm nóng nảy hỏi. Căn biệt thự này hơn 70 tỷ, Diệp Quân Lâm kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Nếu Diệp Quân Lâm không có tiền, mẹ cậu ta không đủ tư cách ở đây. Đúng thế, không có tiền thì ở biệt thự làm gì? Mọi người lạnh lùng nói, ok, tôi sẽ đưa, chẳng phải chỉ là 70 tỷ à? Chị Oánh không sẵn lòng bằng mọi cách, nhưng bà ấy không thể lay chuyển tính cố chấp của Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cũng tự trách mình. Đưa mẹ về, đã để mẹ chịu khổ hai lần rồi. Tiếp theo, anh sẽ thay toàn, bộ bảo vệ trong tiểu khu thành người của mình. Như vậy, không ai có thể đến gần mẹ nữa. Chứ đừng nói là xúc phạm bà. Đinh đông, đinh đông. Khi tiếng chuông cửa vang lên, người nhà họ Triệu thấy khó hiểu. Văn Thao à? Đi mở cửa xem là ai hay. Trương Văn Thao vừa mở cửa ra, bên ngoài đã truyền đến tiếng quát lớn, ai cho các người can đảm dám đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Tiếng gầm thét này dọa người nhà họ Triệu hoảng sợ. Là Diệp Quân Lâm. Sau đó, họ thấy Diệp Quân Lâm đưa Chí Oánh trở về. Là chúng tôi đuổi đấy, thì sao nào? Vẻ mặt Trương Văn Thao đầy kiêu ngạo. Đây là nhà của mẹ tôi, mấy người lấy tư cách gì đuổi bà ấy đi? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Nhà của mẹ cậu, cậu thôi đi, nhà này rõ ràng là Từ Nhiệm mua, có liên quan gì với mẹ cậu? Trịnh Quân Nga tức giận nói. Trương Văn Thao còn cười đáp, bây giờ, biệt thự này đã là của tôi, ông bà mới tặng cho tôi. Trịnh Quốc Thắng và Ngô Thị Lan gật đầu nói, chúng tôi đã cho Văn Thao căn biệt thự này, nó đâu còn liên quan gì với mẹ cậu nhỉ? Ha ha, các người nghĩ mình là ai? Các người có quyền gì mà chia nhà Tử Nhiễm đã mua? Thậm chí còn tặng cho người khác? Diệp Quân Lâm hỏi. Ngô Thị Lan cười hỏi, Diệp Quân Lâm à, cậu đã quên một điều. Cậu đã ly hôn với Tử Nhiễm rồi, cậu không thể kiểm soát tài sản của con bé, nhưng chúng tôi là người thân của con bé nên chúng tôi có quyền, cậu hiểu chưa? Được lắm, tôi sẽ hỏi Tử Nhiễm ngay lập tức. Diệp Quân Lâm lấy điện thoại ra muốn bấm, sắc mặt của nhóm người Ngô Thị Lan lập tức thay đổi. Nếu Lý Tử Nhiệm biết, vấn đề này sẽ khó xử lý. Sau khi Diệp Quân Lâm kể hết mọi chuyện cho Lý Tử Nhiệm, cô nhanh chóng chạy đến. Ba mẹ ơi, hai người đang làm gì vậy? Con mua căn nhà này cho gì,
sao hai người lại đuổi gì ấy? Lý Tử Nhiệm tức giận hỏi. Không được, con lấy thân phận gì để mua nhà cho bà ta? Nếu như đồn ra ngoài sẽ biến thành trò cười, đến lúc đó người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Có mất mặt hay không? Đám người Đoàn Hồng Thái tỏ thái độ kiên quyết. Lý Tử Nhiệm nở nụ cười gượng, được thôi. Mọi người nói xem làm thế nào mới để dì ở lại căn nhà này. Ngô Thị Lan liếc nhìn Diệp Quân Lâm, được, bà sẽ nói, bà ta có thể ở lại biệt thự, nhưng Diệp Quân Lâm phải trả tiền mua nhà cho cháu. Bà ngoại nói thế chẳng phải làm khó người khác ư? Lý Tử Nhiệm nóng nảy hỏi. Căn biệt thự này hơn 70 tỷ, Diệp Quân Lâm kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Nếu Diệp Quân Lâm không có tiền, mẹ cậu ta không đủ tư cách ở đây. Đúng thế, không có tiền thì ở biệt thự làm gì? Mọi người lạnh lùng nói. Hóa ra chỉ là hy vọng xa vời, hóa ra là ông ta vẫn luôn lừa gạt mẹ. Vừa quay đi đã cưới người phụ nữ khác rồi. Chí Oánh đau khổ nói. Dầm. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm nằm chặt hai tay, hai mắt nổi từng đường máu. Đây chính là người đàn ông quyền quý nhất Lạc Việt đó sao? Chắc chắn không phải là một kẻ nói dối. Thứ gọi là dòng máu cao quý đây sao? Nực cười. Hết sức nực cười. Hứa hẹn với người ta như thế, người ta giữ lời thề, đợi hơn 20 năm liền. Còn mình thì quay đầu đã thất hứa, cưới một người phụ nữ khác. Nếu hứa mà không làm được thì đừng có hứa. Loại đàn ông phụ bạc này nên bị đánh chết tươi. Mắt Diệp Quân Lâm bản ra từng luồng ánh sáng lạnh. Yên tâm đi, cuộc sống hạnh phúc của ông cũng không còn được bao lâu đâu. Đợi sau khi đám cưới của tôi và Từ Nhiệm kết thúc, đó sẽ là ngày tàn của nhà họ Diệp. Lý Tử Nhiệm ngâm miệng để Diệp Quân Lâm muốn nói gì thì nói. Tức giận là đúng rồi. Cô nghe được còn muốn đánh người nữa là. Muốn trực tiếp chất vấn gã đàn ông phụ bạc này. Nhưng người ta là ai cơ chứ? Người thừa kế của gia tộc đệ nhất Lạc Việt, tồn tại như một con rồng thần trên bầu trời. Đừng nói đến chuyện chất vấn báo thù trực tiếp. Ngay cả đến tư cách gặp mặt một lần cũng không có. Cho dù Diệp Quân Lâm có là nhân vật đệ nhất khu vực đi nữa thì sao? Cũng không đối đầu nổi với gia tộc đệ nhất Lạc Việt. Huống hồ gì Diệp Quân Lâm chẳng là gì cả. Thứ đáng trưng ra nhất là thân phận cháu ngoại trai nhà họ Chí. Thế nhưng, một người hầu nhà họ Diệp thôi cũng có thể búng tay một phát là đàn áp được nhà họ Chí rồi. Việc thách thức nhà họ Diệp để đòi lại công bằng cho Chí Oánh là hoàn toàn không thể nào. Báo thù, kiếp này cũng đừng nghĩ tới. Sống bình yên đã là tốt lắm rồi. Chỉ có thể trút giận bằng miệng thôi. Mẹ, ông ta tên gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Diệp Minh Thiên, Chí Oánh gắn ra ba chữ từ giữa hai hàm răng. Được rồi, con nhớ tới. Con sẽ biến ông ta thành nỗi ô nhục sớm thôi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Thành phố Kinh Thành, cổng chính của hoàng tộc họ Diệp. Mới sáng sớm, trưng xác một người, Diệp Văn Tùng, người hầu của nhà họ Diệp. Thì ra là Gia Cát Thanh đưa anh ta tới đây. Gia Cát Thanh gặp được Diệp Trung Lâm, người đứng đầu gia tộc họ Diệp ở Kinh Thành và nói với Diệp Trung Lâm tất cả những gì đã xảy ra. Ngài Lâm, dựa vào năng lực của tôi thì không nào thể liên lạc được với nhà họ Diệp ở Kinh Thành, nên chỉ có thể đem người tới chỗ của ngài. Gia Cát Thanh nói. Diệp Trung Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, thằng con hoang đó đã lớn mạnh đến mức này rồi sao? Diệp Văn Tùng bị nó giết rồi. Diệp Văn Tùng là cao thủ được nhà họ Diệp ở Kinh Thành phái xuống trấn giữ phía Nam. Chỉ cần duy nhất một người, đủ thấy được anh ta mạnh cỡ nào. Đúng vậy, ai mà ngờ một đứa con hoang mà lại mạnh đến như vậy. Gia Cát Thanh rất phiền muộn. Dù sao thì danh tiếng của khách sạn Hòa Bình đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì danh dự của nhà họ Diệp, hai mẹ con này nhất định phải chết. Nếu để cho người ngoài biết được họ còn sống, thì nhà họ Diệp của tôi không gánh nổi người này. Tất cả những chuyện này không cần phải báo cho nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Một đứa con hoang không đủ tư cách để họ phải chú ý. Tôi giải quyết là được rồi. Diệp Trung Lâm lắc hai viên dạ minh châu, hét về phía cửa, lập tức chuẩn bị nhân lực, theo tôi đi Giang Nam tiêu diệt hai mẹ con Chí Oánh. Hả, ngài Diệp, ngài muốn đích thân đi. Gia Cát Thanh kinh ngạc nói. Vốn tưởng Gia Cát Thanh sẽ phái đại một vị cao thủ nào đó đến giết mẹ con Diệp Quân Lâm. Không ngờ vị chủ dòng tộc này lại muốn tự mình ra tay. Ngài Diệp. Ngài kiêng kỵ Diệp Quân Lâm đến như vậy sao? Gia Cát Thanh kinh ngạc nói. Diệp Trung Lâm cười nói, không, không, không,
nó còn lâu mới đủ tư cách để cho tôi phải chú ý. Chứ đừng nói đến tư cách để tôi phải đích thân tới xử lý nó. Gia Cát Thành cũng là người thông minh, lập tức nói, hẳn là ngài Diệp đến Giang Nam là vì có chuyện gì khác. Đúng, đúng vậy, lúc trước, tôi được nghe nói chiến thần Côn Luân cùng bộ ngũ kiêu hùng trở về Giang Nam. Thực ra tôi đã có ý định đi từ lâu, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tình cờ xảy ra chuyện này nên đi luôn. Diệp Trung Lâm nói, chẳng lẽ ngài Lâm có quan hệ sâu xa gì với chiến thần Côn Luân? Gia Cát Thanh hỏi, đúng vậy, chiến vương Nam Phương dưới trướng của chiến thần Côn Luân là đại ân nhân của nhà họ Diệp tại kinh thành của chúng tôi. 3 năm trước, nếu không có ngài ấy, chỉ sợ là ông tôi đã phải an táng ở nước ngoài. Diệp Trung Lâm thở dài. Năm đó, ông ấy đã đưa các thành viên quan trọng của gia tộc họ Diệp ở kinh thành đi tham gia hợp tác. Kết quả là họ bị mai phục, suýt chút nữa đã bị tiêu diệt hoàn toàn. May mà Nam Phương đã cứu được bọn họ. Nhà họ Diệp ở kinh thành cũng coi Nam Phương là một ân nhân lớn. Gia Cát Thanh cười nói, thì ra là thế. Vừa hay ngài có thể nhân cơ hội này đi gặp chiến thần Côn Luân. Ngài ấy có thể không gặp những người khác, nhưng nếu ngài đi, ngài ấy nhất định sẽ gặp. Tôi cũng đang có ý này. Từ lâu tôi đã muốn chiêm ngưỡng chiến thần Côn Luân, nghe nói còn cùng họ với tôi. Tôi đang nghĩ không biết có phải chiến thần Côn Luân đến từ nhà họ Diệp ở kinh thành không. Vì nghe nói chiến thần Côn Luân họ Diệp, nên Diệp Trung Lâm đã có suy đoán này. Ông ta còn từng kiểm tra hồ sơ. Tuy nhiên, hồ sơ của chiến thần Côn Luân là hồ sơ bảo mật cấp SSSSS5S, còn cao hơn cả nhà họ Diệp ở kinh thành một cấp. Không thể tìm ra. Gia Cát Thanh lập tức nói hùa theo, đúng, 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 rất có thể. Họ Diệp, có thể trở thành chiến thần Côn Luân, e rằng chỉ có gia tộc họ Diệp đê nhất mà thôi. Tôi nghĩ chắc là vậy. Nhà họ Diệp thiên tài nhiều như mây. Có thể trở thành chiến thần 5 sao duy nhất khi mới chỉ hơn 20 tuổi, rất có thể là như vậy. Theo quan điểm của Diệp Trung Lâm, chuyện này có xác suất rất lớn. Mà nói, không phải thằng nhóc kia cũng có chút lợi hại sao? Mấy người nhớ mang thêm nhiều nhân lực một chút, dẫn theo vài vị cao thủ đường môn. Diệp Trung Lâm ra lệnh. Vừa nghe có cao thủ đường môn sắp đến, Gia Cát Thanh lập tức mỉm cười. Đường môn đã lưu truyền từ rất lâu. Nhà họ Đường là một gia tộc lớn đã lâu đời, lấy ám khí làm võ công, vang danh khắp thiên hạ. Ngay cả đến bây giờ, đường môn cũng thật sự vẫn còn tồn tại. Chỉ là ở nơi xa xôi hẻo lánh, người bình thường hoàn toàn không thể biết đến. Ở đó vẫn có vô số cao thủ. Đặc biệt được sử dụng bởi các gia tộc lớn ở kinh thành. Trong đó, nhà họ Diệp sở hữu số lượng cao thủ đường môn nhiều nhất và mạnh nhất. Nghe nói cao thủ đường môn giết người trong vô hình. Vì vậy, Gia Cát Thanh cảm thấy an tâm. Cho dù Diệp Quân Lâm có mạnh đến đâu, gặp phải cao thủ đường môn thì cũng chỉ có nước ngỏm củ tỏi mà thôi. Chẳng bao lâu, nhà họ Diệp ở kinh thành đã sẵn sàng tiến vào Giang Nam ngay trong hôm sau. Nghe bảo hoàng tộc họ Diệp ở kinh thành đang đến. Những dòng họ nổi tiếng ở Giang Nam, thậm chí cả những dòng họ ở những nơi láng giềng cũng nháo nhào đến chào đón. Ngay cả 10 gia tộc lớn nhất Hải Phòng, đứng đầu là nhà họ Cố, cũng chạy đến Giang Nam để nghênh đón. Các gia tộc lớn cử hành nghi thức hoan nghênh. Cờ và biểu ngữ đầy màu sắc được treo khắp phố. Đây chính là quyền lực của hoàng tộc. Khi nghe tin hoàng tộc họ Diệp sắp tới, hàng trăm gia tộc cùng đến bái kiến. Mặc dù là nghĩa tộc hoàng gia, nhưng cũng chỉ là một nhánh nhỏ của nhà họ Diệp ở kinh thành mà thôi. Nếu thật sự là người nhà họ Diệp ở kinh thành tới, e rằng sẽ có cả vạn gia tộc đến bái. Đây mới là gia tộc đệ nhất Lạc Việt, đứng đầu vạn tộc. Lúc này, có rất nhiều người quỳ xuống hai bên đường để cúng bái. Đây là nghi thức chào đón của họ, sự tôn trọng dành cho hoàng tộc họ Diệp. Ngồi trên xe, Diệp Trung Lâm nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, rất hài lòng. Cũng không tệ lắm. Nhìn xem, đây chính là uy danh của nhà họ Diệp. Mọi người chỉ cần nghe đến danh tiếng cửa nhà họ Diệp thôi là đã lập tức quỳ xuống đất mà lạy. Ngay sau đó, Diệp Trung Lâm lại nói, bởi vì nhà họ Diệp rất quyền lực, nổi tiếng trong và ngoài nước. Vì vậy, một khi công chúng biết rằng người thừa kế của nhà họ Diệp ở kinh thành có một đứa con hoang với mối tình đầu ở đây, sẽ đem lại bao nhiêu sự sỉ nhục và tổn thất đến cho nhà họ Diệp cơ chứ. Cho nên, hai người này nhất định phải biến mất, chỉ cần bọn họ biến mất,
sẽ không còn bất kỳ tai họa tiềm tàng nào. Đáy mắt Diệp Trung Lâm tràn đầy sát khí. Ba, lát nữa chúng ta đi đâu trước? Giết mẹ con Diệp Quân Lâm hay đi tìm chiến thần Côn Luân? Con trai cả của Diệp Trung Lâm là Diệp Hiểu Long hỏi. Tất nhiên là đi gặp chiến thần Côn Luân rồi. Cái thứ con hoang đó có tư cách gì mà so sánh với chiến thần Côn Luân? Diệp Trung Lâm hừ lạnh một tiếng. Diệp Hiểu Long bị dọa run cả người, lập tức nói, thưa ba, là lỗi của con không phân biệt được cái nào cần thiết cái nào không cần thiết, Diệp Quân Lâm chỉ như con kiến, có thể nghiền chết bất cứ lúc nào. Diệp Trung Lâm nói một cách phẫn bộ, phải như thế chứ, không nên vì anh ta giết được Diệp Văn Tùng mà phải e đè, xem trọng anh ta. Diệp Văn Tùng cùng lắm cũng chỉ là một đứa người ở. Các anh quá làm mất mặt họ Diệp ở Sapa nhà ta. Người trẻ nhà họ Diệp ở Sapa đều cúi đầu, giống như bọn trẻ con phạm lỗi. Họ cũng cảm thấy mất mặt, thế mà lại xem trọng một kẻ tùy tiện như vậy. Loại tùy tiện này không xứng để chúng ta nhìn, anh ta không có tư cách. Cháu cưng của Diệp Trung Lâm, Diệp Vân Phi lạnh lùng nói. Lúc này Diệp Trung Lâm mới gật đầu hài lòng, thế mới là con trai nhà họ Diệp ở Sapa chứ, học tập đi. Để cho một đứa con hoang dọa cho, nếu truyền đến tai nhà họ Diệp ở Kinh Thành, ông hổ thẹn chết mất. Ông chủ, đã tìm ra nơi ở của Nam Phương Chiến Vương, bây giờ chúng tôi sẽ đến đó luôn. Quản gia nói, được, nhanh lên, tôi không chờ nổi nữa rồi. Diệp Trung Lâm cười nói, chẳng mấy chốc, đoàn người nhà họ Diệp đã đến trụ sở trong chiến khu. Diệp Quân Lâm đã đẹp rồi, nhưng bọn hỏi thì không đẹp nổi. Bên ngoài có tiếng động mạnh, thu hút sự chú ý của nhóm người Tây Phương. Bọn họ còn tưởng có người đến gây sự. Mãi người đằng đằng sát khí đi ra. Đến làm gì đấy? Muốn gây sự à? Trung Phương đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Bởi vì hắn nhìn thấy trong đoàn người có không ít cao thủ. Thực sự toàn là tuyệt đỉnh cao thủ. Đa phần là mạnh hơn Diệp Văn Tùng. Đã lâu lắm rồi không được thấy nhiều cao thủ như vậy. Trung Phương cười nói, thiếu tướng Nam Phương là ân nhân của nhà họ Diệp ở Sapa chúng tôi, cuối cùng cũng được gặp ngài rồi. Với sự dìu dắt của con cháu Diệp Trung Lâm đi đến trước mặt Nam Phương, quỳ một chân nói. Những người con cháu khác, như Diệp Vân Phi cũng quỳ rạp dưới đất. Toàn bộ gia đình họ Diệp ở Sapa bái kiến ân nhân, thiếu tướng Nam Phương. Toàn bộ gia đình họ Diệp ở Sapa cảm kích tận đáy lòng. Năm đó, nếu không có Nam Phương thì giờ này không có nhà họ Diệp ở Sapa rồi. Gia Cát Thành đứng một bên nhìn, ngạc nhiên một lúc. Hoàng tộc nhà họ Diệp ở Sapa mạnh đến mức trăm tộc đều đến quỳ bái, lại quỳ trước mặt ngũ đại chiến vương, không hề có chút tôn nghiêm nào. Càng không nói đến chiến thần Côn Luân. Thực sự là điều không ai tưởng tượng nổi. Là ông ư, Diệp Trung Lâm, đúng là lâu lắm rồi không gặp, 3 năm rồi đúng không? Nam Phương vội vàng đỡ Diệp Trung Lâm đứng lên. Người nhà họ Diệp vui mừng khôn xiết. Thiếu tướng Nam Phương còn nhớ đến bọn họ. Thiếu tướng Nam Phương, nghe nói ngài ở Giang Nam, tôi vội vàng tìm đến ngay. Những vị này là... Diệp Trung Lâm nói liền một mạch không dừng. Nào lại đây, giới thiệu với mọi người, đây là Tây Phương, Trung Phương, Bắc Phương. Nam Phương giới thiệu với Diệp Trung Lâm từng người một. Diệp Trung Lâm cúi người, vừa bắt tay vừa xung xoe. Đây chính là tứ đại chiến vương đấy. 5 người này bao nhiêu năm qua đều đi theo chiến thần Côn Luân. Ở chiến trường hải ngoại lập được bao chiến công lẫy lừng. Lần này thế mà lại đã quen hết được tất cả. Thực sự là chuyện vui lớn. Ngại gì việc ông ta là người đứng đầu hoàng tộc, cũng phải cần có những người như thế này để làm bình phong. Vị trí của 5 người này, đừng nói là ông ta, kể cả người đứng đầu gia đình họ Diệp ở Kinh Thành cũng phải coi trọng. Nếu bọn họ đến trước cửa rồi thì cũng phải ngoan ngoãn mời vào. Không biết tôi có cơ hội gặp chiến thần Côn Luân không? Mặt Diệp Trung Lâm đầy vẻ ước ao. Toàn bộ gia đình họ Diệp ở Sapa đều vô cùng mong đợi. Nam Phương cười nói, được chứ, chiến thần rất dễ gần. Thật ư? Mặt Diệp Trung Lâm đầy phấn khích. Con cháu của ông ta cũng gieo hò vui sướng theo. Được tận mắt nhìn thấy chiến thần Côn Luân, e là ước mong của mỗi gia tộc lớn. Nam Phương bỗng nghĩ ra điều gì đó, không nhịn được hỏi, ông Diệp ngàn dặm đường xa đến Giang Nam, chắc là còn có việc gì khác đúng không? Diệp Trung Lâm cười cười, việc lớn chính là đến gặp mặt thiếu tướng Nam Phương, nhưng cũng nhân tiện làm một số việc nhỏ. Việc nhỏ đến chừng nào?
mặt Nam Phương đầy vẻ tò mò. Diệp Trung Lâm có đôi phần ngại ngùng nói, xử lý một tên phản đồ nhà họ Diệp thôi mà, không có gì to tát. Để thiếu tướng Nam Phương và các vị chiến vương chê cười rồi. Mấy người Nam Phương không để ý. Sau đó, Nam Phương mời Diệp Trung Lâm vào nhà. Người nhà họ Diệp được tiếp đón thì có chút lo sợ. Trên thế gian này có mấy ai được ngũ đại chiến vương đích thân mời vào nhà. Một bên khác, hiện tại, Diệp Quân Lâm đang sống với mẹ. Nơi ở của Trí Oánh xem như yên tâm. Nhưng trong lòng bà vẫn cứ buồn rầu. Diệp Văn Tùng giết mẹ con bà không thành, chắc chắn sẽ còn người khác tới. Thực sự trốn không thoát được, trừ khi mẹ con họ chết rồi. Chị Oánh, tôi vừa nghe có người nói, người của nhà họ Diệp ở Sapa đến rồi, nghe nói những gia tộc lớn ở đây đều đến đón tiếp, đứng chật cả 10 dặm đường rồi. Lại còn cùng họ với ông Diệp, có khi nào có quan hệ gì không? Dì Trương vừa đi chợ về nói. Sao cơ, hoàng tộc họ Diệp. Nghe thấy thế, tim Chí Oánh đập dồn dập. Điều gì phải đến cuối cùng cũng đến rồi. Con bà có mạnh đến mấy, đứng đầu Giang Nam thì sao chứ? Ở trước mặt hoàng tộc họ Diệp thì vẫn chỉ là một con kiến. Còn chưa kể đến con quái vật khổng lồ ở sau lưng đứng đầu vạn tộc là họ Diệp ở Kinh Thành. Nhưng trên mặt bà thấy rõ sự kiên định. Cho dù thế nào đi nữa cũng phải đảm bảo vệ toàn cho Diệp Quân Lâm. Tuyệt đối không để nó bị hại. Buổi tối, Diệp Trung Lâm rời khỏi trụ sở trong chiến khu. Ông Diệp, không có vấn đề gì, ngày mai chiến thần nhà chúng tôi sẽ gặp ông. Nam Phương đảm bảo. Tốt quá, tôi cũng đã chuẩn bị quà cho chiến thần Côn Luân và mẹ ngài rồi. Mong rằng chiến thần Côn Luân sẽ vui lòng nhận lấy. Diệp Trung Lâm vừa nghe thấy mẹ của chiến thần Côn Luân cũng ở đây thì lập tức sai người đi Sapa chọn mua quà tặng. Trước ngày mai là có thể đến rồi. Ông Lâm chu đáo quát. Nam Phương cười cười nói. Về Sơn Trang để chuẩn bị trước mọi thứ. Tìm ra mẹ con cậu ta ở đâu chưa? Diệp Trung Lâm hỏi. Thưa ông, tìm ra rồi ạ, ở ngay gần đây. Tất cả đều nằm trong tay chúng ta. Diệp Hiểu Long nói. Tốt, không vội, theo dõi chúng là được. Chờ ngày mai, gặp được chiến thần Côn Luân xong, trước khi về Sapa một ngày, chúng ta sẽ xử lý chúng. Vẻ mặt của Diệp Trung Lâm trở nên nghiêm nghị, nhìn chằm chằm con trai mà hỏi, sao thế, các người lại bắt đầu coi trọng đồ bỏ đi đó ư? Diệp Trung Lâm hoàn toàn không xem Diệp Quân Lâm ra gì. Trong mắt ông ta, cũng chỉ là một con kiến dẫm cái là chết. Con cháu của ông ta sao lại đi coi trọng anh? Xem anh như một mối nguy tiềm tàng. Loại người tâm thường này làm sao đủ tư cách? Thân là con cháu Diệp Trung Lâm ta mà lại chỉ như thế thôi sao? Ta đã nói là tiện tay giải quyết, không hiểu tiện tay giải quyết là gì à hai? Diệp Trung Lâm giận dữ nói. Vâng thưa ba, ba dạy bảo rất đúng. Chỉ một Diệp Quân Lâm, đối với họ Diệp ở Sapa, chỉ như con kiến. Diệp Hiểu Long nói một mạch. Ừ, thế còn được, tất cả tập trung chuẩn bị cho việc ngày mai gặp chiến thần Côn Luân đi. Diệp Trung Lâm dặn dò. Sáng sớm ngày hôm sau, Chị Oánh thức dậy làm bữa sáng cho Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm. Cuộc sống hạnh phúc thế này, bà cũng không biết còn tiếp tục được bao lâu. Thôi thì cứ tận hưởng từng ngày nếu có thể. Lúc Lý Tử Nhiệm ăn sáng, hỏi, sáng nay anh bận à? Ừ, nghe nói có người muốn gặp anh phải đi một lúc. Diệp Quân Lâm không biết Nam Phương nói đến ai. Dù sao cũng để anh gặp mặt một lần, cho Nam Phương mặt mũi. Được, buổi tối đợi anh về, em thương lượng với anh chuyện này. Khi Lý Tử Nhiệm nói lời này, trên gương mặt cô hiện ra chút thẹn thùng. Được, không thành vấn đề. Ở bên kia, quà của nhà họ Diệp từ Sapa đã được chuyển đến. Quà chia làm 3 phần, đặt trong 3 hộp gỗ tỉnh xảo. Diệp Trung Lâm kiểm tra xong, nở một nụ cười hài lòng. Toàn bộ nhà họ Diệp sửa sang quần áo lại xong rồi cùng nhau đi đến trụ sở quân khu. Vì để biểu thị lòng tôn kính, toàn bộ mọi người đều đi bộ. Sau khi các gia tộc lớn trong vùng biết được, không khỏi kinh ngạc. Buổi sáng, Diệp Trung Lâm đưa theo cả con cháu đi vào trụ sở quân khu. Ông Diệp, đại ca nhà chúng tôi một lát nữa mới đến, ông ngồi chờ chút nhé. Nam Phương nói. Ha ha ha, ngồi chờ chiến thần Côn Luân là vinh dự của chúng tôi. Diệp Trung Lâm cười to nói. Diệp Hiểu Long cũng nói theo, đúng thế. Thử hỏi thiên hạ này,
mấy ai có thể ngồi đợi chiến thần Côn Luân cơ chứ? Vậy thì quả thật chẳng có mấy, ít ra tôi chưa từng nghe nói. Đối với Diệp Trung Lâm và nhà họ Diệp ở Sapa mà nói, chờ đợi Diệp Quân Lâm là vinh hạnh tối cao. Đừng nói mấy chục phút, chờ 10 ngày nửa tháng thì cũng có gì chứ. Việc này mà chuyên gia ngoài nói không chừng sẽ trở thành một giai thoại nữa đấy. Khoảng chừng một tiếng sau, Diệp Quân Lâm đến. Vừa nhìn thấy Diệp Quân Lâm, cả đám Diệp Trung Lâm sợ ngây người. Đầu tiên, Diệp Quân Lâm trẻ tuổi đến vậy ư. Thứ hai, trông anh cũng bình thường thôi mà. Diệp Quân Lâm mặc đồ rất bình thường, nếu không tản mát ra khí thế thì chẳng khác gì một người bình thường. Anh là chiến thần Côn Luân ư. Chiến thần. Nhìn năm người Nam Phương đồng thanh hô, cả đám Diệp Trung Lâm mới tin đây thực sự là chiến thần Côn Luân. Là bọn họ muốn đến gặp tôi. Diệp Quân Lâm hỏi. Bái kiến chiến thần Côn Luân. Diệp Trung Lâm cùng đám con cháu cùng lúc quỳ gối trước mặt Diệp Quân Lâm. Đại ca, giới thiệu với anh, đây là gia chủ Diệp Trung Lâm của nhà họ Diệp ở Sapa. Có cùng cội nguồn với tôi. Nam Phương giới thiệu. Nhà họ Diệp ở Sapa sao? Khóe miệng của Diệp Quân Lâm xẹt qua một chút lạnh nhạt. Đúng thế, chiến thần, tôi là gia chủ của nhà họ Diệp ở Sapa, Diệp Trung Lâm. Diệp Trung Lâm quỳ rạp trên đất, không nhịn được hỏi, ngươi nói chiến thần cùng họ với chúng tôi. Diệp Quân Lâm gật đầu, ừ, đúng vậy, tôi họ Diệp. Ôi! Ngay lập tức, Diệp Trung Lâm và đám con cháu thở dài nhẹ nhõm. Sau khi xác nhận chuyện này, bọn họ vô cùng phấn khích. Họ Diệp, có thể vĩ đại đến thế, trở thành chiến thần Côn Luân. Cũng xem như có họ họ hàng với bọn họ. Chuyện tốt như thế không kích động được sao? Ít hầu của Diệp Trung Lâm hơi chuyển động, mạnh mẽ nuốt, nước miếng, nét mặt mong đợi hỏi, chiến thần, kẻ hèn này có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không? Nói. Diệp Trung Lâm nói. Nếu kẻ hèn đoán không sai, xuất thân của chiến thần ngài đây là từ nhà họ Diệp ở Kinh Thành phải không? Chắc chắn ngài là một trong vài vị thiên tài đứng đầu của nhà họ Diệp ở Kinh Thành rồi. Họ Diệp, có thể trở thành chiến thần Côn Luân, tôi chỉ có thể nghĩ đến nhà họ Diệp ở Kinh Thành mà thôi. Diệp Trung Lâm nói là đoán, nhưng thật ra vô cùng khẳng định. Toàn bộ họ Diệp ở Sapa đều đang mong đợi Diệp Quân Lâm trả lời. Nếu đúng thì với bọn họ cũng có nhiều chỗ tốt. Bọn họ chỉ là chỉ thứ, chỗ dựa sau lưng chính là nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Huống chỉ tạo mối quan hệ tốt với chiến thân Côn Luân trước. Tương lai sẽ có vô vàn lợi ích đấy. Cùng nguồn gốc với họ Diệp ở Kinh Thành. Ha ha, bọn họ không xứng. Chỉ là một câu kế tiếp của Diệp Quân Lâm đã khiến toàn bộ trái tim người nhà họ Diệp ở Sapa đóng băng như rơi xuống đáy vực. Không liên quan đến nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Sao có thể? Ngoại trừ nhà họ Diệp ở Kinh Thành thì ai có thể bồi dưỡng ra chiến thần Côn Luân? Bọn họ không nghĩ ra được. Mấy gia tộc lớn họ Diệp ở Đông Bắc, Tây Bắc và Nam Bộ, quá lắm thì cũng chỉ giống như họ Diệp Sapa bọn họ, là dòng họ cấp hoàng tộc mà thôi. Nhưng thực lực tuyệt đối không đủ để bồi dưỡng ra chiến thần của một quốc gia. Hả, không phải nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Sao có thể, dòng họ Diệp ở nơi khác có thể bồi dưỡng ra chiến thần? Tôi không tin. Trong mắt Diệp Trung Lâm và con cháu tràn đầy không thể tin. Nếu nói những người khác có thể bồi dưỡng ra, bọn họ không tin. Vậy thì các người đã sai rồi, đại ca là bắt đầu làm nên từ một người binh lính nhỏ cho đến bây giờ. Vị trí chiến thần vẫn là do ngài ấy từng bước đi lên, không có bất kỳ liên quan gì đến việc do ai bồi dưỡng. Nam Phương vội vàng nói. Diệp Quân Lâm liếc mắt nhìn mấy người Diệp Trung Lâm một cái, nói, nghe cho rõ, tôi không có liên quan đến bất kỳ gia tộc họ Diệp nào, đặc biệt không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Nghe được câu trả lời khẳng định của Diệp Quân Lâm, nhóm người Diệp Trung Lâm chấn động vô cùng, sôi nổi hít vào một hơi khí lạnh. Người xuất thân bình thường cũng có thể làm được chiến thần của Lạc Việt. Sao có thể? Trong những gia tộc giàu có, danh vọng cao thì vẫn luôn tin tưởng vững chắc vào suy nghĩ nhà nghèo không thể nuôi dưỡng ra được người tài. Trong suy nghĩ của họ, bạn cùng lứa tuổi, một xuất thân nhà nghèo, một xuất thân quý tộc, hoàn cảnh giáo dục không giống nhau, các phương diện tài nguyên và quan hệ cũng đều không giống nhau. Xuất thân nhà nghèo sẽ tuyệt đối không so được với con em quý tộc. Cho dù con cháu nhà nghèo có khả năng vươn lên cũng sẽ bị vùi dập mà thôi.
cho nên nghe nói đến việc Diệp Quân Lâm có xuất thân nhà nghèo lại trở thành chiến thần của một quốc gia. Bọn họ không tin nổi, được rồi, đứng lên đi, Diệp Quân Lâm nói. Cảm ơn chiến thần, nhóm người Diệp Trung Lâm lần lượt đứng dậy, đi theo Diệp Quân Lâm vào trong phòng. Các người là chi thứ của nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng, không sai. Diệp Quân Lâm cười cười đầy vẻ sâu xa, các người đến Giang Nam, e là còn có một việc khác nhỉ. Diệp Quân Lâm vừa nói xong lời này, không khí trong phòng đều ngưng tụ lại. Mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Quân Lâm. Đến cả Nam Phương cũng đều nhìn anh với vẻ không tin nổi. Sao anh có thể biết được? Sắc mặt Diệp Trung Lâm biến ảo khôn lường, tâm trạng hỗn loạn. Hai mắt tràn ngập vẻ khó mà tin được. Bùm! Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều trợn tròn mắt. Nhưng bọn họ đều biết chiến thần đang nhắc đến chuyện gì. Nhất định chính là chuyện giết hai mẹ con Chí Oánh. Diệp Trung Lâm hít sâu một hơi. Ông ta nghĩ thầm trong lòng, chuyện này bị truyền đi nhanh như vậy sao? Đến cả chiến thần Côn Luân cũng biết về chuyện của tiện nhân này và đứa con hoang kia. Quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm mà. Chiến thần Côn Luân đã biết, chỉ sợ tiếp sau sẽ có càng nhiều người biết hơn. Đến lúc đó nhà họ Diệp ở Kinh Thành sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Lạc Việt. Ngay cả danh dự của nhà họ Diệp ở Sapa bọn họ cũng sẽ bị tổn hại theo. Rồi bọn họ sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Vì để đề phòng tình huống như vậy xảy ra, cần phải sớm giết chết hai mẹ con Diệp Quân Lâm. Diệt trừ tai họa tận gốc. Vốn dĩ Diệp Trung Lâm còn định sẽ ra tay vào đêm trước ngày rời khỏi đây. Hiện tại e là đêm dài lắm mộng. Đêm nay lập tức ra tay giết chết hai mẹ con Diệp Quân Lâm. Diệp Trung Lâm nhìn Diệp Quân Lâm. Xấu hổ nói, đúng, không sai, còn có một việc khác, giải quyết một kẻ phản bội trong dòng họ. Diệp Quân Lâm nở nụ cười. Khóe môi anh cười càng ngày càng tươi hơn, nụ cười của anh còn mang một theo ẩn ý nào đó. Đúng là bọn chúng được phái tới để giết anh mà. Chắc chắn mục đích của những người này khi đã đến đây sẽ không đơn giản mà. Kẻ phản bội gia tộc sao? Tôi nghe nói những người được chọn đến đây đều là những người có thực lực. Mấy người phải chọn những người có thực lực tốt một chút. Diệp Quân Lâm cười nói. Diệp Trung Lâm cùng đám con cháu đều nói một cách khẳng định chiến thần Côn Luân biết tất cả mọi chuyện. Ngay cả người đàn bà đê tiện như Chí Oánh mà ngài ấy cũng biết đấy. Sợ là người phụ nữ đê tiện kia đang cười như điên rồi bọn họ đã bị bà cười chế giễu. Đã làm phiền đến chiến thần Côn Luân rồi, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giải quyết được tên phản bội gia tộc này. Đôi mắt Diệp Trung Lâm hiện lên sự tàn nhẫn. Chà, tốt. Tôi sẽ chờ tin tức của anh. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Hả, hai mắt Diệp Trung Lâm sáng lên. Chẳng lẽ chiến thần Côn Luân cũng ghét bỏ người đàn bà đê tiện kia và tên làm mất hết mặt mũi kia? Đúng, chắc chắn như vậy. Dù sao chiến thần Côn Luân cũng là người nhà họ Diệp mà. Một dòng họ để xảy ra chuyện bê bối lớn như vậy, sắc mặt của chiến thần Côn Luân chắc chắn không tốt rồi. Bất kể có xảy ra chuyện gì, không thể giữ lại hai người kia được. Tự bản thân Diệp Trung Lâm muốn giám sát quá trình giết chết hai người này. Đúng rồi, chiến thần Côn Luân, nhà họ Diệp chúng tôi có chuẩn bị chút quà mọn cho mẹ cùng vợ ngài, hy vọng ngài có thể nhận giúp gia đình chúng tôi. Diệp Trung Lâm vung tay lên. Đám con cháu vội vàng đưa lễ vật lên. Cái này là có ý gì vậy? Diệp Quân Lâm có vài phần hơi tức giận. Nam Phương vội vàng nói, ông chủ, anh hãy nhận đi ạ. Ông Lâm cũng không có ý gì khác. Diệp Quân Lâm cười cười. Anh không thể nhận quà của người khác mà cũng không thể nhận chúng. Nhưng mà người nhà họ Diệp đưa quà sao có thể không nhận được cơ chứ? Hơn nữa, bọn họ đến đây để giết bản thân anh mà. Tại sao có thể không nhận được cơ chứ? Được. Diệp Quân Lâm đồng ý. Diệp Trung Lâm vui vẻ, lần lượt mở từng hộp quà ra. Trong chiếc hộp đầu tiên là một bộ giáp lụa vàng được làm bằng kim loại đặc biệt. Chiến thần Côn Luân, đây là bộ giáp được chế tạo đặc biệt bằng tơ lụa vàng, mang theo phong cách cổ đại lẫn với công nghệ hiện đại. Đặc điểm lớn nhất là nó có thể đỡ đòn kiếm, thậm chí cả đạn, có thể chịu được nhiệt độ cao, dễ sử dụng hơn nhiều so với áo giáp. So với áo chống đạn thì dùng tốt hơn. Tôi lo lắng đến việc bạn phải chiến đấu trên chiến trường, món quà đặc biệt này dành tặng cho ngài. Diệp Trung Lâm nói. Diệp Quân Lâm cầm lấy áo giáp giơ lên nhìn. Đúng thật, đây là một thứ tốt. Ồ,
tôi rất thích nó. Cả người Diệp Trung Lâm càng kích động hơn, vội vàng mở hộp thứ ba ra, bên trong là một hồng sâm rừng đỏ như máu. Chiến thần Côn Luân, đây là hồng sâm rừng quà tôi dành cho mẹ của ngài. Tác dụng của hồng sâm không cần tôi phải nói nhiều, hồng sâm có tác dụng rất tốt đối với cơ thể. Được, tôi sẽ nhận thay bà ấy. Diệp Trung Lâm cố gắng đè nén lại sự hưng phấn, mở tiếp hòm thứ ba ra rồi nói, đây là một khối ngọc bội, tôi muốn tặng cho vợ của chiến thần. Còn có, tôi hy vọng chiến thần có thể gửi lời hỏi thăm của tôi đến hai vị trong nhà. Diệp Quân Lâm vui vẻ nhận quà, cười cười nói, chà, không tệ. Tôi rất thích món quà mà anh đã tặng. Vậy không còn chuyện gì thì tôi phải đi trước đây. Chúc anh diệt trừ kẻ phản bội nhà họ Diệp thành công. Khóe miệng Diệp Quân Lâm rất nhanh đã xẹt qua nụ cười quỷ dị, cười nói. Chiến thần Côn Luân không chỉ nhận quà nhà họ Diệp tặng mà còn nói chúc họ thành công diệt trừ kẻ phản bội. Khiến cho người cho mọi người trong nhà họ Diệp vui vẻ vô cùng. Nhà bọn họ thật sự có thể kết giao với chiến thần Côn Luân lại còn thiết lập được mối quan hệ sâu sắc như vậy. Chuyện tương lai khó có thể tưởng tượng được. Chẳng sợ ở trước mặt nhà họ Diệp ở Kinh Thành, bọn họ vẫn có quyền lên tiếng. Vậy chúng tôi không làm phiền thiếu tướng Nam Phương nữa, chúng tôi còn có chuyện khác cần phải làm. Diệp Trung Lâm vui vẻ đi cùng đám con cháu trở về, gã ta cần chuẩn bị thật tốt mọi việc để ban đêm diệt trừ mẹ con Diệp Quân Lâm. Để cho mọi chuyện bắt đầu đúng với kế hoạch đã đề ra, bước đầu tiên anh cần phải lập kế hoạch đã. Ngày mai, mẹ con nhà chị Oánh chắc chắn sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời rồi. Diệp Trung Lâm cười đầy chế nhạo. Diệp Trung Lâm đã chọn được cao thủ. 6 cao thủ đường môn, ai cũng là cao thủ sử dụng ám khí. Ngoài ra còn có 18 cao thủ của nhà họ Diệp, ngăn chặn tất cả, không để cho Diệp Quân Lâm có bất kỳ khả năng chạy trốn nào. Ngoài ra gã ta còn đưa những người khác của nhà họ Diệp ra ngoài xem trận đấu, để đề phòng những tình huống khác có thể xảy ra. Ngay cả chiến thần Côn Luân cũng nói Diệp Quân Lâm cậu rất mạnh, trái lại tối nay Diệp Trung Lâm tôi xem cậu mạnh bao nhiêu. Diệp Trung Lâm rất mong đợi nói. Bên kia, Diệp Quân Lâm mang quà biếu trở trước mắt cây huyết nhân sâm này rất có ích cho mẹ anh, đây nhất định là thứ cần thiết nhất. Hai ngày này, anh còn sai người tìm một số dược liệu tốt, để chữa bệnh cho mẹ anh. Không ngờ đã có người gửi huyết sâm đến. Nếu sử dụng cây huyết sâm này đúng cách, ngoài có thể tiêu trừ một số bệnh dữ, còn có thể bồi bổ khí lực, làm cho mẹ khôi phục sức khỏe, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Nói khoa trương một chút, nó còn có tác dụng làm dịu dung nhan, trẻ hóa làn da của bà. Công hiệu dưỡng sách, làm đẹp tuyệt đối sẽ không kém. Tóm lại, cây huyết nhân sâm này được đưa tới quá đúng lúc rồi. Sau khi Diệp Quân Lâm hỏi thăm Cổ Phong, trực tiếp đưa cây huyết sâm này cho Chí Oánh dùng. Thấy Lý Tử Nhiệm trở lại, Diệp Quân Lâm thuận tay tặng Ngọc Hòa Điền cho cô. Có người tặng quà cho em, ba người chúng ta ai cũng có phần. Diệp Quân Lâm nói, cảm ơn anh. Lý Tử Nhiệm không hiểu nhiều về ngọc lắm, cũng chỉ coi nó như một miếng ngọc bội. Nhưng cô biết mảnh ngọc hòa điền này chắc chắn là cao cấp nhất, có giá trị rất cao, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì cô không biết. Dù sao cũng là ngọc hòa điền nhà họ Diệp thuộc hoàng tộc ở Thiên Phủ tặng, tuyệt đối không phải là loại bình thường. Thông thường để cho người ham hiểu về ngọc nhìn thấy, đoán chừng sẽ kinh ngạc đến mức rớt cằm. Sau này, Lý Tử Nhiệm mới biết giá trị của mảnh ngọc lớn bao nhiêu. Đúng rồi, không phải em còn có việc sao? Diệp Quân Lâm nhớ buổi sáng Lý Tử Nhiệm đã nói qua với anh. Đúng, chúng ta vào trong phòng đi. Lý Tử Nhiệm kéo Diệp Quân Lâm vào phòng ngủ, lén lén lút lút. Việc này làm cho Diệp Quân Lâm rất tò mò. Anh hẳn biết em đã nhận được một hạng mục 100 tỷ đúng không? Lý Tử Nhiệm hỏi. Biết chứ. Diệp Quân Lâm có thể không biết sao? Đây là công ty của anh mà. Em là bà chủ, cứ tùy tiện lấy hạng mục. Đợi sau khi hạng mục thật sự tung ra, giá trị của em cũng sẽ được nâng cao gấp mấy lần, đến lúc đó với giá trị của em, nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh đã không cách nào khống chế em rồi. Còn em thì tự do quyết định chuyện của mình, ví dụ như kết hôn với anh. Lý Tử Nhiệm nói, Diệp Quân Lâm cuối cùng cũng đã biết tại sao cô chủ động muốn hạng mục rồi. Lý Tử Nhiệm nhìn Diệp Quân Lâm một cách nghiêm túc, có điều để phòng ngộ nhỡ. Em quyết định lên 2 lớp bảo hiểm. Để ba mẹ em và bà ngoại bọn họ căn bản không có cơ hội ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chúng ta kết hôn. Không cần vậy đâu,
đến lúc đó anh sẽ giải quyết tất cả. Diệp Quân Lâm định tiết lộ thân phận trong hôn lễ. Chỉ cần anh tiết lộ thân phận, hai nhà Đoàn Trịnh hoàn toàn sẽ không ngăn cản. Lý Tử Nhiệm nhìn anh một cái, nói, không, anh là người em không trông đợi được. Diệp Quân Lâm, mặt anh đầy sự bất lực. Anh biết bây giờ Lý Tử Nhiệm vẫn còn cho rằng anh dựa vào nhà họ Chí kiếm sống. Cho là bản thân anh không có bản lãnh. Càng không có khả năng giải quyết chuyện này. Em quyết định áp dụng một cách, như vậy đảm bảo ổn thỏa, bảo đảm bọn họ không thể nào phản đối. Lý Tử Nhiệm cười thần bí, có điều ngay sau đó cúi đầu xuống, mặt đầy vẻ thẹn thùng. Cách gì, hữu dụng như vậy? Mặt Diệp Quân Lâm đầy sự tò mò. Chúng ta, Lý Tử Nhiệm ấp a ấp úng, ngượng ngùng nói không ra lời. Diệp Quân Lâm sờ đầu một cái, vẻ mặt nghỉ ngờ. Rốt cuộc là cái gì? Tuy Diệp Quân Lâm là chiến thần tung hoành ngang dọc, nhưng về mặt tình cảm thì anh vẫn như tờ giấy trắng. Căn bản đoán không ra ý muốn của Lý Tử Nhiệm. Lý Tử Nhiệm trợn mắt nhìn anh hung tợn nói, anh thật sự là một tên ngốc, ý của em là muốn sinh một đứa con hả? Anh hiểu rồi. Trong nháy mắt Diệp Quân Lâm kịp phản ứng lại. Lý Tử Nhiệm muốn sinh con à? Cách này thật đúng là cách hay. Mang thai sinh con rồi. Bọn họ không nhận cũng phải nhận. Chỉ cần em mang thai, bất kể nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh đều không thể làm gì em. Huống chỉ khi đó giá trị của em đã không phải là cái bọn họ có thể kiểm soát nữa, đến lúc đó hồn nhân của em quyết định. Bất kỳ người nào cũng không ngăn cản được nữa. Lý Tử Nhiệm thở hổn hển nói. Nhưng Diệp Quân Lâm nói, như vậy không tốt đâu. Sao lại không tốt chứ? Có lẽ con người anh này khá truyền thống, luôn muốn cho em điều tốt nhất, cũng dành sự tôn trọng lớn nhất cho em. Chuyện sinh con này anh nghĩ hay là sau khi thật sự kết hôn rồi có con, bây giờ dẫu sao chúng ta cũng ở tình trạng ly hôn, Tử Nhiệm, nếu lúc này em có thai, sẽ ảnh hưởng không tốt đến em, anh không muốn nhìn thấy em chịu những chỉ trích vô cớ. Những năm nay em đã cực khổ đủ rồi, cho nên chuyện sinh con hay là để lại sau khi chúng ta kết hôn rồi hằng nói nhé. Diệp Quân Lâm nói rất nghiêm túc. Nghe Diệp Quân Lâm nói ra những lời này, Lý Tử Nhiệm cũng rất cảm động. Quân Lâm, em không nhìn lầm anh. Như vậy thì tất cả những gì em làm đều là xứng đáng. Anh nghe em đi, chúng ta nhất định phải sinh con. Như thế mới có thể thoát khỏi bọn họ. Trong mắt Lý Tử Nhiệm nước mắt lưng tròng. Diệp Quân Lâm quan tâm cô như thế. Cô chịu khổ một chút cũng không là gì cả. Được, anh nghe em. Diệp Quân Lâm xóa tay, mỉm cười. Có thể sinh một đứa con với Lý Tử Nhiệm luôn là mong muốn của anh. Nhưng 6 năm nay anh đã nợ cô quá nhiều tồi. Anh không dám chủ động. Có điều tối nay không được, anh còn có việc. Diệp Quân Lâm chợt nói. Lát nữa Diệp Trung Lâm xếp mang người đến giết anh. Anh không có tâm trạng này. Ai nói là tối nay? Lý Tử Nhiệm liếc anh một cái. Diệp Quân Lâm cảm thấy cả người nóng lên. Anh lập tức ra bên ngoài biệt thự hóng mát. Anh vừa vung tay lên, góc tối xuất hiện một người. Chiến thần có chuyện gì căn dặn? Đi, rút tất cả người đang phòng không xung quanh khu vực. Bảo người bí mật vào. Chiến thần, đã rõ. Rất nhanh, một chút canh phòng phòng thủ khu vực nghiêm ngặt đã không còn. Tất cả nhân viên đều rút lui. Nếu không làm như vậy Diệp Quân Lâm lo người của Diệp Trung Lâm sẽ không vào được. Vừa đến đêm khuya, Diệp Quân Lâm uống trà, hóng mát ngoài biệt thự. Lúc này Diệp Trung Lâm dẫn mọi người đến bên ngoài biệt thự. Bắt đầu đi, nhất định phải giết mẹ con Chí Oánh. Diệp Trung Lâm ra lệnh một tiếng. Trong chớp mắt, 6 cao thủ Đường Môn và 18 cao thủ nhà họ Diệp nhanh chóng tiến vào trong khu biệt thự. Rất nhanh bọn họ đã biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Trung Lâm lại cử mười mấy cao thủ canh giữ xung quanh khu biệt thự. Xem như là 3 tầng bảo vệ. Để cho mẹ con Diệp Quân Lâm không cách nào thoát khỏi biển lửa. Bọn họ sớm đã tra được chỗ ở của Diệp Quân Lâm. 18 cao thủ nhà họ Diệp chia ra 4 phía, bao vây bất kỳ cửa ra nào của biệt thự, để phòng Diệp Quân Lâm trốn thoát. 6.cao thủ Đường Môn đi ám sát mẹ con Diệp Quân Lâm. Trước cửa biệt thự, Diệp Quân Lâm đang nhìn bộ quần áo mặc trên người. 6 cao thủ Đường Môn cách anh chưa đầy 5 mét. Đó chính là Diệp Quân Lâm. Giết chết hắn. Sau khi cao thủ Đường Môn xác nhận thân phận của Diệp Quân Lâm, bất thình lình đánh ra các chiêu hiểm. Vù vù vù.
Đột nhiên, không trung có một âm thanh kinh hãi truyền đến, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Từng đợt ám khí tạo ra một làn khói trắng bay về hướng Diệp Quân Lâm. Yêu cầu của các cao thủ ám khí lục đại đường môn là bách phát bách trúng. Vì vậy, trong tích tắc, 6 người đã phóng ra hàng trăm ám khí. Nếu như vậy Diệp Quân Lâm nhất định sẽ bị xuyên thủng thành cái sàng thôi. Anh sẽ thương tích đầy mình, sau đó anh chắc chắn sẽ phải chết. Leng keng ồ, leng keng, leng keng, nhưng điều họ không ngờ tới là từng đợt ám khí đánh trúng cơ thể Diệp Quân Lâm lại phả ra các tia lửa, còn bất ngờ phát ra tiếng va chạm của kim loại. Chuyện gì vậy, anh ta có quần áo phòng hộ sao? Tiếp tục tấn công, các cao thủ ám khí của lục đại đường môn phản ứng rất nhanh, bọn họ nhanh chóng phát động đợt tấn công ám khí thứ hai, đợt này càng mãnh liệt hơn đợt trước, không chút ngừng nghỉ. Leng keng. Nhưng ám khí đánh vào cơ thể Diệp Quân Lâm thì vẫn như cũ, không thể xuyên qua được. Hừ, chết rồi, NHT ta đang mặc bộ áo giáp tơ vàng đường môn của chúng ta phải không? Khi có người nhìn rõ bộ quần áo kim loại màu vàng của Diệp Quân Lâm, hắn ta ngạc nhiên hỏi. Không thể nào, anh ta lấy bộ áo giáp tơ vàng đường môn của ta ở đâu được chứ? Quả thật có chút giống nha. Chúng ta thất bại rồi, mau rút lui thôi. Sau một hồi trao đổi, 6 vị cao thủ nhanh chóng rời đi đây. Diệp Quân Lâm nhìn người đã rời đi, anh mỉm cười. Anh phải nói rằng bộ áo giáp tơ vàng này thực sự rất có ích. Ám khí vừa rồi chính là huyền vũ, dù có khổ luyện đến đâu cũng không chống lại được, ít nhiều đều sẽ bị thương. Chúng ta phải biết rằng huyền vũ chính là không thể xuyên thủng, đến cả đạn cũng không thể xuyên thủng. Bộ áo giáp tơ vàng này thực sự rất có ích. Nó còn tốt hơn cả áo chống đạn. 18 vị cao thủ canh giữ bên ngoài biệt thự đột nhiên nhìn thấy 6 vị cao thủ đường môn bỏ chạy, bọn họ không khỏi sửng sốt. Các người tiếp tục canh gác ở đây. Bên ngoài khu biệt thự. Vẻ mặt của Diệp Trung Lâm rất thoải mái, chắc là đã giết chết rồi nhỉ. Tôi rất an tâm về 6 người này. Vào đúng lúc này, lục đại đường môn nhanh chóng rút lui về tới. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhìn bộ dạng họ, Diệp Trung Lâm biết chắc chắn có chuyện rồi. Ông Lâm, việc lớn không xong rồi. Diệp Quân Lâm đang mặc một bộ đồ bảo hộ giống như bộ áo giáp tơ vàng đường môn của chúng tôi. Ám khí của chúng tôi căn bản không thể làm anh ta bị thương. Một, người khác nói, theo tôi, đó chính là bộ áo giáp tơ vàng của đường môn. Cái gì, còn có chuyện như vậy sao? Điều đầu tiên Diệp Trung Lâm và cháu của gã ta nghĩ đến là chiến thần Côn Luân. Vào ban ngày, chính họ đã tặng cho chiến thần Côn Luân một bộ áo giáp tơ vàng. Có điều họ không thể đoán được mối liên hệ giữa Diệp Quân Lâm và chiến thần Côn Luân. Một người là chiến thần hộ quốc của Lạc Việt và một người là tên hèn hạ của nhà họ Diệp. Hai người bọn họ không thể nào so sánh được. Vì vậy, họ sẽ không thể nghĩ đến những chuyện này. Chỉ có thể lý giải rằng Diệp Quân Lâm tình cờ có được một mảnh áo giáp trên người thôi. Người ta luôn không dám nghĩ đến những điều họ sợ. Vì vậy bọn họ cũng tin chắc rằng điều này không phải là sự thật. Vậy thì tên tiểu tử Diệp Quân Lâm kia cũng có chút thực lực, thảo nào chiến thần Côn Luân đã khen ngợi hắn. Hẳn chắc là có thứ gì đó giống như áo giáp mềm trên người có thể ngăn cản việc bị tấn công. Đi thôi, chúng ta tự mình đi xem. Nếu ám sát không thành thì chúng ta đi giết hẳn. Ta xem hắn làm sao có thể chống đỡ được. Sau đó, Diệp Trung Lâm đích thân dẫn các cao thủ cùng nhau tiến về phía trước biệt thự. Họ cùng 18 vị cao thủ canh giữ bên ngoài tụ tập vây quanh biệt thự. Trước cửa biệt thự, Diệp Quân Lâm vẫn đang ngồi nguyên ở đó. Đúng lúc này, trong bóng tối xuất hiện từng đoàn người đang tiến tới. Đại quân của Diệp Trung Lâm đã đến. Diệp Quân Lâm hãy chết đi. Sau ngày hôm nay, nhất định mày sẽ chết mà không còn chỗ chôn. Diệp Trung Lâm ra lệnh, 18 cao thủ đồng thời hành động. Những vị cao thủ này là do nhà họ Diệp bỏ ra số tiền lớn để bồi dưỡng, đây là lần đầu tiên tập hợp bọn họ lại. Bọn họ tin tưởng mình có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Ầm, những chiếc đao dài trên tay bọn họ xê qua từng tia sáng lạnh. Leng keng, Diệp Quân Lâm tùy ý để cho những nhát đao của bọn họ như sấm sét từng đọt giáng xuống thế nhưng tất cả chỉ phát ra một tiếng, căn bản không thể chém xuyên thấu được. Ông Lâm, ngài đã nhìn thấy chưa? Trên người anh ta mặc áo giáp, căn bản không thể chém xuyên qua được. Các vị cao thủ đường môn nhắc nhỏ. Leng keng, leng keng, leng keng, 18 vị cao thủ liên tục tấn công,
nhưng bất kể làm như thế nào cũng không thể chém rách được nó. Ngược lại là vũ khí trong tay bọn họ cũng bị bẻ cong luôn rồi. Áo giáp này rốt cuộc là cái loại áo giáp gì thế? Hiện tại cho dù là áo chống đạn, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng mà chém nát nó. Sao tôi cảm thấy bộ áo giáp hắn đang mặc là bộ áo giáp tơ vàng của Đường Môn nhỉ? Chứ áo giáp bình thường không chống đỡ được lâu như vậy đâu. Diệp Hiểu Long nhỏ giọng nói. Có chút kinh khủng phải không? Diệp Trung Lâm muốn nhìn xem Diệp Quân Lâm rốt cuộc làm sao, thế nhưng khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ. Trong mắt Diệp Quân Lâm, người đang dây dưa với 18 vị cao thủ, đột nhiên ánh mắt anh thay đổi, hiện ra sự lạnh giá. Đến lượt tôi rồi. Phanh. Vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm liền di chuyển. Một cước đá bay một tên. 18 vị cao thủ ở trong tay anh hệt như những tờ giấy nến, không có chút lực chiến đấu nào cả. Rất nhanh, 18 vị cao thủ toàn bộ bị đá bay đi. Chấn động. Vô cùng chấn động. Diệp Trung Lâm là người biết rõ nhất thực. Lực của những người này, 18 người này ít nhất cũng có thể địch lại 10 tên Diệp Văn Tùng. Thế mà đều không phải là đối thủ của anh sao? Giết, giết nó cho tao. Người này bắt buộc phải diệt trừ. Nếu không chính là nỗi ô nhục của hoàng tộc nhà họ Diệp chúng ta. Đến cả chiến thần Côn Luân cũng đã biết chuyện. Hẳn bắt buộc phải chết. Diệp Trung Lâm bắt đầu gấp rồi, phái toàn bộ thủ hạ của gã ta ra, gã ta bắt buộc phải giết được Diệp Quân Lâm. Lập tức, hơn 100 tên cao thủ nhà họ Diệp một đường giết thẳng đến chỗ của Diệp Quân Lâm. Leng keng. Anh để mặc từng nhát đao chém vào người mình. Bất kể tấn công kiểu gì, bộ áo giáp tơ vàng đều có thể chịu được. Thế nhưng cao thủ nhà họ Diệp cũng đã phát hiện ra. Dù bọn họ có chém như thế nào, cũng chỉ có thể chém lên người của Diệp Trung Lâm. Những chỗ như đầu, cổ, bọn họ không cách nào chém đến được. Hơn nữa Diệp Quân Lâm có thể chịu được đòn tấn công của bọn họ, nhưng bọn họ lại không chống đỡ được đòn phản kích của Diệp Quân Lâm. Phanh! Phanh! Diệp Quân Lâm một đường đi thẳng tới, trên mặt đất có không ít người nằm la liệt ở đó. Cuối cùng dọa cho đám cao thủ nhà họ Diệp không ai dám lên. Người này cũng kinh khủng quá rồi. Bọn họ căn bản giết không nổi anh. Thế này thì bảo bọn họ phải làm sao? Thời gian dần trôi qua, Diệp Quân Lâm đã ép sát bọn họ cách nhau chỉ tới 100 mét. Mắt thấy khoảng cách giữa Diệp Quân Lâm và đám người Diệp Trung Lâm chỉ còn không đến 100 mét. Cái này. Đám người Diệp Trung Lâm nhìn một màn trước mắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái đứa con hoang này sao lại có thực lực mạnh đến nhường này chứ? Tại sao bọn họ làm thế nào cũng không chết nổi anh được? Cho dù khoảng cách đã rút ngắn đi, nhưng do ánh đèn lờ mờ, tối tăm, bọn họ vẫn như cũ, không thể nào nhìn rõ được. Giết nó cho tao, mau giết nó cho tao. Diệp Trung Lâm gào lên. Gã ta đã bắt đầu sinh ra một tia sợ hãi rồi. Lúc này Diệp Quân Lâm mới cười nói, bộ áo giáp tơ vàng ông tặng tôi đúng là không tồi chút nào. Mắc điểm trải nghiệm thực chiến đấy. Một câu này như tiếng sấm giữa trời quang, nổ vang bên tai của Diệp Trung Lâm, nhất là lũ con cháu đứng bên cạnh. Âm thanh này thật quen thuộc. Còn cả những lời mà anh vừa nói. Đám người Diệp Trung Lâm vẫn còn chưa hiểu ra. Một lúc sau bọn họ mới phản ứng lại được. Diệp Trung Lâm đem tặng bộ áo giáp tơ vàng cho anh sao? Tặng lúc nào vậy? Nguy rồi. Đến lúc mấy người Diệp Trung Lâm hiểu ra, bọn họ giống như bị sét đánh ngang tai. Đầu Diệp Trung Lâm như muốn nổ tung, con người gã ta cũng muốn rơi ra ngoài rồi. Bộ áo giáp tơ vàng mà gã ta đã tặng đây sao? Không phải là ban ngày gã ta đã đem nó tặng cho chiến thần Côn Luân rồi cơ mà. Lễ nào người đứng trước mặt chính là chiến thần Côn Luân sao? Lúc này, Diệp Quân Lâm đang cách bọn họ rất rất gần. Diệp Trung Lâm cùng với đám con cháu của gã ta toàn bộ đều quay sang nhìn. Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt bọn họ. Đây không phải là chiến thần Côn Luân hay sao? Ban ngày bọn họ vừa mới gặp xong mà. Đến tối lại tiếp tục được gặp. Lại còn gặp mặt theo cái cách ngại ngùng như thế này. Trung Lâm à, áo giáp tơ vàng mà cậu tặng cho tôi không tệ chút nào, tốt hơn nhiều so với đồ chống đạn đó. Tôi vô cùng hài lòng. Diệp Quân Lâm nhìn thẳng vào bọn họ và cười rất vô tư. Vào lúc này, không biết tại sao, Diệp Trung Lâm và những người khác đều cảm thấy tay chân mềm như uốn ra. Phịch, phịch,
từng người bọn họ nối tiếp nhau quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Quân Lâm. Những cao thủ đang bao vây xung quanh Diệp Quân Lâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quỳ xuống đi, các người còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Diệp Trung Lâm hét lớn lên. Phịch, bọn họ cũng đồng loạt quỳ xuống dưới đất. Diệp Quân Lâm cười, các người quỳ xuống làm gì vậy chứ? Mau đến giết tôi đi. Diệp Trung Lâm không phải cậu đến là để giết tôi hay sao? Ngay lúc này, tất cả mọi người trong nhà họ Diệp ở Thiên Phủ đều hiểu ra mọi chuyện rồi. Chiến thần Côn Luân chính là Diệp Quân Lâm. Chẳng trách anh không thừa nhận thân phận của mình ở nhà họ Diệp, càng không thèm ngó ngàng tới nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Chẳng trách anh biết được mục đích đến Giang Nam của bọn họ. Chẳng trách anh nói rằng tên bị ổi đỏ rất lợi hại, bảo Diệp Trung Lâm mang nhiều người đến thì ra Diệp Quân Lâm chính là chiến thần Côn Luân. Bọn họ phát hiện bản thân đã sai thật rồi. Nếu thực sự là một tên con hoang vô dụng thì liệu có thể giết chết được cao thủ Diệp Văn Tùng hay không? Liệu có thể đưa Chí Oánh từ thành phố Thuận Hóa trở về sao? Liệu có thể phá hủy đi tấm bia đá kia sao? Điều khiến bọn họ ngại ngùng nhất chính là, anh biết được rằng bọn họ muốn giết chết mình, nhưng anh vẫn giả nhu giả khờ tiếp tục phối hợp với bọn họ. Ồn ào cả nửa ngày, thì ra đứa con hoang mà bọn họ muốn giết lại chính là chiến thần Côn Luân. Tôi sai rồi, chiến thần Côn Luân chúng tôi thực sự sai rồi, chúng tôi đã phạm phải tội tày trời rồi. Diệp Trung Lâm bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, toàn thân gã ta ướt đẫm, hồn bay phách lạc. Vậy mà bọn họ lại dám giết cả chiến thần Côn Luân. Nếu để các chiến sĩ khác trong thiên hạ nghe được, chỉ e là họ sẽ san bằng cả nhà họ Diệp ở Kinh Thành mất thôi. Điều mà bọn họ phạm phải đều là những sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Các anh không phải là hoàng tộc hay sao? Không phải là huyết mạch cao quý sao? Sao phải quỳ gối trước loại con hoang hèn mọn như ta chứ? Diệp Quân Lâm mỉm cười. Chiến thần Côn Luân, ngài là đấng tối cao, chúng tôi quỳ trước ngài cũng là điều bình thường mà thôi. Diệp Trung Lâm vội vã trả lời. Vậy tức là nói nếu như tôi không có thân phận như thế này, thì đứa con hoang như tôi sẽ vĩnh viễn chỉ để các anh sỉ nhục và giết chết sao? Diệp Quân Lâm đột nhiên cao giọng, khiến cho mấy người Diệp Trung Lâm bị dọa một phen. Các anh tốn nhiều tâm tư như vậy ra sức muốn giết chết tôi và mẹ tôi. Không phải chính bởi vì nghĩ rằng thân phận của mẹ con tôi là hèn mọn, dòng máu này chảy trong người tôi đều là bẩn thỉu hạ đẳng hay sao? Khinh rẻ bọn tôi vì mang đến nỗi ô nhục cho nhà họ Diệp các người. Điều này, Diệp Trung Lâm ngơ người ra, không biết phải trả lời như thế nào. Bọn họ thực sự nghĩ như vậy đó. Con hoang không xứng đáng được sống trên cõi đời này. Sao, chỉ có dòng máu của gia tộc nhà họ Diệp các người là cao quý thôi sao? Từ lúc sinh ra đã ở trên người khác rồi đúng không? Cao quý hơn nhiều so với chúng tôi phải không? Được, vậy tôi hỏi anh bây giờ tôi lấy danh nghĩa là chiến thần Côn Luân đem ra so sánh với các người thì sao nhỉ? Tôi muốn hỏi xem, từ thân phận của một cô nhỉ trở thành chiến thần Côn Luân như ngày hôm nay, nhà họ Diệp các người ai có thể làm được như vậy? Dòng tộc cao quý nhà các người ai có thể làm? Diệp Minh Thiên thì sao? Không phải ông ta chính là người kế thừa của gia tộc cao quý nhà họ Diệp sao? Thân phận của ta so với ông ta thì thế nào nhỉ? Diệp Quân Lâm gần như gào lên. Diệp Trung Lâm lúng túng nói, đó là do chiến thần Côn Luân ngài lợi hại, họ không thể so với ngài. Ông ta nói rất đúng. Cho dù họ Diệp ở Kinh Thành là gia tộc số một, Diệp Minh Thiên có mạnh mẽ đến như thế nào đi nữa? So với chiến thần hộ quốc của Lạc Việt thì vẫn còn kém một chút. Vậy ông ta dựa vào cái gì cho rằng tôi là con hoang? Ông ta có đủ tư cách sao? Nhà họ Diệp có đủ tư cách sao? Diệp Quân Lâm liên tục đặt câu hỏi. Không có, không có, trước mặt ngài, nhà họ Diệp không có tư cách. Diệp Trung Lâm vội vàng nói. Ông ta sợ hãi đến mức cả người run lên. Còn muốn tôi biến mất khỏi thế giới sao? Nhà họ Diệp sợ là không có khả năng này. Diệp Quân Lâm chế nhạo. Được rồi. Các người đưa bao nhiêu người tới tôi đều tiếp được. Bùm, bùm, Diệp Trung Lâm và những người khác lập tức quỳ xuống xin lỗi, chiến thần tha mạng. Cách, tôi sợ máu của các người làm ô uế tay của tôi. Tất nhiên là do nể mặt việc các người đã tặng quà hôm nay. Tôi thích cả ba món quà, nên bù đắp qua lại thôi. Tất cả bọn người Diệp Trung Lâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tánh mạng cũng được bảo vệ hên là hôm nay có tặng quà. Thật may mắn.
các người có thể liên lạc trực tiếp với Diệp Minh Thiên, đúng không? Diệp Quân Lâm đột ngột hỏi. Có thể, có thể. Diệp Trung Lâm trả lời. Được rồi, về nói với Diệp Minh Thiên một tiếng, tôi Diệp Quân Lâm và mẹ tôi đang sống rất tốt. Có lẽ một ngày nào đó tâm trạng của tôi không vui mà đến nhà họ Diệp. Nói cho ông ta cứ chờ đó. Nhưng, thân phận của tôi không thể tiết lộ, tôi sẽ để lại một món quà lớn cho nhà họ Diệp, Diệp Quân Lâm dặn dò. Bọn người Diệp Trung Lâm dùng mình, vội vàng nói, nhất định, chúng ta nhất định sẽ truyền lời. Cút đi, sau khi được sự cho phép của Diệp Quân Lâm bọn họ trốn chạy như điên. Tuy nhiên, Diệp Trung Lâm và những người khác không rời đi ngay lập tức.